chương 121, vũ điệu nghiêng thành. Có thể nể mặt nhảy một bản hay không? Nhìn đôi mắt Lê Nguyệt Thiền như ánh sao, cười lộ lúm đồng tiền như hoa thì huỳnh nhân có hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười. Cô muốn khiêu vũ với tôi à? Lê Nguyệt Thiền nghiêm túc gật đầu, ánh đèn sân khấu mở tối nhưng đôi mắt cô lại rất sáng ngời giống như chứa ánh sao vậy. Huỳnh nhân lắc đầu, cười nói. Tôi không biết khiêu vũ. Tôi biết, anh bước chân theo tôi là được lê nguyệt thiền cố chấp nói anh đã từ chối tôi một lần mà còn muốn từ chối tôi lần thứ hai à vì vậy nụ cười trên mặt huỳnh nhân cũng nở rộ hơn anh chậm rãi đứng lên trong miệng chỉ có một chữ được audio điện tử võ tấn bền lê nguyệt thiền khôi phục tinh thần trên mặt hiện lên nụ cười mừng rỡ nhưng mà cô phải đi theo nhịp bước của tôi huỳnh nhân bỗng nhiên nói nghe vậy lê nguyệt thiền không khỏi có hơi kỳ quái rõ ràng anh nói không biết khiêu vũ thì mình đi theo bước chân của anh thế nào trong lúc ngẩn ra huỳnh nhân đã nắm cánh tay lạnh như băng của cô ấy như tuyết đầu mùa tan chảy như nắng ấm mùa đông khiến cơ thể mềm mại của lê nguyệt thiền nhẹ run lên âm nhạc êm dịu vang lên huỳnh nhân kéo lê nguyệt thiền và chậm rãi đi tới trung tâm sân khấu đó là vị trí thiều hải hà và tôn tuyết đang nhảy thấy huỳnh nhân và lê nguyệt thiền đi tới nơi này Tôn Tuyết không khỏi nở nụ cười châm chọc. Đường đường là giám đốc Lê mà khiêu vũ cũng mang đàn ông à. Dừng một chút, Tôn Tuyết nhìn Huỳnh Nhân, diễu cợt nói. Cô chọn, bạn khiêu vũ kia, anh ta biết khiêu vũ à? Đừng làm trò cười cho thiên hạ. Mặt Lê Nguyệt Thiền đầy tức giận, cô ấy đang muốn nói gì đó thì Huỳnh Nhân nhẹ lắc đầu. Dưới dòng nhạc êm dịu, Huỳnh Nhân nhẹ nhàng nắm eo Lê Nguyệt Thiền, ôm vào lòng. Lê Nguyệt Thiền lập tức trợn to hai mắt, cảm thấy một luồng hóc môn đàn ông rất nồng khiến cô đỏ mặt tim đập nhanh hơn, cả người cũng lập tức căng thẳng. Chỉ là, tay huỳnh nhân đến thì dừng, cũng không có ra tay một bước nữa mà thể hiện rất có phong độ lễ nghi, Lê Nguyệt Thiền thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút thất vọng. Dưới sân khấu, đang có một đôi mắt đầy oán hận nhìn về phía huỳnh nhân và Lê Nguyệt Thiền. Chính là Văn Duy Thần. Khuôn mặt anh ta vặn vẹo vô cùng, tức giận đến cả người cũng phát run. Một người đàn ông 11 cô gái nhảy ngay trước mặt mọi người thì cũng đủ để chứng minh tâm ý của anh rồi, nhưng mà Lê Nguyệt Thiền nhẫn tâm từ chối anh ta. Vậy cũng đành đi, thế mà còn chủ động mời một tên rác rưởi nhảy, tranh lệch trong lòng to lớn như vậy khiến Văn Duy Thân chợt có hơi tiếp thu không nổi. Con đàn bà hạ tiện này. Văn Duy Thần tức giận thổi hơi lạnh, hiện tại, các ông chủ của các tập đoàn đều có bạn gái nhưng chỉ có mình anh ta, một người chơ chọi. Anh Duy Thần, em sai rồi, em xin anh hãy tha thứ cho em đi sau lưng lại vang lên âm thanh của cảnh nhiên mặc dù cô ta không biết mình đã làm gì sai khiến cho văn duy thân không muốn khiêu vũ với mình nhưng mà nói xin lỗi đã rồi tính tiếp nhìn liễu cảnh nhiên bên cạnh rồi nhìn lê nguyệt thiền trong ngực huỳnh nhân hai người so với nhau thì chính là một trời một đất bỗng chốc khiến văn duy thần tức giận hơn anh ta đường đường là cậu chủ nhà họ văn khi nào lại chịu nổi nhục này nhưng tình huống trước mắt cũng hết cách Mặt Văn Duy Thần nặn ra vẻ tươi cười, nói với Liễu Cảnh Nhiên. "Cảnh Nhiên, chuyện lúc nãy, xin lỗi nhé." "Không sao đâu." Liễu Cảnh Nhiên lắc đầu liên tục, nhỏ giọng thì thầm. "Chỉ cần anh Duy Thần tha thứ cho em thì cái gì em cũng làm." Nhìn Liễu Cảnh Nhiên nghe lời như vậy, trong mắt Văn Duy Thần cũng chỉ là một cái thoáng qua rồi lau sạch bóng. Người đàn bà này, nói không chừng sau này có ít. "Không nói chuyện này nữa, chúng ta khiêu vũ." Văn Duy Thần ôm lấy Liễu Cảnh Nhiên, Liễu Cảnh Nhiên cũng hoàn toàn lún sâu vào. Chú ý tới ánh mắt của Văn Duy Thần luôn nhìn chằm chằm vào Huỳnh Nhân và Lê Nguyệt Thiền, Liễu Cảnh Nhiên không nhịn được nói. Anh Duy Thần, anh cứ yên tâm, tên phế vật kia mà khiêu vũ cái gì, cứ chờ xem bọn họ xấu mặt đi. Nghe lời Liễu Cảnh Nhiên nói, tâm trạng Văn Duy Thần lúc này mới hòa hoãn bớt, vừa nhảy khiêu vũ kết thúc vừa bêu xấu Huỳnh Nhân. Bên kia, Huỳnh Nhân ôm Lê Nguyệt Thiền, nhanh chóng bước nhịp theo âm nhạc lê nguyệt thiền cũng vội vàng đi theo đồng thời lê nguyệt thiền ngẩng đầu lên nhìn huỳnh nhân chỉ thấy ánh mắt huỳnh nhân chẳng biết nhắm lại lúc nào mà cơ thể của anh cũng giống như gió nhẹ nhàng đung đưa theo gió lấy góc độ của người bên cạnh thì vô cùng tự nhiên mặt lê nguyệt thiền đầy ngạc nhiên phát hiện mình thế mà hoàn toàn không theo kịp bước chân của huỳnh nhân đây là không biết khiêu vũ mà huỳnh nhân nói đấy à Huỳnh Nhân giống như cảm nhận được gì đó, bình tĩnh nói. Tôi đi chậm tí. Nói xong thì anh thả nhịp bước vào tốc độ mà Lê Nguyệt Thiền có thể theo kịp, cơ thể lay động theo cơ thể, mang Lê Nguyệt Thiền nhảy chung. Âm nhạc dần dần bước vào cao trào, Huỳnh Nhân nhắm hai mắt lại giống như hòa cả người vào giữa âm nhạc. Lê Nguyệt Thiền càng thêm thán phục, cô ấy trợn to hai mắt, không thể tượng tưởng tượng nổi nhìn Huỳnh Nhân, dưới sự dẫn dắt của anh, Lê Nguyệt Thiền cũng dần dần thích nghi được âm nhạc người xung quanh đã không nhảy nữa mà chỉ nhìn ánh mắt ngạc nhiên về phía lê nguyệt thiền và huỳnh nhân trên sân khấu hiện trường ánh sáng cũng biến thành một chỗ duy nhất chiếu lên người huỳnh nhân và lê nguyệt thiền liễu cảnh nhiên phan duy thần tôn tuyết thiêu hải hà lại trợn to hai mắt cho dù là bọn họ cũng không khỏi dừng động tác lại mà nhìn huỳnh nhân và lê nguyệt thiền khiêu vũ ánh sáng và hình ảnh liên tục thay nhau kèm theo tiết tấu âm nhạc lúc nhanh lúc chậm tất cả mọi người chỉ nhìn về hai bóng người một đen một trắng khiêu vũ từng động tác giống như ngựa thần lướt gió bay chờ bọn họ khôi phục tinh thần thì âm nhạc lập tức tiến vào bài của người kế tiếp tất cả cũng giống như là mơ bong bóng một khúc kết thúc huỳnh nhân mở mắt cũng rất tự nhiên buông lỏng tay lê nguyệt thiền không chút tiếc nuối nào xuống sân khấu giống như chưa từng tới vậy lê nguyệt thiền đứng trên sân khấu lúc lâu mới hoàn hồn lại đuổi kịp huỳnh nhân hỏi sao anh có thể khiêu vũ động tác đó được thế chỉ có hoàng gia phương Tây quý tộc mới có thể khiêu vũ được điệu này. Lúc học đại học Lê Nguyệt Thiền chọn chuyên ngành báo là lễ nghi cho nên may mắn biết một ít. Huỳnh Nhân mỉm cười, cũng không nói gì. Thân là chiến thần trong quân, làm sao anh chỉ có thể đau thương giết người, những phương diện khác cũng rất quan trọng giống vậy. Năm năm chinh chiến, anh lần lượt thi hành nhiệm vụ cơ mật không thể nào hoàn thành, trong đó không thiếu một số nhiệm vụ như xã giao với quý tộc nước người nên làm sao không khiêu vũ hữu nghị cho được anh là chiến thần trong quân danh chấn thiên hạ, cũng là chiến sĩ tao nhã lịch sự hiểu lễ nghĩa. Thiên sứ và ác ma hóa thân, lại nhìn bạn là ai? Vũ hội kết thúc, liễu cảnh nhiên và đám người tôn tuyết cũng khôi phục tinh thần theo đó, mỗi một người đều là sắc mặt tái xanh giống như bị ai tát mạnh hai cái. Cứ nghĩ rằng huỳnh nhân không biết khiêu vũ, mong đợi anh lên sân khấu nhưng ai người lại thành người nổi bật cả sân khấu. Trở lại tiệc rượu, mọi người dối rít vào ngồi. Huỳnh Nhân cũng rất tự nhiên ngồi vào ghế vàng nào đó, vẻ mặt bình tĩnh, không giận mà oai phong. Lúc Thiều Hải Hà và Liễu Cảnh Nhiên đi chung thì Văn Duy Thần cũng đi vào, thấy vị trí mình bị cướp mất thì khuôn mặt trở tối đen. Anh dám ngồi vị trí của tôi. chương 122, cút ra ngoài hết đi. Thiều Hải Hà thấy cảnh này thì bị dọa cho sắc mặt thay đổi lớn, vội vàng dày. Anh cái tên phế vật này, còn không mau cút xuống cho tôi, đây là chỗ anh có thể ngồi sao? mặt huỳnh nhân rất khó hiểu nhìn anh ta. Không phải anh mời tôi tới còn đặc biệt thiết kế chỗ ngồi cho tôi à? Phi, lời này vừa nói ra, có người cười ra tiếng ở đó ngay. Đặc biệt thiết kế cho anh, tôi thấy anh là chưa tỉnh ngủ đúng không? Vẻ mặt liễu cảnh nhiên oán hận nhưng lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác nhìn huỳnh nhân, đồng thời thân mật khoác lên tay văn duy thần, kiêu ngạo nói. Đó là giám đốc thiểu thiết kế cho chủ nhân của cao ốc quốc tế đồ sợ, cũng có nghĩa là bạn trai của tôi anh duy thần còn anh xứng à thấy liễu cảnh nhiên dám tuyên bố mình là bạn trai của cô ta trước mặt mọi người khuôn mặt văn duy thần có quắp mạnh lại nhưng lúc này anh không tiện từ chối nên chỉ đành phải nở nụ cười gượng chấp nhận thấy văn duy thần gật đầu tất cả mọi người ở đó đều rối rít hâm mộ ánh mắt kính trọng và sợ nhìn về phía liễu cảnh nhiên bao gồm thiều hải hà cũng mặt đầy giật mình nhìn liễu cảnh nhiên anh ta chỉ là bảo liễu cảnh nhiên đi ngồi chung với văn duy thần một chút không nghĩ tới ở chung một lát đã trở thành bạn trai. Hưởng thụ ánh mắt nóng bỏng lấy lòng của các ông chủ xung quanh cùng với một số ánh mắt ghen tị của các bạn gái, liễu cảnh nhiên không khỏi có hơi lâng lâng, càng hả hê hơn nhìn về phía huỳnh nhân. Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên đứng lên đi, nếu không ghế vàng này sẽ bị anh làm dơ mất. Huỳnh Nhân có hơi buồn cười nhìn Liễu Cảnh Nhiên, nói. Tôi không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu? Liễu Cảnh Nhiên chỉ một cái ghế ở một góc, cười lạnh nói không phải ở đó có một cái hả à? anh cầm một chén cơm với một chút thức ăn rồi qua đó ăn đi lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều mang nụ cười cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía huỳnh nhân lời nói lần này thẳng tay đá huỳnh nhân ra ngoài này giống như là ban thưởng hơn ban thưởng những thức ăn này cho huỳnh nhân lê nguyệt thiền không nhìn nổi vẻ mặt hơi giận nhìn về phía liễu cảnh nhiên làm sao cô có thể sỉ nhục người khác như vậy sỉ nhục liễu cảnh nhiên cười lạnh một tiếng liếc mắt huỳnh nhân nói một tên phế vật mà cũng vọng tưởng bước chân vào thế giới thượng lưu thật là buồn cười để cho anh ta ăn cơm ở chỗ này đã là cho thể diện lắm rồi đó lê nguyệt thiền không để ý đến mà nhìn về phía thiều hải hà và văn duy thần lạnh giọng chất vấn giám đốc thiều anh văn các anh cũng là thái độ này sao đương nhiên thiều hải hà giọng bình tĩnh tối nay tôi mời đều là tài sản hơn trăm triệu của các ông chủ tập đoàn chung nhau đàm phán chuyện lớn khi nào đến lượt một tên phế vật của nhà họ liễu dây vào chứ không muốn ăn cơm ở xó xỉnh thì được thôi cút ra khỏi nơi này văn duy thân cũng chỉ chỉ ghế vàng kia nói chỗ kia nên là tôi ngồi nhưng lại bị anh ta chiếm mất mất hết cả hứng ăn đã như vậy bữa cơm này không ăn cũng được dầm một tiếng lê nguyệt thiền vỗ bàn đôi mắt đẹp mang lửa giận tập đoàn lệ tinh của tôi, rút khỏi bữa cơm này. Lời này vừa nói ra, rất nhiều các ông chủ của công ty ở đó đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tập đoàn lệ tinh có thể nói là công ty đứng đầu của cao ốc quốc tế đổ sộ. Nếu như tập đoàn lệ tinh rút khỏi hạng mục tranh giành xây dựng thành phố, vậy bọn họ có khả năng gặp nhau rất lớn. Những người khá chỉ mong tập đoàn lệ tinh rút khỏi nhưng tôn tuyết thì có hơi nóng nảy, kéo Lê Nguyệt Thiền lại. Đứng lại, cô đi, chuyện xếp liễu dặn dò thì sao đây? hạng mục xây dựng thành phố làm thế nào. Lê Nguyệt Thiền hất tay tôn tuyết ra, nói. Nếu như làm bạn với những người này, hạng mục xây dựng thành phố, tôi thà rằng không làm, chắc chắn xếp liếu cũng nghĩ vậy. Tôn tuyết vừa nghe vừa muốn khuyên mấy câu nữa, bỗng nhiên đảo mắt, dù sao hạng mục xây dựng thành phố cạnh tranh thất bại cũng là do một tay Lê Nguyệt Thiền làm ra thì có liên quan gì tới cô ta đâu. Chỉ cần cô ta có thể thêm dầu thêm mỡ nói mấy câu, có lẽ vị trí phó tổng giám đốc của Lê Nguyệt Thiền cũng không giữ nổi, thế sao lại không làm chứ? Đây là do cô nói đó, cô đừng hối hận. Hình như Tôn Tuyết rất sợ Lê Nguyệt Thiền hối hận mà chụp thẳng cái mũ lớn lên đầu Lê Nguyệt Thiền. Ngày mai tôi sẽ nói đúng sự thật chuyện này cho xếp liếu, là cô vì lợi ích riêng mà chủ động từ bỏ cạnh tranh, hại lệ tinh uổng công tổn thất một hạng mục lớn. Tôn Tuyết, cô, vẻ mặt Lê Nguyệt Thiền thay đổi lớn, vừa giận vừa sợ, nhất thời cưỡi hổ khó xuống lâm hạo ngồi ở trên ghế vàng nheo mắt lại đánh giá hai người phụ nữ lê nguyệt thiền giúp anh nói chuyện như vậy làm sao anh có thể bạc đãi cô còn tôn tuyết này thì không cần giữ lại đinh đang lúc ấy thì điện thoại di động nhận được hai dòng tin ngắn đều là la bố gửi đến ông chủ lớn tôi sẽ đến tân giang hội ngoài ra còn mang theo người của ngài lát nữa đưa đến gặp ngài nhìn nội dung huỳnh nhân mỉm cười nói với Lê Nguyệt Thiền. Lê Nguyệt Thiền, cô yên tâm, tôi sẽ không đi, cô cũng không cần đi, người phải đi, là bọn họ. Liễu cảnh nhiên nghe được câu này thì không khỏi phì cười. Huỳnh nhân, làm sao anh còn trẻ mà lại hồ đồ rồi vậy? Tân Giang hội sẽ là hội sở tư nhân của xếp thiều thì làm sao có thể đi được? Thiều Hải Hà cũng cười. Tôi sẽ là ông chủ của Tân Giang hội, tôi quyết định. Những ông chủ xí nghiệp khác cũng bật cười dối rít thằng nhãi này không tán thưởng thần tiên cũng khó cứu xếp thiều anh văn đừng quan tâm anh ta nữa chúng ta nhanh vào chủ đề chính hôm nay đi có một số ông chủ xí nghiệp đợi không được nữa mà liên tục hối thiều hải hà đợi anh ta tuyên bố hạng mục xây dựng thành phố thuộc về ai thiều hải hà cười cũng nói với văn duy thần như vậy thì anh văn cũng không cần giấu nữa trong tay anh có chút hạng mục còn không tìm được công ty đón lấy à anh xem Văn Duy Thần nghĩ rằng Thiều Hải Hà nói là trong tay anh ta có một số hạng mục nhỏ nên chợt cười một tiếng, nói. Đương nhiên không thành vấn đề, anh em Hải Hà, tôi và anh mới gặp mà như đã quen từ lâu, trong tay có một ít hạng mục cũng sẽ giao cho công ty Cửu Châu Anh làm. Lời này vừa nói ra thì ông chủ của những công ty khác đã dối rít buồn bã cúi đầu còn Thiều Hải Hà thì giống như đánh máu gà, bá đạo đứng lên, kích động nhìn Văn Duy Thần. Anh Văn, chuyện này là thật sao? chính miệng tôi cam kết, còn có thể là giả hà. Thiều Hải hà chợt nhìn Liễu Cảnh Nhiên, nhất định là Liễu Cảnh Nhiên khen cái gì đó nên Văn Duy Thần mới có thể không chút do so dự đưa hạng mục cho xí nghiệp cửu châu làm. Lúc này anh ta nâng ly rượu lên. Nào, anh Văn, tôi mời anh một ly. Anh Duy Thần, em cũng kính anh một ly. Liễu Cảnh Nhiên cũng bưng ly rượu lên, mặt vô cùng kích động. Xếp Thiều đã hứa rằng chỉ cần cần Cửu Châu bắt được hạng mục xây dựng thành phố thì sẽ chia cô ta một chút, Văn Duy Thần khó hiểu nhìn Thiều Hải Hà và Liễu Cảnh Nhiên, làm sao mấy cái hạng mục nhỏ của nhà họ Văn mà đã khiến bọn họ kích động thành như vậy. Xem ra, Minh Châu phát triển nhưng vẫn còn xa mới sánh bằng tô hàng. Vừa đọc đến đây, trong mắt Văn Duy Thần thoáng qua vẻ khinh thường nhưng vẫn cụm ly với Thiều Hải Hà và Liễu Cảnh Nhiên. Chờ mắt nhìn Văn Duy Thần giao hạng mục xây dựng thành phố cho công ty Cửu Châu làm, vẻ mặt Lê Nguyệt Thiền lúc đỏ lúc trắng, cô ấy cắn chặt môi, một bụng bực bội. Lê Nguyệt Thiền, cô chết chắc, xếp liếu sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Khóe miệng tôn tuyết cũng lạnh lùng nhếch một nụ cười. Dầm, đang lúc ấy thì cửa ở đó bị lực mạnh đẩy ra, thiên Việt bân sải bước đi tới. Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn khắp nơi rồi sau đó hét lớn một tiếng. Thu dọn hiện trường, cút hết ra ngoài cho tôi. mươi 123, gần ngay trước mắt. Một tiếng giống to đầy trung khí bỗng chốc khiến cả hội trường bĩnh tĩnh lại, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Thiên Việt Bân. Xếp Thiên, sau khi tỉnh hồn lại, tất cả các ông chủ đều rụt cổ về, vẻ mặt sợ hãi. Lê Nguyệt Thiền cũng đầy ngạc nhiên nhìn Thiên Việt Bân, làm sao cũng không nghĩ tới một nhân vật lớn như vậy sẽ tới. Thiên Việt Bân, anh xông vào tân giang hội của tôi, muốn làm gì? Vẻ mặt thiều hải hà tối đen, quát to nhìn về phía Thiên Việt Bân. Làm gì? Hừ hừ. Thiên Việt Bân chơ cháo không cười, cười một tiếng, trong tròng mắt lại xuất hiện sự âm độc. Đương nhiên là thu dọn hiện trường, mời các người ra ngoài. Anh dám. Thiều Hải Hà kêu la như sấm, hai tay phanh một tiếng, vỗ bàn. Tân Giang hội là địa bàn của tôi, anh muốn mời tôi đi ra ngoài trong địa bàn của tôi. Nếu như anh không phối hợp thì chỉ có thể thể dùng cách cưỡng chế. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tự cao. Quá tự cao. Lời của Thiên Việt Bân khiến tất cả mọi người ở đó đều giận đến không nói thành lời. Văn Duy Thần chậm rãi đứng lên, nhìn Thiên Việt Bân nó. Thiên Việt Bân, đã lâu không gặp, anh lại trở nên phách lối như vậy. Là anh? Thiên Việt Bân nhìn Văn Duy Thần, mặt cũng hơi biến sắc. Bọn họ cũng từng có chút quan hệ, đó là trước khi Văn Duy Thần về nhà, từng chuyển bán cao ốc quốc tế cho Thiên Việt Bân. Nhưng rất nhanh, anh ta đã khôi phục bình thường nếu anh và bọn họ là một phe, vậy thì mời ra ngoài chung đi. Bá đảo, bỗng chốc, vẻ mặt Phan Duy Thần lạnh lùng. Anh biết đang nói với ai không? Vậy anh có biết, anh đang nói với ai không? Lại có một giọng khác có hơi trầm trầm vang lên, sau đó một người đàn ông đi vào, ánh mắt sắc bén quét nhìn tất cả mọi người. Nhà giàu nhất Minh Châu, Mã Bách Điền. Xếp mã, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Bỗng chốc, Tất cả các ông chủ xí nghiệp đều dối giết thay đổi vẻ mặt, nếu như nói lời thiên Việt Bân chỉ mang đến một chút áp lực cho bọn họ thì Mã Bách Điền đến sẽ khiến bọn họ chìm sâu trong sợ hãi. Một câu nói của Mã Bách Điền đã có thể tiện tay khiến một nhà trong bọn họ táng ra bại sản, thân bại danh liệt. Vẻ mặt thiêu hải hà cũng trở nên khó coi, không ngờ tới Mã Bách Điền cũng đến. Văn Duy Thần không quen Mã Bách Điền nên vẫn không sợ hãi. Tôi đến từ nhà họ Văn ở Giang Chiết ông dám đuổi tôi đi. Cứ nghĩ rằng Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân chắc có chỗ kiêng kỵ nhưng không ngờ tại Mã Bách Điền không hề sợ hãi, thậm chí khóe miệng còn mang theo vẻ khinh thường. Nhà họ văn ở giang chiết nho nhỏ mà cũng dám nói ngông cuồng. Dừng một chút, Mã Bách Điền nói tiếp. Có tin ngày mai, thành nam của nhà họ văn sẽ không còn cái gì không? Dầm! Lời này vừa nói ra, Văn Duy Thần đứng thẳng lên, ánh mắt nghiêm nghị. Ông biết bố tôi, không chỉ biết mà còn rất sâu rất sâu mã bách điền liên tục cười lạnh vì vậy vẻ mặt phan duy thần thay đổi tối lại mà không nói gì thêm nữa không khí hiện tại như động lại trước mặt thiên việt bân và mã bách điền các ông chủ của tất cả các xí nghiệp ở đó cũng không như con kiến hôi nhỏ bé vậy nhưng tôn tuyết lại không có vấn đề gì trong đầu cô ta chỉ nghĩ đến dáng vẻ xếp liễu trách mắng lê nguyệt thiền vừa nghĩ đến đây trong lòng cô ta đã đầy cảm giác sung sướng Lê Nguyệt Thiền ở bên cạnh chợt nhớ tới cái gì đó mà quay đầu nhìn về phía Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân hơi mỉm cười giống như không bất ngờ đối với chuyện Thiên Việt Bân và Mã Bách Điền đến. Chẳng lẽ là anh, tim Lê Nguyệt Thiền đập bịch bịch, rung động tới đỉnh điểm. Ông chủ Mã, ông chủ Thiều, uy phong của hai người rất lớn nhưng Tân Giang Hội sẽ là địa bàn của Thiều Hải Hà Tôi, hai người có tư cách gì trục xuất chủ nhân là tôi khỏi nơi này. Thiều Hải Hà đứng dậy, nhìn thiên việt bân và mã bách điền liên tục gây áp lực mặt tức giận cậu muốn tư cách được tôi cho cậu tư cách mã bách điền nói trước một bước âm thanh vang vọng người tổng phụ trách thương hội hồng ưng phải mở tiệc mời khách quý ở chỗ này có đủ tư cách hay không đùng lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đó đều như bị xét đánh đầu óc trống rỗng các ông chủ của xí nghiệp lớn ngơ ngác nhìn mã bách điền và thiên việt bân vẻ mặt của thiều hải hà và văn duy thần cũng thay đổi vượt trội chỗ sâu trong tròng mắt lại có một linh hồn sợ hãi liễu cảnh nhiên không biết người tổng phụ trách thương hội hồng ưng là như thế nào nên mặt đầy hơi giận nói người tổng phụ trách đó sao không mở phòng riêng cho ông ta ngồi là được rồi sao cần gì phải thu dọn hiện trường nghe vậy thiên việt bân lập tức cười nhẹ mấy người cũng xứng ngồi ngang hàng với khách quý à lúc này Phan Duy Thần bị câu nói kia của Liễu Cảnh Nhiên làm cho vẻ mặt sợ hãi đến tái nhợt, bố anh ta cũng không dám nói chuyện với người của Thương Hội Hồng Ưng như vậy. Chát, anh ta tát Liễu Cảnh Nhiên một cái, gần như là gầm thét lên. Cô im miệng cho tôi. Mà nghe được bốn chữ, người tổng phụ trách Thiêu Hải Hà rất nhanh đi tới trước mặt mã bách điền, gần như là đổi thái độ. Thì ra là người tổng phụ trách đại giá đến chơi, đúng là làm nhà tranh cũng rực rỡ mà. Anh ta nở nụ cười nói trong giọng nói mang theo sự lấy lòng. Tôi sẽ đưa người rời khỏi tân giang hội, mời hai người, thay mặt tôi nói tốt vài câu trước mặt người tổng phụ trách. Thiên Việt Bân và Mã Bách Điền nhìn nhau, lạnh lùng gật đầu. Chỉ như vậy, Thiều Hải Hà đưa tất cả các ông chủ xí nghiệp và đám người văn duy thần, liễu cảnh nhiên dối rít đứng dậy, rời khỏi địa bàn của mình. Dù là trong lòng bọn họ không hề muốn nhưng cũng phải tuân theo, ai bảo người tổng phụ trách của Thương hội Hồng ưng tới đây chứ? Hơn nữa, mở tiệc mời một vị khách tôn quý mà có thể khiến người tổng phụ trách trịnh trọng đối xử như vậy, lai lịch có thể nhỏ à. Liễu cảnh nhiên che mặt tối đen, đang tức giận không có chỗ chút thì bỗng dưng liếc mắt, nhìn thấy huỳnh nhân vẫn giống như là một người không có chuyện gì ngồi ở ghế vàng như cũ, chợt tức giận cũng phun ra. Phế vật, thu dọn hiện trường, mau cút ra đây. Ánh mắt huỳnh nhân hơi nheo lại, anh còn chưa lên tiếng thì vẻ mặt mã bách biền và thiên Việt Bân đã co quắp mạnh, tức giận nói với đám người Liễu Cảnh Nhiên. Tôi nói là mấy người, cút hết cho tôi. Liễu Cảnh Nhiên chợt ngu người, ngơ ngác nhìn Huỳnh Nhân, tại sao, tên phế vật kia thì không bị đuổi đi. Được rồi, đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Văn Duy Thần mang Liễu Cảnh Nhiên đi, vội vã rời khỏi tân giang hội. Lê Nguyệt Thiền cũng đang định rời khỏi thì mã bách điền ngăn lại. Cô Lê, xin dừng bước. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Lê Nguyệt Thiền khó hiểu đúng vậy giọng mã bách điền ôn hòa vô cùng khách sáo với lê nguyệt thiền người tổng phụ trách rất xem trọng cô cho nên muốn người cô ở lại ăn chung bữa cơm người tổng phụ trách lê nguyệt thiền có hơi được sủng ái mà lo sợ cô ấy chưa từng tiếp xúc qua thương hội hồng ưng nhưng nghĩ đến thiều hải hà bọn người văn duy thần cũng cùng cháu trai rời đi chắc có lẽ cũng tới là một nhân vật lớn tay sao làm sao sẽ để ý mình đừng thấy cô ấy là một trong phó tổng giám đốc của tập đoàn lệ tinh tiền lương trăm triệu vậy thôi nhưng thật ra thì ở trong mắt nhà tư bản thật sự thì cô ấy vẫn là một người nghèo lạch cạch đang lúc ấy thì cửa mở ra là bố đi vào thiên việt bân và mã bách điền lập tức cung kính hỏi thăm sức khỏe chào người tổng phụ trách ừ là bố nhẹ gật đầu nói câu làm tốt lắm lê nguyệt thiền len lén đánh giá ông ta trong lòng âm thầm ngạc nhiên đây chính là người tổng phụ trách của thương hội hồng ưng đó à đúng là khí chất bất phàm. Rồi sau đó, bỗng nhiên nhớ ra cái gì nên Lê Nguyệt Thiền dè dặt hỏi. Xin hỏi một chút, hai người nói vị khách quý kia là ai vậy? Ba người la bố nhìn nhau sau đó cười thần bí. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lê Nguyệt Thiền sửng sốt ba giây, bỗng nhiên giống như là biết được cái gì đó mà chợt quay đầu nhìn về phía Huỳnh Nhân. Là anh, chương 124, không phải con ruột dưới ánh mắt khiếp sợ của lê nguyệt thiền nụ cười trên mặt huỳnh nhân cũng sâu hơn nhẹ nhàng gật đầu anh anh cả người lê nguyệt thiền run lên theo bản năng lùi về sau một bước trong mắt là sự chấn động nhịn một lúc lâu cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh cô sợ hãi như vậy làm cái gì tôi cũng không ăn thịt cô huỳnh nhân bất đắc dĩ nói lê nguyệt thiền hít sâu một hơi nở một nụ cười xấu hổ nói tôi chỉ hơi kinh ngạc anh ở bữa tiệc vẫn luôn bị người ta nhục mạ, vậy mà lại là người có địa vị lớn nhất ở đấy. Cho đến giờ phút này, Lê Nguyệt Thiền mới hiểu được tại sao Huỳnh Nhân lại ngồi trên ghế dựa làm bằng vàng kia từ đầu, bởi vì đó vốn chính là vị trí của anh. Cũng đã hiểu rõ tại sao Huỳnh Nhân bị mọi người nhục nhã nhưng vẫn như không có chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn họ mới là một lũ hề thật sự, cố gắng tìm cảm giác tồn tại trước mặt Huỳnh Nhân. Tuy không khiếp sợ như lúc trước nữa nhưng nội tâm của Lê Nguyệt Thiền vẫn không thể bình tĩnh lại, hai mắt chứa đầy sự hoảng hốt, khuôn mặt phức tạp. Năm năm, cô tự cho là mình đang đuổi theo hình bóng như gió kia, lại không ngờ rằng, tranh lệch càng kéo càng xa. Không ai phát hiện ra sự huệ oải thoáng vụt qua trên gương mặt của Lê Nguyệt Thiền, Huỳnh Nhân cười, mời mọi người vào bàn. Ngồi xuống hết đi. Lê Nguyệt Thiền, là bố, Thiên Việt Bân, Mã Bách Điền nhanh chóng ngồi xuống, trước đó anh đã bảo người phục vụ làm lại một bàn đồ ăn lê nguyệt thiền có vẻ hơi lo lắng khẩn trương huỳnh nhân cười nói đừng lo lắng cứ quên thân phận của tôi đi là được tôi chỉ là một người rất bình thường thôi lê nguyệt thiền cười gật đầu trên bàn cơm huỳnh nhân không nói chuyện công việc chỉ nói chuyện vu vơ bên ngoài thiên việt bân mã bách điền là bố như được tiêm máu gà liên tục kính rượu huỳnh nhân đây chính là ông chủ mà ngay cả thượng sĩ cũng cung kính nếu trở thành người được anh trọng dụng, tiền đồ tương lai chắc chắn rộng mở. Lê Nguyệt Thiền cảm thấy hơi nhạt nhẽo, cứ ngồi uống rượu giải sầu, chỉ một lát sau, khuôn mặt cô ấy đã đỏ lên như mông khỉ. Qua ba lượt rượu, ba người thiên Việt bân, mã bách điền, la bố tự xưng là ngàn ly không say cũng phải đổ gục. Chỉ có mình Huỳnh Nhân vẫn giữ vẻ mặt như cũ. Sau khi đưa bọn họ lên xa, Huỳnh Nhân cũng quay đầu lại nhìn về phía Lê Nguyệt Thiền đang sau. Lại đây đi, tôi đưa cô về nhà. Lê Nguyệt Thiền không mở miệng, cả người mềm nhũn nằm trên sofa. Huỳnh Nhân thở dài, ánh mắt nhìn về phía Lê Nguyệt Thiền cũng trở nên phức tạp, đỡ Lê Nguyệt Thiền đi xuống. Trước cửa tân giang hội, chiếc rôn roi màu đen đã chờ sẵn, Lưu An tự mình đến đón. Đưa Lê Nguyệt Thiền vào trong xe, Huỳnh Nhân hỏi một câu. Nhà cô ở đâu? Lê Nguyệt Thiền không tỉnh táo nói. Xuân, Xuân Giang Thành. Huỳnh Nhân nói với Lưu An đi Xuân Giang Thành. Vâng, Lưu An lập tức khởi động xe. Cả đường đi đều không nói chuyện, sắc mặt huỳnh nhân bình tĩnh, nhìn phong cảnh bốn phía không ngừng lùi về sau ngây người. Loạt xoạt Lê Nguyệt Thiền bên cạnh quay người, huỳnh nhân cảm giác được, đằng sau có một đôi mắt sáng người đang nhìn chầm chầm vào anh. Anh thật sự không nhớ rõ tôi à? Giọng nói của Lê Nguyệt Thiền mang theo men say. Một lần gặp nhau thoáng qua ở công ty giải trí Huy Hoàng, tôi đã cảm thấy hai người lớn lên rất giống nhau. Tuy rằng khí chất và khuôn mặt có chút thay đổi, nhưng tôi có thể chắc chắn anh chính là người 5 năm trước, tại sao anh lại không thừa nhận. Huỳnh Nhân nhắm hai mắt lại, bình thản mở miệng. Cô Lê, cô nhận sai người rồi, tính cả hôm nay, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, hơn nữa, tôi đã kết hôn rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, im lặng thật lâu. Lê Nguyệt Thiền nhìn Huỳnh Nhân, giật mình mở to hai mắt. Anh, kết hôn. Huỳnh Nhân nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, còn có một đứa con gái 5 tuổi. Lê Nguyệt Thiền chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, do tác dụng của cồn, cô, cô cảm thấy lạnh sắp chết rồi. Cô xoay người, quay lưng về phía Huỳnh Nhân, giọng nói lý nhí như mũi kêu. Xin lỗi anh, tôi nhận sai người. Huỳnh Nhân lại mở to hai mắt, lúc mở ra đã sớm bình tĩnh lại. Rất nhanh đã tới Xuân Giang Thành. Huỳnh Nhân muốn đưa Lê Nguyệt Thiền về đến nhà nhưng lại bị Lê Nguyệt Thiền từ chối. Một người thất tha thất thiểu đi vào khu nhà, biến mất trong tầm mắt của Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân thở dài mệt mỏi, biểu cảm phức tạp. Thật ra anh đã sớm phát hiện, chỉ là không nói ra mà thôi. 5 năm, năm trước, trong một lần chấp hành nhiệm vụ, anh từng tiện đường cứu một nữ sinh viên. Nữ sinh viên này chính là Lê Nguyệt Thiền. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh có thể đợi lúc nữa mới đi được không? tôi không có bạn bè, cả người để nói chuyện cũng không có. Xin lỗi, tôi rất bận. Vậy về sau anh còn trở về thành phố này không? Có thể, hoặc vĩnh viễn sẽ không? Đúng rồi, tôi tên Lê Nguyệt Thiền, anh tên là gì? Cô gái muốn hỏi tên của Huỳnh Nhân, để sau này tiện tìm kiếm, nhưng bóng dáng của Huỳnh Nhân lại biến mất không thấy tâm hơi. Không nghĩ tới 5 năm sau sẽ gặp lại. Chỉ tiếc, cảnh còn người mất. Đi thôi. Huỳnh Nhân thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh trở lại, nói với Lưu An. Vâng, Lưu An dẫm chân ga, xe chạy như bay về phía tử viên. Thiều Hải hà tiến tất cả khách khứa đi, lúc này, chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi, ánh mắt Thiều Hải hà trở nên kỳ lạ, người phụ nữ này gọi điện thoại đến đây làm gì. Nhưng ông ta vẫn nghe, trên mặt hiện lên một nụ cười ấm áp. Em họ, có việc gì không? Cũng không có việc gì, chỉ nhớ ra đã lâu chưa gọi điện thoại cho anh họ giọng nói của người phụ nữ bình tĩnh mà lạnh nhạt chuyện với chủ nhân tòa nhà thế nào rồi rất thuận lợi thiêu hải hà cười nói cậu văn đã hứa hẹn sẽ giao hạng mục xây thành cho anh phải không thế thì chúc mừng anh họ giọng nói của người phụ nữ thanh âm trở nên cực kỳ quái lạ em họ chuyện này cũng nhờ có em chờ sau khi lấy được hạng mục xây thành anh chắc chắn sẽ kiến nghị với ông bảo ông đừng nên mang thành kiến với em nữa người phụ nữ cười khanh khách nói không cần đâu anh họ anh vẫn nên lo cho chính mình đi nói xong tắt điện thoại đi vẻ mặt thiều hải hà khó hiểu không rõ rốt cuộc em họ có ý gì lắc đầu đi vào trong tân giang hội cùng lúc đó ở tòa nhà họ thiều vang lên một trận cười châm chọc ha 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 ra đầu thiều nghiêm tê dại đứng ở góc nhìn thiều gia nguyệt đang điên cuồng thật cẩn thận nói chị chị họ chị cười cái gì tiếng cười đột nhiên im bặt biểu cảm của thiều gia nguyệt cũng giống biến đổi lập tức trở nên bình tĩnh không có gì lời nói của thiều nghiêm trở nên nghiêm túc chị họ đừng nói chị lại tính kế anh họ hải hà đấy nhá thiều gia nguyệt lạnh nhạt nói không gọi là tính kế chỉ là do anh ta ngốc mà thôi nếu có một ngày anh ta không cẩn thận chết cũng chắc chắn là bị sự ngu ngốc của mình hại chết thiều nghiêm nghe vậy Lập tức thay đổi sắc mặt. Chị muốn đối phó anh họ Hải Hà. Không phải đối phó, là tự bảo vệ mình. Khóe miệng Thiều Gia Nguyệt hơi nhếch lên, tạo ra một nụ cười lạnh lẽo. Cho dù tôi làm ra thành tích gì, ở trong mắt các người tôi vẫn là một đứa khác dòng máu. Soạt. Lời này vừa nói ra, Thiều nghiêm im như ve sầu mùa đông, sợ tới mức không dám thở mạnh. Không dám, chị họ, chị vẫn luôn là chị họ của em. Đừng lo chị không nói em, chị nói mấy ông già chết tiệt nhà họ thiều cơ. Thiều Gia Nguyệt nhìn anh ta một cái, nói. Chị cũng không trách bọn họ, dù sao máu trong cơ thể chị cũng không phải máu nhà họ thiều, giao nhà họ thiều to như thế cho người ngoài xử lý, ai cũng sẽ nảy sinh oán hận với chị thôi. Chị định ra tay với người trong nhà, thiều nghiêm run rẩy hỏi. Vậy phải xem mấy người có thần phục hay không, rất lâu trước đây chị đã nói rồi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không nghe lời thì chỉ còn một một cách, đó là nhổ cỏ tận gốc. Trên khuôn mặt mang vẻ đẹp cổ điển tuyệt mỹ của Thiều Gia Nguyệt chợt hiện lên ý cười, cô ta cười tươi giói với Thiều Nghiêm. Nhưng thật ra chị có thể trả lời một vấn đề trước đó em đã từng hỏi, thái độ của chị với Huỳnh Nhân rốt cuộc là như thế nào? Thật ra chính chị cũng không biết. Cô ấy đứng dậy, nhìn về phía vầng trăng sáng trên bầu trời, lẩm bẩm nói. Người suýt nữa đã trở thành chồng của chị kia, chị không có tình cảm gì với anh ta, nhưng lại muốn giữ anh ta vĩnh viễn cạnh mình, có lẽ là bởi vì anh ta với chị đồng bệnh tương liên. chương 125, kẻ ác tố cáo. Huỳnh Nhân về đến nhà đã là 10 giờ, Huỳnh Tiểu Như đã đi ngủ. Huỳnh Nhân gión ra gión rén đi đến bên giường, cẩn thận nằm xuống ngủ. Anh nghĩ Liễu Phi Tuyết đã ngủ rồi, không ngờ đột nhiên trong bóng tối lại vang lên giọng nói bình tĩnh của Liễu Phi Tuyết. Trên người của anh có mùi nước hoa phụ nữ, trong nháy mắt huỳnh nhân cực kỳ sợ hãi rõ ràng đã tắm rửa kỹ rồi mà tự ngửi ngửi cơ thể mình đúng là có người thấy một hương nước hoa thoang thoảng chắc là lúc đỡ lê nguyệt thiền bị dính phải vẻ mặt huỳnh nhân có chút bối rối vội vàng giải thích phi tuyết anh không có không cần giải thích nữa giọng nói liễu phi tuyết vẫn bình tĩnh như trước em tin tưởng anh sau khi trải qua chuyện của thiều hải hà liễu phi tuyết càng thêm có cảm giác an toàn đối với huỳnh nhân chỉ cần ở cạnh anh thì anh sẽ không để cho mình và tiểu như phải chịu một chút tổn thương nào huỳnh nhân ngây người một lúc nếu không phải nghi ngờ mình vậy thì cô có ý gì chứ liễu phi tuyết im lặng một lúc sau đó nói thêm một người đàn ông ưu tú bên cạnh khó tránh khỏi sẽ có người dòm ngó đối với anh mà nói chuyện này là một chuyện tốt thôi vẻ mặt huỳnh nhân khó hiểu Bình thường phụ nữ phát hiện trên người người đàn ông của mình có mùi nước hoa của người phụ nữ khác, không phải đều ẩm ý lên sao. Huỳnh Nhân, chắc anh hiểu được, quãng đường sau này của anh sẽ rất khó khăn. Liễu Phi Tuyết bình tĩnh tiếp tục nói, chuyện khoa huyến. Cho nên nếu anh phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến một ngày, lúc mà em không cần kiêng rè gì nữa mà công khai tuyên bố chúng ta là vợ chồng, như vậy mới tính là thật sự kết hôn với em. Huỳnh Nhân ngạc nhiên một lúc đúng là người phụ nữ mạnh mẽ có lối suy nghĩ không giống với những người phụ nữ bình thường khác cô không cần cãi nhau thậm chí còn không thèm để ý xem như là một người vợ biết điều huỳnh nhân lắc đầu mỉm cười nói thụy hoa đã nói với anh nhà em ở yên lăng ba vợ của anh đã tìm anh chỉ cần khiến cho ba vợ chấp nhận anh mới tính là thực sự kết hôn với em việc này rất khó liễu phi tuyết lắc đầu nói sẽ thành công huỳnh nhân bình tĩnh nở nụ cười cười mấy tiếng trong lời nói nồng đậm sự tự tin chờ khi nào em chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến gặp ba vợ để cầu hôn liễu phi tuyết không nói gì chỉ xoay người quay lưng về hướng huỳnh nhân chỉ mong sẽ có một ngày như vậy cô dùng âm thanh mà chỉ mình cô nghe được thì thảo nói sáng sớm hôm sau mới tờ mờ sáng Huỳnh Nhân cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé đang không ngừng chọc chọc lên gương mặt to lớn của mình, rất nhanh đã tỉnh dậy. Khoảnh khắc mở mắt, đập vào tầm mắt là gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng như được tạc từ ngọc ra, đang chơi đùa rất vui vẻ. Nhìn thấy Huỳnh Nhân đã tỉnh, khuôn mặt tươi cười của cô bé lập tức cứng lại, rụt bàn tay nhỏ bé lại giống như ăn trộm, trột dạ nhìn Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân nhìn thoáng qua thấy Liễu Phi Tuyết vẫn còn đang ngủ, dùng tay làm động tác không được lên tiếng. Xuyệt, không cần đánh thức mẹ. Huỳnh Như cũng hiểu chuyện gật gật đầu, cũng làm theo động tác không được lên tiếng. Xuyệt! Huỳnh Nhân vui vẻ, cảm thấy có được con gái xinh đẹp như hoa như ngọc thật sự là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nào, ba ba dẫn con đi rửa mặt. Huỳnh Nhân ôm lấy Huỳnh Như, lại quay đầu nhìn thoáng qua liễu phi tuyết vẫn đang ngủ say, chắc chắn cô không bị đánh thức, lúc này mới gión ra gión rén đi xuống lầu. Mà khoảnh khắc Huỳnh Nhân đóng cửa, liễu phi tuyết cũng mở to đôi mắt trên gương mặt hoàn hảo đã nở nụ cười từ lâu huỳnh nhân làm một bữa sáng thịnh soạn lúc này liễu phi tuyết mới lững thững xuống lầu cho dù ngửa mặt lên trời vẫn xinh đẹp động lòng người ăn sáng thôi huỳnh nhân cười với liễu phi tuyết một cái nói liễu phi tuyết ngồi xuống ghế ăn từng miếng từng miếng cháo một cách yêu nhã cảm ơn anh bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên nói với huỳnh nhân cảm ơn cái gì huỳnh nhân ngạc nhiên cảm ơn anh vì bữa sáng liễu phi tuyết nói anh đưa tiểu như đi học nhà trẻ giúp em em có chuyện gấp huỳnh nhân nghe thấy vậy cũng vui vẻ nói được anh cảm thấy liễu phi tuyết đã thay đổi bắt đầu biết dựa dẫm vào anh trước đây anh ở trong nhà liễu phi tuyết như một người khách ăn bữa sáng xong huỳnh nhân đưa tiểu như đi nhà trẻ liễu phi tuyết cũng lái xe đi công ty cô nhận được điện thoại của giang hy văn đơn đặt hàng nhà họ Liễu đã vượt mức dự kiến. Sau khi biết được tin tức này, Liễu Phi Tuyết cũng cực kỳ ngạc nhiên, chỉ đạo Giang Hy Văn tiếp tục theo dõi. Sau đó, cô gọi đến văn phòng của Lê Nguyệt Thiền và Tôn Tuyết. Lê Nguyệt Thiền và Tôn Tuyết, một người thì lo lắng không yên, một người thì đắc ý. Ở bữa tiệc ngày hôm qua, có nhìn thấy chủ nhân của tòa nhà quốc tế không? Liễu Phi Tuyết hỏi. Lê Nguyệt Thiền cắn chặt môi, đang định nhận lỗi, Tôn Tuyết lại dành trước một bước, lạnh lùng cười liếc mắt nhìn Lê Nguyệt Thiền một cái, nói. Tổng giám đốc liếu, có điều này cô không biết, ngày hôm qua chỉ nhân của tòa nhà quốc tế không chỉ có đến đây, mà còn rất coi trọng tập đoàn lệ tinh của chúng ta, lập tức bắt tay vào hạng mục xây dựng, chỉ là Tổng giám đốc Phương vẫn khư khư cố chấp, chống đối chủ nhân của tòa nhà quốc tế và Tổng giám đốc Tống, khiến cho việc xây dựng hạng mục lỡ mất dịp tốt. Nghe thấy vậy ánh mắt Liễu Phi Tuyết cũng hơi hơi nheo lại, nhìn về phía Lê Nguyệt Thiền hỏi. Đúng là như vậy sao? Sắc mặt Lê Nguyệt Thiền thay đổi. Cô nói bậy, tôi không chống đối bọn họ. Mặt cô ấy lúc đỏ lúc trắng, trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, lo lắng là vì quả thật cô đã đánh mất hạng mục xây dựng, tức giận là vì tôn tuyết đổi trắng thay đen hãm hại cô ấy. Còn nói là không chống đối. Tôn tuyết càng nói càng hăng, châm biếm nhìn Lê Nguyệt Thiền nói. Nếu không phải vì một người vô dụng như cô, chống đối chủ nhân của tòa nhà quốc tế và tổng giám đốc Thiều, còn tuyên bố tập đoàn Lệ Tinh rời khỏi cuộc cạnh tranh, thì sao hạng mục xây dựng lại rơi vào tay của tập đoàn Long Đằng được chứ? Dừng lại một chút, Tôn Tuyết quay đầu lại đối diện với Liễu Phi Tuyết nói. Tổng giám đốc Liễu, hành động của phó tổng giám đốc Lê lần này cũng không ổn, khiến cho tập đoàn bị tổn thất vô cùng lớn. Tôi cảm thấy, cô ấy không thích hợp làm phó tổng giám đốc, nên phải từ chữ để tìm được người xứng đáng, người có thể đảm nhiệm được việc đó, vô dụng sắc mặt liếu phi tuyết hơi thay đổi truy hỏi đến cùng ai vô dụng tôn tuyết thêm mắm thêm muối chuyện đêm qua nói ra một lượt nói xong nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa nhìn về phía lê nguyệt thiền nói theo như những gì tôi thấy giám đốc lê lại lo cho kẻ vô dụng kia chắc chắn là có ý với anh ta hóa ra phó tổng giám đốc lê thích khẩu vị như thế này nghe tôn tuyết nói xong ánh mắt liếu phi tuyết dần dần lạnh xuống cô nhớ rất rõ tối hôm qua huỳnh nhân đã đến tân giang hội nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của tổng giám đốc lâm tôn tuyết còn tưởng hành động của lê nguyệt thiền khiến cho liễu phi tuyết tức giận trong lòng không khỏi càng thêm vui vẻ sự thù địch của phụ nữ không bao giờ có thể giải thích được xét cho cùng chỉ có hai chữ ghen tị lê nguyệt thiền và tôn tuyết đều là phó tổng giám đốc của tập đoàn lệ tinh nhưng rõ ràng lại thuộc những phe cánh khác nhau lê nguyệt thiền thuộc loại tâm phúc của liễu phi tuyết mà tôn tuyết lại do người còn lại trong ba phó tổng giám đốc một tay đề bạt, cân nhắc lên, người đã từng cạnh tranh vị trí tổng giám đốc với Liễu Phi Tuyết, sau khi thất bại, bị Liễu Phi Tuyết cử đi nơi khác, gọi với cái tên Mỹ Miều thì là đi khai thác thị trường, nhưng thực chất là đi lưu đày. Vì thế tôn tuyết mất đi người đứng sau lưng. Hơn nữa ngoại hình Lê Nguyệt Thiền lại xinh đẹp hơn so với cô ta, bên ngoài nhã nhận, khí chất hơn người, không bao giờ cậy làm phó tổng giám đốc mà tỏ vẻ ta đây, tất cả mọi người đều thích làm nhân viên dưới trướng của Lê Nguyệt Thiền. Tôn Tuyết cũng là người hòa đồng với nhân viên dưới trướng của mình, nhưng mọi người đều cẩn thận đề phòng cô ta, bởi vì sự nhiệt tình của cô ta chỉ là giả tạo, khiến cho người khác cảm nhận được sự thâm sâu kín đáo. Tổng hợp tất cả mọi thứ lại, cho ra một cái kết luận, cho dù là trong công việc, hay là mối quan hệ với mọi người trong công ty, Tôn Tuyết cô ta không thể bằng Lê Nguyệt Thiền. Chuyện oán hận Lê Nguyệt Thiền không phải ngày một ngày hai, vất vả lắm mới có một cơ hội để cho Lê Nguyệt Thiền nếm mùi đau khổ một lần, nhìn thấy Lê Nguyệt Thiền trợn mắt nhìn cô ta, rồi lại nhìn bộ dáng không làm được gì của cô ấy, Tôn Tuyết có cảm giác hãnh diện xoay người làm chủ. Tổng giám đốc liếu, không phải như vậy, cô nghe tôi giải thích đã. Trong lòng Lê Nguyệt Thiền nóng như lửa đốt, hai mắt đỏ bừng nhìn liễu phi tuyết. Thật ra, kẻ vô dụng, trong miệng tôn tuyết chính là. Lê Nguyệt Thiền, đến lúc này mà cô còn định nói dối nữa sao? tôn tuyết cắt ngang lời giải thích của lê nguyệt thiền giọng nói cay nghiệt nói cô khiến công ty phải chịu tổn thất lớn như vậy phải trừ vào tiền lương một năm và tiền cổ phần công ty việc khấu trừ chỉ, chỉ là chuyện nhỏ nói không chừng tổng giám đốc liễu tức giận nếu không vui sẽ sa thải cô tôn tuyết đủ rồi liễu phi tuyết quát lớn một tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của lê nguyệt thiền và tôn tuyết đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ nói chuyện này tôi sẽ tra cứu cho thật rõ ràng bây giờ các cô trở lại chỗ làm việc của mình đi. Vâng, Tổng Giám Đốc Liễu. Lúc này Lê Nguyệt Thiền và Tôn Tuyết mới dừng lại cuộc cãi vã, lên tiếng bước ra khỏi phòng Tổng Giám Đốc. Sau khi đi ra khỏi phòng Tổng Giám Đốc, Tôn Tuyết lạnh lùng nhìn theo bóng dáng của Lê Nguyệt Thiền nở nụ cười. Tôi không tin cô gây ra chuyện lớn như vậy mà Tổng Giám Đốc còn có thể bỏ qua cho cô. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 126, hạng mục xây dựng. Tòa nhà quốc tế, tập đoàn Long Đằng. Sắc mặt Thiều Hải Hà lo lắng đi qua đi lại trong văn phòng chủ tịch, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ treo trên tường, giống như đang chờ đợi người nào đó. Đúng lúc này cửa mở ra, khuôn mặt Thiều Hải Hà lập tức trở nên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, theo phản xạ quay lại nhìn. Chẳng qua sau khi thấy người vào là Liễu Cảnh Nhiên liền trở nên thất vọng. Sao cô lại tới đây? Thiều Hải Hà liếc nhìn Liễu Cảnh Nhiên, giọng nói có chút không vui hỏi liễu cảnh nhiên đối với giọng điệu của thiều hải hà có chút không hài lòng từ sau khi cô ta trở thành người phụ nữ của duy thần cô ta cảm thấy địa vị của mình được tăng lên ngay cả khi thiều hải hà tức giận cũng phải khách khí với mình nhưng cô ta cũng không tức giận chỉ nói rõ mục đích đến của mình chủ tịch thiều tôi đến đây là muốn hỏi tôi đã giúp đỡ long đằng lấy được hạng mục xây dựng đến lúc đó tôi được bao nhiêu lợi nhuận thiều hải hà nhíu mày trong lòng càng khó chịu đối với liễu cảnh nhiên hơn trong đầu định không phân chia lợi nhuận. Liễu Cảnh Nhiên đối với anh ta lúc đó mà nói chỉ giống như bức tranh vẽ hình bánh mì cỡ lớn, không muốn dựa vào Liễu Cảnh Nhiên để lấy được hạng mục xây dựng, ai mà ngờ Liễu Cảnh Nhiên lại trở thành người phụ nữ của cậu Văn, điều này làm cho Thiều Hải Hà cảm thấy có chút khó khăn. Anh ta im lặng trong chốc lát, nói: "Kiếm được tiền từ hạng mục xây dựng, nhất định tôi sẽ không bạc đãi cô, sẽ chia cho cô hai phần lợi nhuận." Ở trong mắt anh ta, Hai phần lợi nhuận này đã là quá nhiều rồi. Hạng mục xây dựng kiến trúc thượng tầng này là do thành phố Minh Châu phê duyệt, đồng nghĩa với việc là thành phố Minh Châu góp một viên gạch, không chỉ có kiếm được tiền mà còn có thể giành được danh tiếng tốt, là cơ hội hiếm có. Đừng nhìn thấy chỉ có hai phần lợi nhuận mà chê, nếu mọi việc tiến triển thuận lợi thì trong nháy mắt Liễu Cảnh Nhiên sẽ trở thành một người giàu có. Tuy nhiên Liễu Cảnh Nhiên lại nhíu lông mày, giọng nói tăng lên cao đến quãng tám nói: chỉ có hai phần, có phải quá ít không? Cô muốn bao nhiêu? Sắc mặt thiều hải hà trầm xuống. Chia cho cô ta hai phần đã là nhượng bộ rất lớn rồi, không ngờ lần này liễu cảnh nhiên lại không biết tốt xấu như vậy. Ít nhất là 10 phần. Liễu cảnh nhiên hùng hồn nói với thiều hải hà. Bây giờ duy thần đang là bạn trai của tôi, nếu không có tôi thì anh nghĩ rằng anh có thể lấy được hạng mục xây dựng như mong muốn sao? Không có khả năng. Sắc mặt thiều hải hà lập tức trầm xuống cô nghĩ tìm được một người bạn trai tốt là có thể cưỡi lên trên đầu tôi sao trên người thiều hải hà tỏa ra một loại sát khí nồng đập khiến liễu cảnh nhiên hoảng sợ hơi lùi về phía sau đang định nói thì bỗng nhiên thư ký vội vàng chạy đến chủ tịch cậu văn đến ngay lập tức vẻ lạnh lùng trên gương mặt thiều hải hà biến mất không còn một chút dấu vết nào vui vẻ nói cuối cùng cũng đến mau mời anh ta vào đây thư ký gật đầu rồi nhanh chóng rời đi Biết bạn trai mình đến đây, Liễu Cảnh Nhiên cũng không còn sợ hãi nữa, hung dữ nói. Đợi lát nữa rồi bàn bạc lại, tôi có thể khiến bạn trai tôi đưa hạng mục xây dựng cho anh, cũng có thể khiến anh ấy lấy lại hạng mục xây dựng. Thiều Hải hà lạnh lùng liếc nhìn Liễu Cảnh Nhiên một cái, không nói gì mà chỉ im lặng đợi Duy Thần đi vào. Rất nhanh đã thấy Văn Duy Thần mặc một bộ âu phục đi đằng sau thư ký tươi cười bước vào. Anh Duy Thần, Liễu Cảnh Nhiên lập tức nở nụ cười ngọt ngào, vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay của Văn Duy Thần. Văn Duy Thần có chút ghét bỏ lướt nhìn Liễu Cảnh Nhiên một cái, nhưng cuối cùng cũng không đẩy cô ta ra, Liễu Cảnh Nhiên lập tức liếc mắt ra oai nhìn Thiều Hải Hà cảnh cáo. Thiều Hải Hà rất bình tĩnh nhìn cô ta một cái, lựa chọn bỏ qua không thèm để ý, sau đó cố nặn ra nụ cười vui vẻ hỏi. Anh Văn có mang theo hợp đồng đến đây không? Tất nhiên rồi, chuyện quan trọng như vậy sao tôi có thể quên được cơ chứ? Văn Duy Thần cười to mấy tiếng, sau đó mang một tập tài liệu đưa đến trước mặt thiều hải hà nói cậu hải hà cậu xem điều khoản hợp đồng này có vấn đề gì hay không nếu không có vấn đề gì thì ký tên xuống phía dưới ngoài ra cậu hải hà có thể hỏi giúp tôi khi nào cô thiều có thời gian được không thiều hải hà nhận lấy điều khoản hợp đồng như lấy được vật quý báu hòn đá trong lòng cũng thả xuống hoàn toàn ánh mắt mang theo sự vội vã và sốt ruột nói đương nhiên rồi chỉ là dạo gần đây em họ có chút chuyện bật đợi một khoảng thời gian nữa, tôi nhất định sẽ báo lại cho anh Văn biết. Vậy thì xin cảm ơn cậu Hải Hà. Văn Duy Thần tươi cười nhã nhặn nhưng trong mắt lại hiện lên sự lạnh lùng, anh ta cũng nhìn thấy Thiểu Hải Hà tuyệt nhiên không có đề cập qua chuyện của mình với Gia Nguyệt, chỉ làm qua loa cho có mà thôi. Nhà họ Văn mở rộng thị trường ở Minh Châu, con đường nhanh nhất là hợp tác cùng với Thiểu Gia Nguyệt của nhà họ Tống, nếu chỉ trông đợi vào một mình Văn Duy Thần thì nhất định sẽ không thể gặp được Thiểu Gia Nguyệt, chỉ có để cho người nhà họ Thiểu, Thiều Hải Hà giới thiệu, nếu không phải vì như vậy thì anh ta đã dùng một cú đá đá bay Thiều Hải Hà ra xa từ lâu rồi. Chẳng qua là dùng mấy hạng mục nhỏ của nhà họ Văn để đổi lấy sự tin tưởng của Thiều Hải Hà cũng coi như có giá trị. Văn Duy Thần nghĩ như vậy cho nên nụ cười trên mặt lại tươi thêm vài phần, ánh mắt cũng mất đi vẻ khinh thường. Mặt mày Thiều Hải Hà hồng hào mở hợp đồng ra đọc, vẻ mặt liễu cảnh nhiên cũng mong chờ Thiều Hải Hà ký tên, đầu tiên phải nắm chắc được hạng mục trước đã, như vậy cô ta mới được chia tiền nhưng khi nhìn thấy hợp đồng nụ cười trên gương mặt thiều hải hà chợt khựng lại cuối cùng thu lại nụ cười thay vào đó là vẻ mặt u ám khóe mắt anh ta run rẩy dữ dội sắc mặt lúc đỏ lúc trắng ngay cả cổ tay đang cầm hợp đồng cũng bắt đầu run rẩy vò nát trang giấy có chuyện gì vậy cậu hải hà vẻ mặt văn duy thần lo lắng hỏi ánh mắt liễu cảnh nhiên cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm thiều hải hà nhìn sắc mặt anh ta có chút không ổn Thiều Hải Hà còn chưa đọc xong bản hợp đồng, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn Văn Duy Thần nói. Anh Văn, anh đang đùa tôi sao? Văn Duy Thần vừa nghe thấy lời này thì không hiểu chuyện gì. Ý của cậu Hải Hà là sao? Cái gì mà có ý gì chứ? Thiều Hải Hà lập tức bốc hỏa, bộc một tiếng, ném thẳng bản hợp đồng kia lên mặt Văn Duy Thần, tức giận nói. Đây không phải là hợp đồng hạng mục xây dựng, mà chỉ là một hạng mục nhỏ có lợi ích cực kỳ cực kỳ nhỏ anh dám lấy cái hợp đồng chó má này ra để đánh lừa tôi sao? Cái gì? Nghe thấy Thiều Hải Hà nói xong, sắc mặt Liễu Cảnh Nhiên cũng thay đổi, cầm lấy bản hợp đồng bị vò nát lên đọc kỹ. Ngôn tình sắc. Sau khi đọc xong, sắc mặt của Liễu Cảnh Nhiên cũng co giật dữ dội, cả người hơi run rẩy. Cái này, vốn dĩ không phải là hạng mục xây dựng mà cấp trên phê duyệt. Cô ta dừng lại một chút giống như nhớ ra cái gì đó, lại thu lại nụ cười, quay đầu nhìn về phía Văn Duy Thần đang ngồi. Anh Duy Thần đừng đùa nữa, em biết là anh muốn cho chúng em một sự bất ngờ nho nhỏ, mau lấy bản hợp đồng hạng mục xây dựng ra đi. Văn Duy Thần nghe thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Liễu Cảnh Nhiên và Thiều Hải Hà nói. Không phải các người muốn lấy một hạng mục nhỏ từ nhà họ Văn ra sao, tôi đã đưa cho các người. Tôi, mẹ nó chứ bà nội nhà anh. Không đợi Văn Duy Thần nói hết câu, Thiều Hải Hà đã giết lên cắt đứt lời nói của Văn Duy Thần. Rồi sau đó giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Liễu Cảnh Nhiên, chất chứa sự căm tức, hoàn toàn bùng nổ. Rốt của cô đã nói với anh ta như thế nào, cái tôi muốn chính là hạng mục xây dựng, là công văn của hạng mục xây dựng mà cấp trên đã phê duyệt xuống, chứ không phải cái hạng mục nhỏ chó má thế này. chương 127, chủ nhân thật giả. Liễu Cảnh Nhiên cũng xứng sờ, nhất thời quên mất cả việc phải né ra, bị thiều hải hà tát mạnh một phát. Ngay tức khắc, khóe miệng ứa máu, đầu tóc rối tung. Còn liễu cảnh nhiên vẫn trợn tròn mắt ngây ra, giống như là ba hồn bảy phách thiếu mất một hồn một phách vậy, ngơ ngẩn nhìn văn duy thần. Cầm rồi Hà, nói đầy đủ không thiếu chữ nào cho tôi. Thiều hải hà cực kỳ tức giận, liên tục gào thét lên với liễu cảnh nhiên. Lúc này liễu cảnh nhiên mới hoàn hồn, ôm mặt, nhìn thiều hải hà bằng ánh mắt sợ hãi, không dám làm trái lời một chút nào cô ta nói ra toàn bộ những gì mình nói với văn duy thần về dự án xây dựng thành phố trong nhà khách ban đầu dù thế nào thì đây cũng là dự án xây dựng thành phố được cấp trên phê duyệt đóng dấu chính thức khó mà nói rõ được vì vậy liễu cảnh nhiên chỉ ra ám hiệu một cách mờ mịt dù sao nếu như văn duy thần là chủ nhân của tòa nhà quốc tế thì chắc chắn có thể nghe hiểu được ý của mình là gì thiều hải hà cũng vậy không thể nói rõ ràng cũng ra ám hiệu với văn duy thần kết quả Văn Duy Thần lại tưởng rằng việc họ nói đến là dự án dưới tay nhà họ Văn của mình, thế là, đã sảng khoái đồng ý luôn. Phịch, nghe thấy lời nói của Liễu Cảnh Nhiên, Thiều Hải Hà giống như bị rút hết sức lực trong người vậy, vô lực ngồi xuống ghế sofa. Vẻ mặt đỡ đẫn, sắc mặt trắng bệch. Anh ta thấy mình như một tên ngốc vậy, bận tới bận lui, kết quả lại là đến cả một đồng cũng không kiếm nổi. Văn Duy Thần yên lặng mãi cuối cùng cũng nghe hiểu rồi, hóa ra dự án mà bọn họ muốn, hoàn toàn không phải là dự án dưới tay nhà họ văn của anh ta mà là dự án xây dựng thành phố chuyện anh nói là dự án xây dựng thành phố như thế nào anh ta thấy kỳ lạ nhìn thiều hải hà với liễu cảnh nhiên hỏi trong tay nhà họ văn chúng tôi không hề có dự án xây dựng thành phố phù nghe thấy văn duy thần nói thế thiều hải hà lại ngồi thẳng người lên truy hỏi chẳng phải anh là chủ nhân của tòa nhà quốc tế sao Sao lại không biết dự án xây dựng thành phố là gì? Vậy mà trong lời nói lại chứa một chút sợ hãi. Biểu cảm của Văn Duy thần lập tức trở nên kỳ dị, nhìn chằm chằm vào Thiều Hải Hà hỏi. Ai nói với anh, tôi là chủ nhân của tòa nhà quốc tế vậy? Bùm. Ngay tức thì, người Thiều Hải Hà như bị trúng đòn nặng vậy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh ta mở to mắt, nói: "Em họ tôi, con bé nói anh là chủ nhân của tòa nhà quốc tế." Thiều Gia Nguyệt, cô Thiều. Đôi mắt Phan Duy Thần hiện lên sự run sợ trong khoảnh khắc, sau đó dường như đã hiểu ra gì đó, ánh mắt thoáng cái trở nên thương cảm. Thực ra cô Thiều cũng nói không sai, tôi đúng là chủ nhân của tòa nhà quốc tế, chẳng qua, đó là chuyện của quá khứ rồi. Gì cơ? Đồng tử Thiều Hải Hà co lại, hoàn toàn ngơ ngác. Phan Duy Thần tiếp tục nói. Tôi là chủ nhân trước của tòa nhà quốc tế, cách đây rất lâu, tôi đã chuyển nhượng bán lại tòa nhà quốc tế cho Thiên Việt Bân rồi. Gần đây tôi lại nghe nói rằng, Thiên Việt Bân lại bán đi tòa nhà quốc tế. Liễu cảnh nhiên cũng mềm nhún cả người, ngồi phịch xuống ghế sofa, suy nghĩ rơi vào sự rối loạn cực độ, miệng thì tự lầm bầm một mình không rõ nói gì. Anh ta không phải là chủ nhân tòa nhà, vậy thì chủ nhân thực sự của tòa nhà là ai đây? Văn Duy Thần không đi an ủi Thiều Hải Hà, mà cứ thế rời đi luôn thang máy đi xuống một tầng rồi lại một tầng sắc mặt của văn duy thần cũng dần dần cũng trở nên âm trầm xem ra mình cũng bị người nào đó lợi dụng rồi ha 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 sau đó anh ta cười to thú vị thú vị thật đấy minh châu nhỏ bé như thế vậy mà cũng có nhân tài tiềm tàng đấy cùng lúc này trên tầng cao nhất tòa nhà quốc tế huỳnh nhân ngồi ở vị trí dành riêng cho chủ tịch là bố cung kính đứng bên cạnh Người tổng phụ trách của Thương hội Hồng ưng tiếng tăm lừng lẫy, thế mà chỉ có thể đứng đó giống như một thư ký. Việc này mà nói ra ngoài, cả giới kinh doanh của Minh Châu phải cực kỳ chấn động đấy. Xếp lớn, Thiêu Hải Hà đã biết tên Văn Duy Thần đó là chủ nhân giả của tòa nhà rồi. Là bố báo cáo chi tiết đầy đủ nói. Bây giờ đang trong trạng thái cực kỳ phẫn nộ, đồng thời cũng xé rách ra mặt với Văn Duy Thần rồi. Huỳnh Nhân nở nụ cười nhàn nhạt, không hề bất ngờ gì với kết quả này. Cân nhắc hồi lâu, anh tiếp tục nói. Tên Văn Duy Thần đó, rốt cuộc đến Minh Châu để làm gì? Hình như là nhà họ Văn gặp phải chút phiền phức gì đó ở dưới Tô Hàng, muốn mở rộng thị trường ở dưới kinh doanh Minh Châu, muốn hợp tác với Thiều Gia Nguyệt của nhà họ Thiều, thực tế thì là muốn ôm đùi Thiều Gia Nguyệt thôi. Thiều Gia Nguyệt, Huỳnh Nhân lầm nhầm lặp đi lặp lại cái tên này, bỗng hình như nhớ ra điều gì đó, anh hơi nghiêng đầu, nhìn về phía la bố. Tôi nhớ là, hình như chú từng mời cô ta vào thương hội hồng ưng đúng không? La bố lập tức đổ mồ hôi đầm đìa, vội vàng giải thích nói. Vâng, lúc đó cô ta là một tài năng mới xuất hiện, mấy người già trong thương hội đều cảm thấy ngày sau cô ta sẽ là một kỳ tài trong ngành thương mại, thế nên tôi mới muốn chiêu mộ cô ta vào hội, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là, thiều gia nguyệt đó, dường như không đặt thương hội hồng ưng của chúng tôi vào mắt, không ngờ lại coi thiệp mời của chúng tôi như rác ném vào trong thùng rác. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt la bố hơi khó coi, đây là lần đầu tiên thương hội Hồng ưng bị coi thường như thế. Thế nhưng Huỳnh Nhân lại thản nhiên cười, xua xua tay nói. Đây là chuyện bình thường, theo như sự hiểu biết của tôi về cô ta, một thương hội Hồng ưng nho nhỏ, vẫn chưa đủ để cô ta hạ mình gia nhập vào đâu. Nhí mắt la bố giật giật, nội tâm chấn động. Xem ra, xếp lớn và cái người thiều gia nguyệt này, quan hệ dây dưa cũng thân phết đó. Không nhắc đến cô ta nữa, nếu như nhà họ Văn này muốn khai thác thị trường Minh Châu, thì để anh ta từ đâu tới thì phắn về đó đi. Trong mắt Huỳnh Nhân lướt qua một sự sắc bén, ra lệnh. Vâng, thưa sếp lớn. Sau đó, Huỳnh Nhân lại đưa ra một mệnh lệnh. Để Mã Bách Điền tự mình đi một chuyến tới tập đoàn Lệ Tinh, giao dự án xây dựng thành phố vào tay Tổng Giám Đốc Liễu. Vâng, là bố gật đầu, đang định rời đi, thì lại hỏi. Sếp lớn, dự án xây dựng thành phố năm nay có rất nhiều không biết ngày đang nói đến cái nào dự án nhiều lợi nhuận nhất là gì la bố suy nghĩ chút rồi trả lời dự án cải tạo hạ lưu sông minh châu thượng lưu đã được nhà họ đồng một trong tứ đại hào môn nhận thầu rồi huỳnh nhân xoay bút chọn cái này đi chỉ sợ nhà họ đồng không đồng ý họ đã làm dự án cải tạo thượng lưu rồi cũng muốn thầu thêm hạ lưu nữa bọn họ dám à trong mắt huỳnh nhân lóe lên tia sát khí. Nhà họ đồng làm, đó là việc nhà họ đồng làm, chúng ta không nhúng tay vào, nhưng mà nếu như nhà họ đồng có lòng ham muốn quá lớn, vươn tay vào đây, đừng trách tôi khiến bọn họ không hoàn thành được một dự án nào hết. Vâng, nhận được lệnh của huỳnh nhân, là bố cũng chấn động cả người, đi về hướng tập đoàn lệ tinh. Cùng lúc này, ở tập đoàn lệ tinh, Liễu Phi Tuyết lại gọi Tôn Tuyết và Lê Nguyệt Thiền vào văn phòng giám đốc. Tôn Tuyết mang dáng vẻ xem kịch hay, treo trên mặt một vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Còn Lê Nguyệt Thiền lại vừa oan ức vừa căm phẫn, không dám nhìn vào mắt Liễu Phi Tuyết. Tôi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không muốn đi truy xét, nhưng mà có một chuyện có thể khẳng định được. Lê Nguyệt Thiền, chính cô là người tự ý tuyên bố tập đoàn lệ tinh rút khỏi cuộc tranh cử. Ánh mắt sắc bén của Liễu Phi Tuyết nhìn vào Lê Nguyệt Thiền, từ tốn nói. Tổng giám đốc Liễu, tôi xin lỗi. Lê Nguyệt Thiền cắn chặt môi, kiên trì nói. Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy mình không làm sai gì cả, lệ tinh chúng ta không phải là buộc phải làm bằng được dự án xây dựng thành phố, tôi chỉ không nhìn nổi những con người kia sỉ nhục người ta như thế. Nếu như tôi không lên tiếng giúp người đó, tức là đang dung túng cho hành vi của bọn họ, như vậy thì có gì khác với bọn họ đâu chứ? Liễu Phi Tuyết lặng im, ánh mắt càng thêm sắc bén. Tôn Tuyết cũng nhìn Lê Nguyệt Thiền như nhìn một đứa ngốc, chào phúng nói đến lúc này rồi mà cô còn không thừa nhận lỗi sai của mình, cứ phải ép tổng giám đốc Liễu sa thải cô, thì cô mới vui đúng không? Lúc trước cô ta không chắc chắn Liễu Phi Tuyết liệu có dáng chức Lê Nguyệt Thiền không, bây giờ thì cô ta chắc chắn 100% rồi, dáng chức là còn nhẹ, vô cùng có khả năng còn bị sa thải nữa. Lê Nguyệt Thiền không nói gì hết, hai mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Phi Tuyết. Tôn Tuyết lại nói, Lê Nguyệt Thiền, làm người không thể quá lương thiện, tôi khuyên cô hãy thừa nhận lỗi lầm của mình đi. Vì một phế vật chẳng là gì cả, mà chôn vùi tiền đồ tươi sáng của mình, làm vậy có đáng không? Liễu Phi Tuyết liếc nhanh tôn tuyết một cái, trong mắt lóe lên một luồng sát khí mạnh mẽ. Bịch bịch bịch, đúng lúc này, hành lang bên ngoài lại có tiếng bước chân điềm tĩnh truyền tới. Sau đó, cửa phòng làm việc của giám đốc được mở ra, một người đàn ông cầm một hợp đồng nặng trịch đi vào. Tôn Tuyết chưa từng gặp người đàn ông này, còn tưởng là nhân viên nhỏ cấp thấp của một công ty nào đó nổi nóng ngay lập tức chỉ vào anh ta lớn tiếng quát mắng anh ở bộ phận nào đấy thế mà lại tự tiện xông vào phòng làm việc của giám đốc mà lê nguyệt thiền nhìn rõ khuôn mặt của người đến lại lập tức bị dọa trắng bệch mặt ra vội vàng bịt miệng tôn tuyết lại cô mau im miệng đi đây là người tổng phụ trách của thương hội hồng ưng đó nếu như vì một mình tôn tuyết mà ông ta giận cá chém tất cả một tập đoàn lệ tinh Vậy thì tập đoàn lệ tinh sẽ sụp đổ chỉ trong một đêm. Sau khi ngăn Tôn Tuyết nói tiếp, Lê Nguyệt Thiền lập tức cười ái náy với La Bố. Hội trưởng la, xin lỗi ngài ạ. À. La Bố mỉm cười đáp lại, còn khi nhìn về phía Tôn Tuyết, ánh mắt tức khắc trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng, ông ta không hề làm khó mà đặt bản hợp đồng nặng trịch này xuống trước mặt Liễu Phi Tuyết, mỉm cười nói. Cô Liễu, đây là hợp đồng của dự án xây dựng thành phố, mời cô xem qua chương 128, phạm phải ba tội. Là bố cực kỳ khách khí với Liễu Phi Tuyết, không chỉ bởi vì xếp lớp mà còn vì một vài ngọn nguồn khác. Thương hội Hồng ưng mỗi năm đều sàng lọc tuyển chọn người có tư cách gia nhập vào thương hội, thêm cả những ngôi sao thương mại mới có tiềm lực vô hạn, Thiều Gia Nguyệt và Liễu Phi Tuyết chính là một trong số đó. Chẳng qua là, hai người đều từ chối ông ta. Thiều Gia Nguyệt ném thẳng thiệp mời của thương hội Hồng ưng vào trong thùng rác ngay trước mặt người mời, thái độ cao cao tại thượng, khinh miệt xem thường ấy khiến La Bố cực kỳ tức giận. Còn Liễu Phi Tuyết thì khác, cô rất khiêm tốn chỉ ra những điểm còn thiếu sót của mình, khéo léo từ chối thương hội Hồng Ưng. Cùng là từ chối, nhưng mà La Bố lại rất tán thưởng Liễu Phi Tuyết. Không nói đến những cái khác, chỉ nói đến sự khiêm tốn này thôi, cũng rất ít người có thể làm được. Nghe La Bố nói vậy, cả phòng làm việc tổng giám đốc yên tĩnh không một tiếng động. Lê Nguyệt Thiền sừng sốt, Tôn Tuyết cũng sướng sờ, liễu phi tuyết cũng hơi híp mắt lại lê nguyệt thiền là người đầu tiên hoàn hồn lại tiến lên vài bước nói với la bố hội trưởng la có phải ngài nhầm lẫn gì không dự án xây dựng thành phố không phải là đưa cho bên long đằng làm sao sao lại đưa tới bên lệ tinh vậy đúng rồi ngài đưa nhầm nơi phải không trong lòng tôn tuyết trỗi lên sự bất an trong khoảnh khắc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường không nhịn được lên tiếng châm biếm hôm qua tôi đã nghe rõ ràng rành mạch rồi, chủ nhân tòa nhà giao dự án xây dựng thành phố cho xí nghiệp Long Đằng, sao có thể đột nhiên đổi ý, để bên lệ tinh làm chứ? Cho cười. Thật sự là chuyện cười lớn. Chuyện như này, hoàn toàn không thể xảy ra. Thế nhưng, sắc mặt la bố vẫn không đổi, mang vẻ mặt thản nhiên nhìn tôn tuyết, nhìn mà tôn tuyết hoảng sợ trong lòng. Nếu như các cô không tin, thì có thể mở ra xem nội dung của hợp đồng. Liễu phi tuyết hơi ngước mắt lên, thờ ơi nhìn qua tôn tuyết sau đó dở bản hợp đồng ra xem lật mấy trang cô đã gấp lại hợp đồng bình tĩnh nói đây đúng là dự án xây dựng thành phố được cấp trên phê duyệt kế hoạch cải tạo hạ lưu sông minh châu bên trên còn được đóng dấu không làm giả được cái gì lê nguyệt thiền và tôn tuyết đồng thời kinh ngạc hô lên người đằng trước thì mắt chữ o mồm chữ a trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ còn người đằng sau cũng mắt chữ o mồm chữ a sắc mặt trắng đến nỗi không thể trắng hơn được nữa. Hai người phụ nữ đồng thời tiến lên phía trước, dở hợp đồng ra. Chỉ nhìn trang đầu tiên, đã là giấy trắng mực đen được in dòng chữ to, Cục xây dựng thành phố Minh Châu cấp quyền, bên trên còn được đóng dấu đỏ của Cục xây dựng. Hơn nữa, cả hợp đồng được cất giữ trong túi đóng kín, chỉ có văn bản tài liệu được đóng dấu, các biện pháp xử lý bảo mật mới làm đúng theo như này. Liễu Phi Tuyết chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn Tôn Tuyết, chất vấn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôn Tuyết, cho tôi một lời giải thích hợp lý. Không thể nào, việc này không thể. Sắc mặt Tôn Tuyết tái nhợt lùi lại hai bước, hai tay dùng sức túm tóc, hét lên nói. Là giả đó, cái này tuyệt đối là giả đó. Hợp đồng xây dựng thành phố thật, đáng lẽ phải ở bên xí nghiệp Long Đằng, không thể xuất hiện ở lệ tinh được. Bốp, là bố tát một phát vào miệng tôn tuyết, ánh mắt lạnh lùng. Cô dám nghi ngờ chất vấn cục xây dựng à? Cô có tin ngay sau đây, một cuộc điện thoại là có thể còng tay cô không? Không thể nào, không thể nào. Tôn tuyết mở mắt thật to, bỗng nhiên, cô ta xông tới trước mặt liễu phi tuyết, kích động nói. Tổng giám đốc liễu, cô phải tin tôi, trên bữa tiệc tối vào tối hôm qua tôi thật sự đã nghe thấy, chủ nhân tòa nhà giao dự án cho Long Đằng làm, Lê Nguyệt Thiền cũng nghe thấy mà, có phải không, Lê Nguyệt Thiền? Nói xong, cô ta lại hướng ánh mắt mong đợi về phía Lê Nguyệt Thiền, hy vọng Lê Nguyệt Thiền có thể giúp cô ta làm chứng rằng cô ta không nói dối. Tuy rằng Tôn Tuyết muốn hãm hại cô ấy, nhưng Lê Nguyệt Thiền vẫn gật đầu, nhíu mày lại. Giám đốc Tôn không nói dối, dự án xây dựng thành phố thật sự đã giao cho Long Đằng. Thế là, Liễu Phi Tuyết chìm vào trong sự trầm lặng, Lê Nguyệt Thiền cũng vắt hết óc suy nghĩ, vì sao lại như vậy? Sắc mặt tôn tuyết lại càng tái nhợt đi, liều mạng hồi tưởng lại cảnh tượng của tối qua, chỉ sợ bỏ sót chi tiết nào đó. Nhìn thấy khung cảnh này, là bố cũng mỉm cười nhẹ, cũng không vạch trần, chỉ lạnh nhạt nói. Hợp đồng xây dựng thành phố đã được đưa tới, nếu như Tổng giám đốc Liễu cảm thấy không có vấn đề gì, thì hãy ký tên ở dưới, rồi đưa tới cục xây dựng là được. Trong mấy ngày tới, nhất định sẽ có người phụ trách của cục xây dựng tới tiếp các cô phải rồi dường như nhớ đến chuyện gì đó là bố nhìn lê nguyệt thiền một cái rồi nói với liễu phi tuyết chúng tôi cảm ơn tất cả những gì mà cô lê nguyệt thiền đã làm tối qua đồng thời cũng rất coi trọng tập đoàn lệ tinh này hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác nói xong ông ta bước đi rời khỏi phòng làm việc tổng giám đốc sau khi la bố rời khỏi bầu không khí trong phòng làm việc tổng giám đốc trở nên vi diệu hoàn toàn bởi vì câu nói trước khi la bố rời đi chẳng phải muốn quy hết công lao về phần lê nguyệt Thiên hà ngay lập tức tôn tuyết vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm chính vì đã chắc chắn dự án xây dựng thành phố bị lê nguyệt thiền làm hỏng thế nên cô ta mới dám bôi nhọ lê nguyệt thiền như vậy trước mắt liễu phi tuyết thế nhưng bây giờ dự án xây dựng thành phố không hiểu sao lại vào trong tay tập đoàn lệ tinh công lao còn được tính là của lê nguyệt thiền nữa như thế chẳng phải nói rằng những gì hôm qua cô ta nói toàn bộ đều là lừa dối liễu phi tuyết lại còn cố ý bôi nhọ Lê Nguyệt Thiền. Tùy ý lôi một tội danh ra, cũng có thể hủy hoại tiền đồ của cô ta. Tôn Tuyết, quả nhiên, giọng điệu của Liễu Phi Tuyết lạnh lùng hơn rất nhiều, gọi tên của Tôn Tuyết. Tổng, Tổng Giám Đốc Liễu. Tôn Tuyết không còn sự ngang ngược phô trương lúc trước nữa, giọng điệu chỉ còn lại sự hoảng sợ nồng nặc. Cho tôi một lời giải thích hợp lý, chẳng phải cô nói là, Giám Đốc Lê làm hỏng dự án xây dựng thành phố sao, dự án cũng được đưa cho xí nghiệp Long Đằng, tại sao dự án lại đến tay chúng ta? Sắc mặt Liễu Phi Tuyết vẫn được coi là bình tĩnh, nhưng mà một đôi mắt lại nhắm thẳng vào nội tâm Tôn Tuyết. Lê Nguyệt Thiền cũng vắt hết óc, suy nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bỗng nhiên, cô ấy giống như nghĩ ra gì đó, đồng tử hơi co lại. Là huỳnh nhân sao? Trong buổi tiệc tối qua, Lê Nguyệt Thiền là người duy nhất biết được nội tình, bất kể là Thiều Hải Hà hay là Văn Duy Thần, hoặc là tôn tuyết, đều bị đuổi ra ngoài. Huỳnh nhân, con người này tới đâu cũng bị người khác chê cười, bị người ta phỉ nhổ, một người đàn ông nhìn có vẻ tầm thường, nhưng người đó mới là người cao quý nhất trong buổi tiệc. Đến nỗi mà, chủ nhân trước của tòa nhà, người giàu nhất Minh Châu, thêm cả người tổng phụ trách của Thương hội Hồng ưng, đều cùng đi theo. Thật sự là anh ấy. Vẻ mặt Lê Nguyệt Thiền bất ngờ, hai tay che miệng, sợ mình kêu lên thành tiếng. Bí mật này, Tôn Tuyết đã định trước không thể biết được, bởi vì lúc đó cô ta đã bị đuổi ra ngoài rồi. Hiểu lầm thôi, tổng giám đốc Liễu, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Tôn Tuyết nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói với Liễu Phi Tuyết, tôi nghĩ, nhất định là hành động tối qua của giám đốc Lê đã được chủ nhân của tòa nhà công nhận đó. Vậy sao, lúc nãy cô không có nói thế đâu. Một giọng nói chào phúng lạnh nhạt cất lên, Tôn Tuyết quay đầu lại nhìn chỉ thấy Lê Nguyệt Thiền đang nhìn Tôn Tuyết với một ánh mắt mỉa mai, làm gì còn tí biểu cảm im lặng nén giận lúc trước nữa. Lê Nguyệt Thiền chỉ là tính tình dịu dàng, cho dù có người nói xấu ác ý, cô ấy hầu hết đều cười trừ cho qua, không có nghĩa là cô ấy không biết cáo kỉnh. Mà các hành động của Tôn Tuyết đã khơi dậy lửa giận của Lê Nguyệt Thiền. Cô đã phạm tổng cộng 3 tội, tội thứ nhất, tội vượt quyền. Tổng giám đốc liếu nhận định tôi là người đại biểu cho công ty, nhưng cô lại nhiều lần mạo phạm tự mình đưa ra quyết định. Tội thứ hai, tội vu khống. Cô năm lần bảy lượt nói xấu ác ý, gây ra đấu tranh nội bộ bè phái trong công ty, gây ra sự hao tổn tài nguyên. Tội thứ ba, tội lừa dối. Cô nói dối tổng giám đốc liếu rằng dự án xây dựng thành phố đã dối hết rồi, kết quả cuối cùng người lấy được dự án, lại là lệ tinh chúng ta, cô định giải thích như nào. Tôi biết cô nhìn tôi không thuận mắt, muốn kéo tôi ngã ngựa, bình thường đấu võ mồm, tôi có thể cười trừ cho qua, nhưng mà cô muốn đấu đá nội bộ, tổn hại đến lợi ích của công ty, tôi không đồng ý. Sòng điệu của cô ấy lạnh lùng, lộ rõ tài năng, liệt kê ra từng tội một tôn tuyết đã phạm phải, người đứng đầu bộ phận tuyên truyền xã hội, danh xứng với thực. Lê Nguyệt Thiền, cô. Tôn tuyết không ngờ Lê Nguyệt Thiền không chỉ không nói đỡ cho cô ta, mà lại còn báo thù cô ta, gương mặt cô ta lập tức trở nên vừa dữ tợn vừa hoảng sợ. Trên mặt liễu phi tuyết cũng xuất hiện một lớp xương lạnh, giọng điệu lạnh lùng. Nếu như điều giám đốc Lê nói đều là sự thật, Tôn Tuyết, vị trí phó giám đốc của cô cũng không cần ngồi đó nữa đâu, thay người đi. Chương 129, vợ phản bội. Vừa dứt lời, sắc mặt Tôn Tuyết lập tức thay đổi, cầu xin tha thứ. Chủ tịch Liễu, tôi không dám, tôi cũng không dám lục đục nội bộ nữa. Trong đôi mắt hiện lên sự kinh hoàng cực độ, cô ta bỏ ra rất nhiều thời gian mới leo lên được vị trí phó tổng, sao có thể cam lòng bị phá hủy như thế? Nhưng mà, mặt Lâm Khinh Tuyết không đổi sắc, vẫn lạnh lùng như cũ. Phạm sai lầm thì phải nhận trừng phạt, đây là quy định. Thế nhưng tôi là phó tổng mà, bỏ một phó tổng ảnh hưởng rất lớn đối với cơ cấu công ty. Trong mắt Tôn Tuyết vẫn có sự tính toán, còn đang tranh thủ cho mình. Chủ tịch Liễu, cô không sợ trong lòng nhân viên dưới tay sẽ hoảng loạn sao? Liễu Phi Tuyết cười nhạt, ánh mắt nhìn Tôn Tuyết hơi trào phúng. Có ai nói với cô, đừng vọng tưởng suy đoán trong lòng lãnh đạo của cô đang suy nghĩ gì hay chưa? Cô lạnh lùng nhìn Tôn Tuyết, đã sớm đoán được Tôn Tuyết muốn nói gì? Cô ta muốn nói, bỏ một phó tổng, thay đổi nhân sự lớn như vậy, nhân viên dưới tay sẽ bàng hoàng trong lòng, không còn tâm trạng làm việc. Dùng chuyện này để uy hiếp Liễu Phi Tuyết, không thể sa thải cô ta. Trong lòng Tôn Tuyết khẽ lột bộp, ánh mắt lạnh lẽo kia của Lâm khinh Tuyết khiến trong lòng cô ta dâng lên một dự cảm không rõ. Bộ phận của cô sẽ do Lê Nguyệt Thiền quản lý." Lâm Khinh Tuyết bình thản tuyên bố, "Từ hôm nay trở đi, bộ phận quan hệ công chúng và phòng thị trường đều sẽ do Lê Nguyệt Thiền phụ trách, có dị nghị gì không?" Dứt lời, vẻ mặt Tôn Tuyết mất hồn mất vía, hai mắt ngơ ngác, không còn sức nói tiếp nữa. "Không có dị nghị." Lê Nguyệt Thiền mỉm cười, nhận lấy thay đổi nhân sự lãnh đạo. "Còn cô, đến cơ sở của phòng thị trường đi." Liễu Phi Tuyết lại lườm Tôn Tuyết đang mất hồn, từ tốn nói. Lê Nguyệt Thiền rời khỏi phòng tổng giám đốc, trong lúc đó gặp Tôn Tuyết, nhìn cô ta một cái, còn đứng ngây đó làm gì? Đến bộ phận nhân sự xử lý thủ tục thay đổi nhân sự đi chứ. Lê Nguyệt Thiền quát lớn, khiến Tôn Tuyết lấy lại tinh thần, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên dữ tợn. Vâng. Lúc đáp lời, Tôn Tuyết nghiến chặt hàm răng, phát ra âm thanh ken két. La bố trở lại văn phòng của Huỳnh Nhân đưa đến tin tức của tập đoàn lệ tinh ông chủ tôn tuyết đã bị giáng chức trở thành nghiệp vụ viên của cơ sở phòng thị trường đồng thời cô lê nguyệt thiền cũng thay thế chức vị của tôn tuyết trở thành người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng và phòng thị trường huỳnh nhân khẽ gật đầu cũng không nói lời nào cũng không có chút nào ngoài ý muốn đối với kết quả này là bố tiếp tục báo cáo tôi để thư ký tổ chức đại hội hội viên thương hội hồng ưng dựa trên danh nghĩa của tôi cuối cùng giơ tay biểu quyết thông qua, nâng địa vị của Diệp Thường Phong trong thương hội lên, thăng từ hội viên sơ cấp lên hội viên trung cấp. Ồ, nghe vậy, Huỳnh Nhân cũng cười nhạt, hỏi Diệp Thường Phong phản ứng thế nào? Mừng rỡ như điên, là bố vội vàng trả lời. Sau khi thăng lên thành hội viên trung cấp của thương hội Hồng ưng, ông ta lập tức vận dụng quan hệ, giải quyết nguy cơ uy tín trước đó. Bây giờ dược phẩm Hồng Thiên đang triển khai kế hoạch lớn, thời kỳ phát triển không ngừng, nghe nói đã thu mua mấy công ty cạnh tranh trong ngành, giá tâm bùng nổ. Rất tốt, nụ cười trên mặt huỳnh nhân sâu hơn, nói. Dựa theo kế hoạch lúc trước mà làm. Vâng, là bố nhẹ gật đầu, nhanh chóng ra khỏi văn phòng. Huỳnh nhân cười tươi hơn nữa, dược phẩm hồng thiên, chưa đến mấy ngày nữa. Công ty Long Đằng, sắc mặt thiều hải hạ âm trầm ngồi trong văn phòng chủ tịch, không nói một lời anh ta đã tỉnh táo lại từ trong cơn giận vừa nãy, tự hỏi một vấn đề. Tối hôm qua, vào lúc tiệc tối, nhìn thì có vẻ như tiến hành theo trật tự rõ ràng, nhưng trên thực tế lại lộ ra sự kỳ lạ ở khắp nơi. Văn Duy Thần không phải chủ nhân thực sự của cao ốc, bởi vậy có thể thấy được, hạng mục xây thành cũng không tuyên bố cho bất kỳ công ty nào. Như vậy vấn đề là rốt cuộc chủ nhân thực sự của cao ốc là ai, hôm qua có đến hay không? Cộc cộc cộc. Lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Thư ký Thiều Hải Hà đi đến, báo cáo một vấn đề khiến anh ta cực kỳ sợ hãi. Tống Đồng, hạng mục xây thành đã được phê duyệt, giao cho tập đoàn lệ tinh. Cái gì? Kêu lên một tiếng, Thiều Hải Hà lập tức đứng lên từ trên ghế, nhìn thư ký với vẻ không thể tưởng tượng nổi, nói. Cô lặp lại lần nữa. Thư ký hơi rè rặt nhìn Thiều Hải Hà, cẩn thận lặp lại một lần nữa. Bên trong vang lên tiếng loảng xoảng trong văn phòng chợt vang lên một loạt tiếng động ném đồ, Thiều Hải Hà tức giận đến mức ném tất cả xuống mặt đất, tài liệu trên bàn, chén trà, thậm chí là máy tính, sắc mặt tái xanh. Thư ký giật nảy mình, vội vàng rời khỏi văn phòng chủ tịch. Không thể nào, không thể có chuyện này được. Thiều Hải Hà như điên cuồng, phẫn nộ gào thét. Đến cả chủ nhân cao ốc cũng là giả, ở đâu ra hạng mục xây thành chứ? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Liên tục uống mấy ngụm nước, Diêu Hải Hà mới tạm thời tỉnh táo lại, trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng, có thế nào anh ta cũng không nghĩ ra được, tiệc tối ngày hôm qua, đến cả chủ nhân của cao ốc cũng là giả, vì sao lại có hạng mục xây thành thật được phê duyệt, giao cho tập đoàn Lệ Tinh làm? Trừ khi, trong tiệc tối tối hôm qua, chủ nhân thực sự của cao ốc đã trà trộn vào. Hồi lâu, anh ta mới nghĩ ra một lý do giải thích hợp lý nhất nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Sẽ là ai được chứ? Thiều Hải Hà đi qua đi lại không ngừng, suy nghĩ đến người trên buổi tiệc tối hôm qua, loại trừ từng người. Cuối cùng, chỉ còn lại bốn người. Thiên Việt Bân, Mã Bách Điền, người tổng phụ trách thương hội Hồng ưng, và... Huỳnh Nhân. Không thể nào, không thể là tên phế vật kia được. Sắc mặt Thiều Hải Hà tái nhợt, hô hấp dồn dập, dường như từ nơi sâu xa có một cái lưới lớn trói chặt lấy anh ta. Đột nhiên, anh ta lại nghĩ tới một chi tiết đó chính là lúc thiên việt bân và mã bách điền đến dọn sạch tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài duy chỉ có huỳnh nhân và lê nguyệt thiền ở lại bọn họ có tài đức gì mà được giữ lại ở trong cánh cửa đó thiêu hải hà không thể nào nghĩ ra được hoàn toàn vô lý anh ta như một thằng hề từ đầu đến cuối bận rộn nửa ngày nhưng không mò được cái gì tức giận mãnh liệt khiến đầu óc anh ta mê muội mặc dù anh ta không biết tất cả chuyện gì đã xảy ra nhưng anh ta đã đổ hết lên đầu huỳnh nhân nếu hạng mục xây thành đã bị tập đoàn Lệ Tinh chiếm được, vậy thì chắc chắn phải thu chút lời từ trên người Lệ Tinh mới được. Rất nhanh sau đó, anh ta báo cho thư ký: "Đi gọi Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na và tất cả dòng chính nhà họ Liễu đến đây cho tôi." Không lâu sau đó, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na, Chu Mỹ Linh, còn có cả có Lâm Trọng và một đám dòng chính nhà họ Lâm đi tới văn phòng Thiều Hải Hà. Vào văn phòng Tất cả mọi người cũng cảm nhận được một loại cảm giác nghiêm trọng, đồng thời đầy dẫy luồng sát y uy nghiêm đáng sợ. Chỉ có liễu cảnh nhiên biết chuyện gì xảy ra, chuyện là do cô ta làm hỏng, nếu như cô ta biết Phan Duy Thần là chủ nhân tiền nhiệm của Cao ốc sớm một chút thì đã không có đen đuổi sau đó rồi. Thiều, Thiều Tổng, Ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Liên Thúy Na cẩn thận hỏi thăm. Mặt mũi Thiều Hải hà đầy vẻ âm trầm, ánh mắt sắc bén lướt qua mặt tất cả mọi người nhà họ lâm, không nhắc đến chuyện hạng mục xây thành chỉ dò hỏi. Tôi nghe nói công ty áo tân trên danh nghĩa nhà họ liễu mấy người hợp tác với tập đoàn lệ tinh rất tốt phải không? Nghe thấy giọng điệu không vui của Thiều Hải Hà, Liên Thúy Na, liễu cảnh nhiên lập tức bị dọa đến mức không dám thở mạnh, chỉ gật đầu như gà con mổ thóc. Chỉ là trò đùa trẻ con, vận may tốt thôi. Bất kể là vận may hay là thực lực, sự thật chính là nhà họ liễu mấy người hợp tác với tập đoàn lệ tinh cực kỳ tốt đẹp. Thiều Hải Hà khẽ hít mắt, sau đó thuận miệng hỏi giá trị thị trường của công ty áo tân nhiều bao nhiêu. Đám liên thúy na không biết thiều hải hà hỏi vấn đề này làm gì, nhưng vẫn kiên trì trả lời. Trước kia không đáng tiền, nhưng bây giờ, sau khi hợp tác với tập đoàn lệ tinh, giá trị thị trường đã tăng vọt, chắc hẳn trị giá chừng 3.000 vạn. Bộp Thiều Hải Hà ném thẳng một bản hợp đồng ra trước mặt Liên Thúy Na, nói. Đây là 10% cổ phần của công ty Long Đằng, toàn bộ là 300 vạn, bán công ty áo tân cho tôi với giá thị trường, không có vấn đề gì chứ. Cái này, Liễu Đông Quân, Liên Hồng Vân đều rơi vào trầm tư, vẻ mặt khó xử. Công ty áo tân là của Liễu Nham, bọn họ không thể quyết định được. Mấy người cần phải suy nghĩ kỹ càng. Thiều Hải hà nheo mắt lại, uy hiếp nói. Nếu như không có tôi thu nhận mấy người thì đến cả một công việc ra dáng mấy người cũng không tìm được. Tôi là ân nhân cứu mạng của mấy người, mấy người phải báo đáp tôi vô điều kiện. Nếu như mấy người không đồng ý, tôi sẽ lập tức sa thải hết tất cả các người. Không có tôi che chở, mấy người cảm thấy em gái họ lòng dạ khôn lường kia của ta sẽ trả thù nhà họ Lâm thế nào đây? Ngay lập tức, Liên Hồng Vân, Liễu Cảnh Nhiên, đám Liễu Đông Quân đều bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, liên tục thỏa hiệp. Ký, chúng tôi sẽ ký. Bên Liên Thúy Na cũng đồng ý ngay tắp lự. Bán, bán, chỉ cần Thiếu tổng đừng sa thải chúng tôi thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Tôi là vợ Liễu Nham, lẽ ra cũng có quyền quyết định công ty Áo Tân. Lúc này mặt mày Thiếu Hải Hà hớn hở, cười vỗ vỗ bả vai Liên Thúy Na, nói: "Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, từ nay về sau, các vị đều có được cổ phần của công ty Long Đăng, hợp tác vui vẻ." "Cảm ơn Thiếu tổng, hợp tác vui vẻ." Đám Liên Thúy Na lặng yên thở dài một hơi, nhìn bản hợp đồng cổ phần này, trong lòng lại có chút mừng thầm. chương 130, thu mua với ý đồ xấu. Huỳnh nhân đi cổng công ty áo tân, bên trong có thể nhìn thấy những người mặc quần áo lao động ở khắp nơi, đầu đội nón bảo hộ công nhân, còn có âm thanh vận hành loảng xoảng của máy móc sản xuất dây chuyền. Tất cả đều đi vào quỹ đạo. Thời điểm đi đến văn phòng chủ tịch, Huỳnh Nhân đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy mặc đồ chức nghiệp đi ra từ bên trong. Chính là thư ký bên cạnh Liễu Phi Tuyết, Giang Hy Văn anh huỳnh. Trông thấy huỳnh nhân, Giang Hi Văn lập tức hơi cúi đầu, lễ phép chào hỏi. Huỳnh nhân cũng mỉm cười đáp lại, dừng một chút rồi hỏi: "Thư ký Giang, cô làm gì ở đây vậy?" "Tôi đang tiếp nối nội dung công việc hợp tác với nhà họ Lâm." Giang Hi Văn cười cười, nói: "Thật không ngờ được, hiệu suất làm việc của nhà họ Liễu lại cao như thế, đã làm xong hết hàng hóa đặt trước sớm hơn 10 ngày, bộ phận kiểm định chất lượng đã kiểm tra." 9 phần đều là sản phẩm hợp cách, chủ tịch Liễu rất hài lòng. Hài lòng là tốt, Huỳnh Nhân bình tĩnh cười nói. 10 vạn công nhân đồng thời sản xuất ở các nhà máy khác nhau, hiệu suất có thể không nhanh được sao? Về phần máy móc, đặc biệt vận chuyển từ hải ngoại, chất lượng không cần phải nói. Đợi đến khi số lượng lớn sản phẩm mới đưa ra thị trường, đến lúc đó sẽ mời ngôi sao lớn Huỳnh Thăng Phát làm đại ngôn, khi đó mời mọi người đến. Không thành vấn đề, Huỳnh Nhân đồng ý, cũng đúng lúc anh muốn gặp học trò của phi tuyết một lần xem là người như thế nào tiễn giang hy văn đi huỳnh nhân đi vào văn phòng gọi một tiếng ba liễu nham lập tức đứng lên cười nói huỳnh nhân đến rồi sao không gọi điện báo trước với ba không cần phiền phức như vậy đâu con chỉ đến xem công ty vận hành thế nào sẽ rời đi rất nhanh thôi hai ba con ngồi xuống đối diện nhau hàn huyên đúng rồi ba Huỳnh Nhân như vừa nhớ ra cái gì đó, nói với Liễu Nham. Đối với việc trở lại công ty Long Đằng, bà có suy nghĩ gì không? Anh đã cho la bố đi xử lý chuyện này, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Thiều Hải Hà và Dược Phẩm Hồng Thiên đều phải xong đời, Thiều Hải Hà rất đài, chẳng phải vị trí chủ tịch công ty Long Đằng sẽ trống chỗ sao? Nhưng hình như Liễu Nham đã hiểu lầm ý của Huỳnh Nhân, tưởng anh muốn nói đến việc đầu quân cho Thiều Hải Hà, lập tức lắc đầu, nói. Huỳnh Nhân, không cần nói nữa, ba sẽ không đi công ty Long Đằng. Mấy người Mỹ Vân, Thải Vi đến Long Đằng là lựa chọn của bọn họ. Bây giờ tất cả đều đã đi vào quỹ đạo, ba ở đây rất tốt. Ba, ba nghĩ đi đâu vậy? Huỳnh Nhân giờ khóc giờ cười, nói ý của con không phải là để ba đầu quân cho Long Đằng, mà là quản lý Long Đằng, làm chủ tịch Long Đằng. Vừa dứt lời, Liễu Nham cũng khẽ sửng sốt, làm chủ tịch công ty Long Đằng không phải chủ tịch Long Đằng là Thiều Hải Hà sao? Huỳnh Nhân cười cười, nói. Công ty Long Đằng, vốn là do Thiều Gia Nguyệt giành được từ trong tay nhà họ Liễu, chỉ giống như bố thí cho Thiều Hải Hà quản lý mà thôi, sao có thể ngồi mãi ở vị trí chủ tịch được chứ? Nếu, con nói là nếu, Thiều Hải Hà rất đài, ba có đồng ý trở lại Long Đằng, tiếp quản Long Đằng một lần nữa hay không? Liễu Nham yên lặng. Công ty Long Đằng do một tay ông ấy gây dựng nên, nói không có tình cảm là nói dối. Chỉ tiếc rằng sau, sự kiện 316 qua đi, nhà họ Liễu đã sụp đổ, công ty Long Đằng lập tức bị thiểu gia Nguyệt Thu mua với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường, tương đương với cướp đoạt trắng trợn. Liễu nham giận mà không dám nói gì, nếu có cơ hội có thể đưa Long Đằng trở về một lần nữa, ông ấy chính là người vui vẻ nhất. Thế nhưng, ai? Liễu nham thở dài một hơi, nói. Nói thì dễ chứ làm được còn khó hơn lên trời. Thiều Hải Hà là con trai trưởng nhà họ Thiều, có chị gái thiểu gia nguyệt, có nhà họ thiểu chống lưng, cho dù cậu ta có làm chuyện xấu, cũng sẽ nhanh chóng bị xóa đi, huống chi chính cậu ta cũng là nhà tư bản, muốn cậu ta quỷ gối, dường như là không thể. Huỳnh nhân uống một hớp, vẫn cười nhạt. Đừng quan tâm có thể hay không, ba, ba chỉ cần nói muốn làm hay không là được. Công ty Long Đằng là một tay ba gây dựng, tâm huyết gần nửa đời trước đều bỏ vào đó, con không thể trơ mắt nhìn xem Long Đằng rơi vào tay người khác nhiều nhất là một tuần thiều hải hà sẽ phải xong đời nhà họ thiều cũng không cứu được ông ta ánh mắt liễu nham khẽ thay đổi cảm giác khí chất của huỳnh nhân dần dần thay đổi nếu như nói trước đây huỳnh nhân ẩn nhẫn giống như một thanh kiếm thanh phong dài ba thước giấu trong vỏ kiếm thì bây giờ thanh thanh phong ba thước này đã rút ra khỏi vỏ kiếm phóng khắp cửu châu yên lặng hồi lâu ánh mắt liễu nham cũng dần dần trở nên kiên định đồng ý được huỳnh nhân ba tin tưởng con chỉ cần đưa Long Đằng trở về, chắc chắn ba sẽ về Long Đằng nhậm chức. Lúc này Huỳnh Nhân mới lộ ra nụ cười. Như thế này mới được chứ. Hai ba con lấy trà thay rượu, cụm một chén. Lúc này, ngoài hành lang lại vang lên một loạt tiếng bước chân lộn xộn khí thế hùng hổ, kẻ đến thì không có ý tốt. Huỳnh Nhân quay đầu nhìn qua, con mắt lập tức hơi híp. Thiều Hải Hà dẫn theo một đoàn người đi vào văn phòng, mà một đoàn người này rõ ràng đều là Liên Thúy Na, liễu cảnh nhiên đám liễu đông quân cầm đầu dòng chính nhà họ liễu bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên vóc người cao lớn chính là chủ tịch dược phẩm hồng thiên diệp thường phong liễu nham lập tức đứng lên cảnh giác nhìn thiều hải hà cậu đến đây làm gì thiều hải hà không trả lời ngay mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bên trong xưởng các công nhân đang làm việc với khí thế ngút trời ngay lập tức nụ cười trên mặt anh ta càng tươi hơn liễu nham xem ra ông quản lý công ty này không tệ đấy nhỉ, trật tự rõ ràng. Liên Thúy Na mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Liễu Nham, hỏi nhanh. Thiêu Tổng, ngài cảm thấy thế nào? Ừm, um, không tệ, nhiều người như vậy, tăng thêm nhiều thiết bị tốt như vậy, cộng thêm đơn đặt hàng của tập đoàn Lệ Tinh, nhìn có vẻ kiếm được tiền. Thiêu Hải hà hài lòng gật đầu. Trong lòng Liễu Nham dâng lên một dự cảm không rõ, thấp giọng hỏi. Cậu có ý gì? Không có ý gì, chỉ hơi thương hại ông, vất vả lắm công ty mới đi vào quỹ đạo mà lại lập tức bị đá ra. Thiều Hải Hà cười ha ha, quay đầu nhìn về phía đám người liên thúy na, liễu cảnh nhiên, hỏi. Mấy người nói xem, đời người luôn đổi thay, có đúng là đạo lý này không? Đúng thế, Thiều Tổng thật sự có tài văn chương. Dưới sự dẫn dắt của Thiều Tổng và Diệp Tổng, nhất định công ty Áo Tân sẽ càng ngày càng huy hoàng. Đám người liên thúy na, liễu cảnh nhiên, liễu đông quân nhao nhao phụ họa. Ánh mắt huỳnh nhân hoàn toàn lạnh đi, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng chờ tình hình phát triển. Cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng đậm, liễu nham nhìn thiều hải hà hỏi. Cậu lại bày trò gì đây? Nụ cười trên mặt thiều hải hạ im bặt, bộc một tiếng, đập một bản hợp đồng đã được ký tên xuống trước mặt liễu nham, sắc mặt lạnh lùng, nói. Vợ ông đã đồng ý bán công ty áo tân cho tôi, tôi đưa ra 10% cổ phần mua công ty áo tân, cho nên bây giờ công ty áo tân là của tôi, bao gồm cả toàn bộ nghiệp vụ của công ty áo tân, tất cả đều thuộc về tôi. Ông ký vào đây một cái tên là có thể cút ra khỏi công ty áo tân rồi đấy. Audio điện tử võ tấn bền. chương 131, lấy lùi làm tiến. Âm, um, giống như một tiếng sét sạch giữa trời quang, cả người liễu nham đều ngây dại, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía đám người liên thúy na, liễu cảnh nhiên, Liễu Đông Quân, giọng nói vô cùng run rẩy. Thúy Na, lời cậu ta nói, đều là thật sao, bà thật sự bán công ty áo tân cho Thiều Hải hà hả sao? Điệu bộ liên Thúy Na như không quan trọng, thậm chí còn bĩu môi, có hơi xem thường. Không phải đâu, Thiều Tổng đã chuyển nhượng cổ phần công ty Long Đằng đến đây, bây giờ mấy người chúng tôi đều nắm giữ cổ phần cổ đông. Thời điểm nói ra câu này, trong lời nói của Liên Thúy Na còn mang đầy vẻ kiêu ngạo trên mặt đám người Liễu Cảnh Nhiên, Liên Hồng Vân, Liễu Đông Quân cũng không có bất kỳ vẻ ái náy gì. Thật ra đối với bọn họ mà nói, kết quả này lại càng tốt hơn, càng có một loại cảm giác sung sướng khi trả thù. Công ty áo tân giống đồ của người khác, mà dùng đồ của người khác để đổi lấy 10% cổ phần công ty Long Đằng, đơn giản là rất có lời. Về kết cục sau này của Liễu Nham, có ai quan tâm chứ? Đây chính là công ty duy nhất dưới danh nghĩa nhà họ Liễu đó, sao mấy người có thể bán? Sắc mặt liễu nham tái xanh, vẫn nộ gào lên với Liên Thúy Na. Ông muốn chết à, còn to mồm với tôi. Liên Thúy Na chợt giật nảy mình, sau đó cũng có chút thẹn quá hóa giận. Công ty áo tân dựa vào ông thì có thể phát triển đến mức nào chứ? Thiều tổng người ta muốn tiền có tiền, muốn người có người, cùng một hạng mục, chắc chắn thiều tổng có thể làm tốt hơn. Nhưng bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo chính. Vậy thì sao? Liên Thúy Na không nhịn được mà ngắt lời ông ấy. Ông có thể mãi điều hành tốt được sao, dựa vào tên phế vật này mà còn muốn chấn hưng nhà họ liễu, có mà nằm mơ. Nói xong, Liên Thúy Na liếc mắt nhìn Huỳnh Nhân một cái, đầy lạnh lùng. Liên Hồng Vân cũng cười lạnh, chỉ là một tên ở rể mà cũng muốn leo lên đầu người nhà họ Liên sao, đây là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra. Câu nói đó của Liên Thúy Na như lấy đi sức lực toàn thân của Liễu Nham, thuộc một tiếng, ông ấy mất hết sức lực ngồi trên ghế hai mắt đỏ bừng đầy vẻ đau đớn huỳnh nhân nhìn thấy vậy sát ý trong lòng cuộn trào chỉ có bị người thân nhất phản bội mới có thể hoàn toàn phá hủy một người anh không ngờ được người của cái gia đình này lại vì lợi ích cá nhân mà vô tình đến mức này đủ rồi thiều hải hà hét lớn một tiếng ánh mắt liếc nhìn tất cả lạnh lẽo nói tôi tới đây không phải là đến xem người trong nhà mấy người cãi nhau mau ký hợp đồng cho tôi, sau đó xéo đi. Nói xong, anh ta ném hợp đồng tới trước mặt Liễu Nham. Nhưng mà Liễu Nham còn đang chìm trong giận dữ và bi thương vì bị vợ phản bội, không hề lên tiếng. Thiêu Hải Hà lập tức nhìn về phía Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên. Hai người, một người là vợ ông ta, một người là con gái ông ta, nhanh chóng khuyên ông ta ký tên đi. Tôi và Diệp Tổng vẫn đang chờ đấy. Diệp Thường Phong đứng bên cạnh cũng thúc giục nói. Tôi và Thiều Tổng rất bận rộn, còn rất nhiều nghiệp vụ phải xử lý, không rảnh rề ra với mấy người ở đây đâu. Sau khi Liên Thúy Na Ký lên thỏa thuận chuyển nhượng, Thiều Hải Hà lập tức gọi điện thoại cho Diệp Thường Phong, hai người cùng nhau phân chia công ty áo tân. Dựa theo tính cách của Thiều Hải Hà, chắc chắn anh ta sẽ không chia sẻ chuyện tốt với Diệp Thường Phong, nhưng bây giờ lại không giống vậy. Ngay hôm nay, anh ta nhận được một tin tức, địa vị của Diệp Thường Phong trong thương hội Hồng Ưng vừa mới thăng từ hội viên sơ cấp lên hội viên trung cấp. Thiều Hải Hà lập tức gọi điện thoại cho Diệp Thường Phong, đưa miếng bánh gato công ty áo tân này đến trước mặt cho Diệp Thường Phong nếm thử, hy vọng sau này Diệp Thường Phong có thể tạo thêm lợi nhuận cho mình. Diệp Thường Phong cũng vui vẻ nhận lời, hai người cùng đi đến công ty áo tân. Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên nhìn nhau, cùng gật nhẹ đầu, sau đó đi đến hai bên Liễu Nham, tận tình thuyết phục. Liễu Nham, tôi cũng vì tốt cho cái nhà này, áo tân không có giá trị gì, làm gì đáng tiền bằng cổ phần công ty Long Đằng chứ. Có những cổ phần này rồi, cho dù ngày nào ông cũng rảnh rỗi ở nhà thì tôi cũng nuôi được ông. Đúng vậy đó ba, ba đã vất vả vì cái nhà này hơn nửa đời rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút, chuyện nuôi sống gia đình này chứ giao cho con với mẹ đi, chúng ta không thiếu tiền tiêu. Trên mặt Liễu Nham xuất hiện sự cương nghị, từ chối như chém đinh chặt sắt. Cái tên này, tôi sẽ không ký chính thức. Ôi chao, sao cái ông này nói lại không nghe chứ? Liên Thúy Na lập tức sốt ruột. Thiều Tổng và Diệp Tổng người ta cũng đã đích thân tới, ông còn cố chấp vô nghĩa làm gì chứ? Ánh mắt Thiều Hải Hà cũng trở nên u ám. Nếu như ông ta còn không ký tên, tôi sẽ tịch thu lại 10% cổ phần của các người vì hợp tác thất bại. Liên Thúy Na nghe xong, sắc mặt càng sốt ruột hơn. Đừng mà, Thiều Tổng, ngài cho tôi chút thời gian nữa, cái nhà này, tôi quyết định, nhất định sẽ khiến ông ta ký tên. Nói xong, lại nhìn về phía Liễu Nham, hung tợn nói. Còn không mau ký tên, Thiều Tổng và Diệp Tổng đều đang chờ đấy. Ba, ba ký tên đi. Đột nhiên, Huỳnh Nhân cười ha hả lên tiếng. Lập tức, ánh mắt mọi người cũng đặt trên người Huỳnh Nhân với vẻ lạ lùng. Nhất là Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na, đúng là nhìn thấy quỷ giữa ban ngày, bình thường phế vật này đều chống đối bọn họ, sao hôm nay lại thông suốt rồi? Liễu Nham cũng khiếp sợ nhìn Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân, sao đến cả con cũng muốn ba bán? Huỳnh Nhân uống một hớp nước, cười nói. Ba, còn nhớ những lời con nói với ba khi trước không? Nói xong còn bĩu môi với đám thiểu hải hà. Liễu Nham giật mình hiểu ra, Huỳnh Nhân nói đến chuyện để ông ấy tiếp nhận vị trí chủ tịch Long Đằng. Thế nhưng cái này có liên quan gì đến việc bán công ty? huỳnh nhân nở nụ cười với vẻ sâu xa, cũng không nói gì. Thiều Hải Hà Thu mua công ty áo tân, đơn giản là trở thành công ty con của công ty Long Đằng, đợi ba lên làm chủ tịch công ty Long Đằng, công ty áo tân vẫn là của nhà họ Lâm. Đáng tiếc, ở đây không có ai nhận ra được chuyện này. Đến cả phế vật kia cũng muốn ông bán, ông còn do dự gì nữa. Liên Thúy Na không nhịn được mà thúc giục. Nhìn dáng vẻ bình thản ung dung của Huỳnh Nhân, Liễu Nham do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vậy được rồi, tôi bán. Nói xong, ký tên của mình trên hợp đồng. Thấy cảnh này, Liên Thúy Na không nhịn được mà quay đầu nhìn Liễu Cảnh Nhiên một chút, trong mắt hai mẹ con đều hiện vẻ vui mừng. Đám Liên Hồng Vân, Liễu Đông Quân cũng lặng yên nhẹ nhàng thở phào. Liễu Nham ký tên, cổ phần của bọn họ được bảo vệ. Chỉ có Thiều Hải Hà rơi vào trầm tư, ánh mắt quái dị nhìn Huỳnh Nhân một chút, đáng tiếc, anh ta cũng không nghĩ ra được gì, chỉ có thể lấy lại hợp đồng. Vậy thì, mời đi. Anh ta ra hiệu mời đối với Liễu Nham. Ba, chúng ta đi thôi. Ngược lại, vẻ mặt huỳnh nhân không để tâm, còn cười cười với Liễu Nham. Dù là trong lòng Liễu Nham rất không nguyện ý nhưng cũng chỉ có thể đứng lên, rời khỏi công ty áo tân. Sau khi Huỳnh Nhân và Liễu Nham rời đi, Thiều Hải Hà để cho mấy người Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên trở về, trong văn phòng chỉ có hai người là anh ta và Diệp Thường Phong diệp thường phong hỏi tên huỳnh nhân kia tôi thấy cũng không có gì đặc biệt sao hết lần này đến lần khác lại khiến cậu thiệt thòi thiều hải hà nheo mắt lại nói tôi cảm thấy tốt nhất ông đừng xem thường anh ta ông không cảm thấy kỳ lạ sao kỳ lạ chỗ nào chứ huỳnh nhân vẫn luôn lấy lợi ích của liễu nham sao lại giật dây để liễu nham bán công ty chứ nghe thiều hải hà nói vậy diệp thường phong cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn không để trong lòng một người bình thường không tiền không thế mà thôi bây giờ cậu đã hoàn toàn nắm nhà họ liễu đông quân trong tay địa vị của tôi ở thương hội hồng ưng cũng càng ngày càng cao còn lo lắng gì nữa chứ lông mày thiều hải hà giãn ra cười to nói nói cũng đúng ra khỏi công ty áo tân liễu nham đang muốn về nhà họ liễu huỳnh nhân lại cười nhạt một tiếng chúng ta không đi về nhà họ liễu liễu nham khẽ giật mình không về nhà họ liễu thì có thể đi đâu Huỳnh Nhân cũng không nói gì, chỉ yên tĩnh chờ đợi. Két, một chiếc xe Rolls Royce màu đen dừng lại trước mặt Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân mở cửa xe, cười nói với Liễu Nham. Ba, lên xe đi. Nhìn chiếc xe quý giá sang trọng như thế, Liễu Nham kinh ngạc nói không nên lời. Mơ màng ngồi xuống, Liễu An dẫm chân ga, xe lao nhanh về một hướng. Chúng ta đi đâu đây? Liễu Nham còn đang chìm trong sự khiếp sợ mà chiếc xe sang trọng này mang lại không thể nào tự kiềm nén được. Huỳnh Nhân cười nhạt một tiếng. Đợi đến nơi, ba sẽ biết. Mười phút sau, xe dừng lại dưới tòa nhà cao ốc tên Đại Thương. Khác với cao ốc khác có người đến người đi nhộn nhịp, nơi này lại cấm người bình thường bước vào, đến cả chất lượng bảo vệ phía ngoài cũng vượt xa nơi khác. Huỳnh Nhân dẫn theo Lưu An vừa xuống xe, là bố lập tức dẫn Thiên Việt Bân, mã Bách Biển đi ra. Thuộc Hạ Thiên Việt Bân dẫn theo một nhóm người, thuộc hạ mã Bách Điền lại dẫn theo một nhóm người, hai đoàn tổng cộng 50 mấy người mặc tây trang chỉnh tề xếp hàng, đồng loạt cúi đầu, cao giọng hô to. Chào ông chủ! Ánh mắt Liễu nham rung động nhìn người nơi này, mỗi một người đều là đại nhân vật hết sức quan trọng, dậm chân một cái, toàn bộ thành phố Minh Châu đều sẽ rung lên ba lần. Liễu Nham từng gặp Thiên Việt Bân và Mã Bách Điền, trước đây chỉ nghĩ Huỳnh Nhân có chút giao tình với hai người bọn họ. Bây giờ xem ra, không phải Huỳnh Nhân thần phục bọn họ, mà là bọn họ thần phục huỳnh nhân. Huỳnh nhân, rốt cuộc con mạnh cỡ nào? Mặt mũi liếu nham đầy vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm. chương 132, tôi muốn tự thú. Tòa nhà đại thương. Nơi bao gồm tất cả những nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thuộc mọi tầng lớp trong thành phố Minh Châu, không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì đây là chi nhánh của Thương hội Hồng ưng, thuộc khu vực Minh Châu. Được bao quanh bởi các giới đại lão, huỳnh nhân và lưu an bình tĩnh bước vào tòa nhà đại thương như thể tất cả đều là những gì họ nên làm liễu nham vô cùng căng thẳng cơ thể bước đi một cách khó nhọc cho đến khi ông ấy bước vào một căn phòng thì mới có thể thoải mái trở lại nhưng ngay sau đó ông ấy lại bị sốc bởi vẻ tráng lệ bên trong căn phòng dù là đồ trang trí hay đồ cổ đều là đồ vô giá ngay cả hoàng cung cổ đại cũng không sánh bằng ba trước tiên ba cứ sống ở chỗ này đã huỳnh nhân cười với liễu nham bình tĩnh nói đến ngày mai mọi thứ sẽ trở về như cũ thôi tất cả những kẻ đã chèn ép nhà họ liễu đều sẽ bị trừng phạt huỳnh nhân liễu nham gọi huỳnh nhân lại huỳnh nhân hơi dừng lại anh quay người nhìn liễu nham bằng ánh mắt khác cảm ơn vành mắt liễu nham hơi ửng đỏ từ tận đáy lòng nói với huỳnh nhân cảm ơn vì tất cả những gì con đã làm cho nhà họ liễu huỳnh nhân cười nhạt một tiếng con đã nói rồi chỉ cần con ở đây thì nhà họ liễu sẽ là gia đình giàu có bậc nhất vừa dứt lời huỳnh nhân nhẹ nhàng đóng cửa lại nụ cười trên mặt anh cũng trở nên lạnh lùng anh quay đầu nhìn ba người la bố mã bách điền và thiên việt bân nói đã thu xếp xong rồi sao cảm nhận được sự lạnh lùng trong mắt huỳnh nhân la bố vội vàng đáp mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa chỉ chờ lệnh của ông chủ lập tức hành động đi trong vòng hai ngày tôi muốn thiều hải hà và diệp thường phong thân bại danh liệt vâng sau khi rời khỏi công ty áo tân thiều hải hà dự định quay trở lại công ty deng 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 đúng lúc này điện thoại từ thư ký của anh ta gọi đến không xong rồi chủ tịch thiều công ty xảy ra chuyện lớn rồi điện thoại vừa được kết nối đã vang lên tiếng kêu đầy hoang mang và sợ hãi của thư ký đột nhiên phó tổng giám đốc chu từ chức rồi ai Chu Hào hả? Ánh mắt Thiều Hải Hà lập tức trở nên u ám, nhưng rất nhanh anh ta đã khôi phục bình tĩnh, nói: "Hoảng sợ cái gì, chỉ một phó tổng từ chức thôi mà, có phải vấn đề lớn lao gì đâu." Nhưng mà giám đốc Chu còn đưa đi hàng loạt chủ chốt của công ty nữa. Thư ký lớn tiếng nói: "Hầu như mỗi bộ phận quan trọng đều có một nửa tinh anh rời đi, bây giờ cả công ty gần như đã bị tê liệt mất rồi." "Cái gì?" Tin tức này khiến cho Thiều Hải Hà lập tức biến sắc trên trán anh ta cũng chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Việc một phó tổng rời đi cũng không phải là vấn đề lớn, cùng lắm thì tìm người thay thế là được. Nhưng hàng loạt tinh anh chủ chốt của công ty rời đi sẽ là đả kích rất lớn đối với công ty. Giống như đang khoét vào tim anh ta, phá nát xương anh ta và giáng cho anh ta một đòn chí mạng vậy. Chủ tịch Thiều, ngài mau trở về đi, công ty bây giờ đã loạn thành một đoàn rồi, mọi người đang nháo nhào muốn từ chức. Giọng của thư ký nghẹn ngào nghiêm trọng như sắp bật khóc. Bộp, Thiều Hải Hà cúp điện thoại, nét mặt u ám như bị phát kiệt nước, sau đó lập tức đạp mạnh chân ga lao thẳng về phía công ty. Anh ta vừa lái xe vừa lấy điện thoại di động ra và gọi cho một dãy số. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói bình tĩnh của một người đàn ông vang lên. "Chủ tịch Thiều, có chuyện gì không?" "Chu Hào." Giọng nói của Thiều Hải Hà cực kỳ trầm thấp, mang theo lửa giận vô tận hung hăng nói ông có biết mình đang làm gì không cho ông một tiếng để mang chủ chốt của công ty tìm về cho tôi nếu không tôi sẽ khiến ông không thể sống nổi ở thành phố minh châu này chủ tịch thiều nói đùa rồi chu hào cười nói nếu tôi đã làm chuyện này vậy thì chắc chắn tôi sẽ có dũng khí để gánh chịu bất cứ hậu quả nào tôi tin rằng chút khó khăn như vậy sẽ không làm khó được chủ tịch thiều thế nhé tạm biệt chu hào Tôi thật sự không ngờ được từ đầu đến cuối ông lại là sao một con sói mắt trắng. Sao một con sói mắt trắng, ám chỉ những kẻ vong ân bội nghĩa hay những kẻ tàn nhẫn, hung ác. Tia máu lan tràn trong hốc mắt Thiều Hải Hà, giọng nói của anh ta như một con sói bị thương, tức giận đến mức phát điên. Khi ông uống rượu say xỉn cả ngày rồi ý chí tinh thần sa sút, chính tôi là người đã giao cho ông trước phó tổng long đằng. Tôi không đối xử tệ bạc với ông mà nhỉ, tại sao ông lại làm thế với tôi hả? rốt cuộc điện thoại vẫn không cúp, Chu Hào im lặng một hồi lâu, rồi nói. Không đối xử tệ bạc với tôi sao? Một lúc lâu sau, Chu Hào nở nụ cười mỉa mai. Thiêu Hải Hà, cậu sờ lương tâm cậu xem có phải thiếu mất một góc rồi không, đó mà là lòng tốt của cậu sao? Là do cậu sợ rằng tôi vạch trần chân tướng của sự việc đó sẽ liên lụy đến cậu và Diệp Thường Phong vào mớ hỗn độn này thôi cho nên cậu hư tình giả ý cho tôi chức phó tổng giám đốc chỉ có danh mà không có quyền, cậu đã mang cho tôi một cái vòng đeo cổ rồi nuôi nhốt tôi như một con chó. Nếu tôi không tuân theo, cậu sẽ dùng người nhà của tôi để uy hiếp tôi. Chỉ vì tôi là người bình thường nên mới mặc cho cậu thao túng, chỉ vì tôi là người bình thường nên đương nhiên sẽ bị hy sinh để giữ an toàn cho cậu và Diệp Thường Phong sao thiều hải hà không ngờ rằng chu hào lại có thể nói một câu như vậy với anh ta anh ta kinh ngạc trong chốc lát rồi nhanh chóng nở nụ cười ngoan độc đúng vậy bởi vì ông là người bình thường nên có nhiều chuyện ông không thể tự chủ được ông còn sống trên đời này là do ông còn giá trị cả thôi trong nhà ông vẫn còn cha mẹ già phải phụng dưỡng đúng chứ nếu ông không muốn họ sơ ý gặp chút sự cố mà ân hận cả đời này thì hãy nhanh chóng mang người trở về cho tôi mau ngoặc kép chu hào rơi vào im lặng Thiều Hải Hà tưởng rằng Chu Hào sợ hãi, cho nên cũng không kích thích ông ta, mà dùng lời hay ý đẹp khuyên bảo ông ta. "Chu Hào, khi nào ông trở lại tôi hứa với ông sẽ trọng dụng ông. Cả tôi và chủ tịch thường sẽ đối xử với ông như anh em." "Cậu đã từng nghĩ về sự thất bại chưa?" Chu Hào, người luôn im lặng lại bỗng nhiên nói một câu. "Cái gì?" Ánh mắt Thiều Hải Hà khẽ lóe sáng, nghe không hiểu ý của Chu Hào cho lắm cậu đã từng nghĩ rằng cậu sẽ thất bại chưa? Chu Hào lặp lại lần nữa. Ở trong mắt cậu, tôi chỉ là người bình thường, vậy trong mắt người khác có phải cậu cũng là người bình thường không? Thiều Hải Hà không hiểu Chu Hào có ý gì, trong lòng đột nhiên có chút tức giận. Chu Hào, ông mau trở về cho tôi. Ba mẹ tôi đã được tôi đưa ra nước ngoài ngay trong đêm nên cậu không thể uy hiếp tôi được đâu. Chu Hào bật cười, trong nụ cười mang theo vẻ dữ tợn vô cùng có lẽ người đó nói đúng lấy công chuộc tội mới là cách tốt nhất cuối cùng ánh mắt của thiều hải hà cũng trở nên khiếp sợ ý của ông là gì người kia là ai hả chủ tịch thiều đây mới chỉ là bắt đầu giọng điệu chu hào cực kỳ nghiêm túc nói xong lập tức cúp điện thoại này chu hào rốt cuộc ông muốn làm gì hả trong lòng thiều hải hà lo lắng như kiến bò trên chảo nóng trong lòng cảm thấy vô cùng bất an nhanh chóng gọi một cú điện thoại giúp tôi tìm một người, ông ta tên là Chu Hào. Nếu tìm được thì hãy đưa trở lại cho tôi. Vâng." Người bên kia điện thoại trả lời rồi cúp máy. Trong vòng 3 phút đã có cuộc gọi đến. "Chủ tịch Thiều, đã tra được người rồi." "Ở đâu?" Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Thiều Hải Hà. "Cục cảnh sát." ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Cùng lúc đó, ở phân cục Minh Châu. Cạch. Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào nhìn tất cả cảnh sát trong cục như đang đối mặt với kẻ thù, rồi bình tĩnh nói. Tôi muốn tự thú. chương 133, chân tướng rõ ràng. Tất cả mọi người trong cục đều kinh ngạc. Vương chân đứng dậy đi tới trước mặt Chu Hào, ánh mắt sắc bén nhìn ông ta. Tôi nhận ra ông, ông là Chu Hào. Cảnh quan Vương. Chu Hào nhếch môi cười. Tôi cũng nhớ cô, người phụ trách vụ án của tôi. Vương chân không tiếp tục nói nữa, chỉ liếc ông ta một cái, rồi hỏi. Ông muốn tự thú chuyện gì? Tôi muốn tự thú, tôi chính là người lên kế hoạch cho sự kiện ngày hôm đó. Tôi đã nghĩ ra kế hoạch này, Chu Hào bình tĩnh nói. Cái gì? Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều nhanh chóng thay đổi, bao gồm cả Vương chân Bộp! Đồng nghiệp của Vương chân là sử lôi vỗ mạnh xuống bàn một cái, giận dữ nói. Vụ án 316 đã được kết án, đó là do xí nghiệp dưới danh nghĩa nhà họ liễu có bụng giả khó lường, muốn kiếm tiền đen. Tất cả người tiêu dùng đều xuất hiện hiện tượng trúng độc ở mức độ khác nhau thì còn có thể nói gì hả? Đây chỉ là do các người làm việc không hiệu quả, vội vàng qua quyết kết án thôi. Chu Hào cười nhạt nói. Kế hoạch này là do tôi nghĩ ra nên toàn bộ tiền căn hậu quả mọi chuyện, kể cả một số chi tiết, tôi đều biết rõ nhất. Ông nói cái gì? Nghe thấy những lời của Chu Hào, Sử lôi cảm thấy bị sỉ nhục, lập tức nổi trận lôi đình. Sử lôi, vương chân liếc anh ta một cái, sau đó tiếp tục nhìn Chu Hào nói. Ông đi theo tôi, tôi có một yêu cầu. Chu Hào không động đậy, ông ta nhìn vương chân rồi nghiêm túc nói. Các người cần phải tiết lộ toàn bộ lời khai của tôi cho phương tiện truyền thông để làm tư liệu gây án. Ngay khi những lời này nói ra, ánh mắt của vương chân lập tức cứng lại, cô ấy cảm thấy như có một trận gió lớn đang nổi lên, theo bản năng nghề nghiệp, Vương Trân vẫn đồng ý. Được rồi, tôi đồng ý với ông. Chu Hào khẽ mỉm cười nói với Vương Trân. Đã vậy, chúng ta vào đi. Nói xong, ông ta chủ động đi vào phòng tra hỏi. Thái độ bình tĩnh đó khiến Vương Trân có chút sững sờ, ông ta có phải đến tự thú không? Nhìn bóng lưng Vương Trân rời đi, trong mắt sử lôi thoáng qua một tia u ám, anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra, nhưng do dự xong lại đặt điện thoại xuống một giờ sau, một tin tức chấn động từ trên mạng được lan truyền. Ba năm sau sự kiện 316 chấn động một thời, một cuộc đảo ngược kinh trời động đất đã nổ ra. Chân tướng sự kiện 316 đã bị bại lộ, công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu Minh Châu có phải là công ty lòng dạ hiểm độc coi mạng người như cỏ rác hay không? Đổi trắng thay đen, không phân biệt được thật giả, vạch trần vụ án ly kỳ 316. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trên các trang web và phương tiện truyền thông lớn, các tiêu đề tin tức gây sốc đã mọc lên như nấm sau cơn mưa. Trang web được mở ra, đó là một đoạn video rất ngắn. Khuôn mặt của người trong video được làm mờ nhưng giọng nói vẫn là âm thanh ban đầu. Ông ta lấy thân phận là người lập kế hoạch cho vụ án 316 để công bố chân tướng trước công chúng. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Minh Châu. Thiều Hải Hà vội vàng trở lại công ty, còn không có kịp uống miếng nước, đã lo lắng hỏi tình hình bây giờ thế nào rồi ông chủ thư ký quay lưng về phía thiều hải hà giọng nói run rẩy kịch liệt lại xảy ra chuyện gì nữa trong lòng thiều hải hà tràn đầy lửa giận giọng điệu không tốt nói tôi trả tiền thuê cô là để cô tới giúp tôi giải quyết vấn đề chứ không phải tạo ra vấn đề cho tôi thư ký chậm rãi xoay người lại nét mặt tái nhợt như tờ giấy anh nhìn cái này đi nói xong đưa đến một cái máy tính đến bên trong đang phát một video. Tôi là Chu Hào, nguyên giám đốc công ty dược phẩm Hồng Thiên, phó tổng xí nghiệp Long Đằng. Tại đây, tôi sẽ công bố với công chúng về sự kiện 316 gây chấn động Minh Châu vào 3 năm trước. Tôi là người vạch ra kế hoạch này. Tất cả những bệnh nhân bị ngộ độc hôm đó đều bị trúng độc sau khi uống thuốc do công ty dược phẩm Hồng Thiên nghiên cứu chế tạo. Dưới sự lôi kéo của Thiều Hải Hà, chủ tịch hiện tại của xí nghiệp Long Đằng, tức gia đình họ Liễu đã trở thành vật hy sinh của sự kiện này. Sau đó, anh ta thuê một đội ngũ thủy quân trên mạng để chi phối dư luận nhằm đảm bảo an toàn cho công ty dược phẩm Hồng Thiên. Đối với những bệnh nhân bị trúng độc, Thiều Hải Hà đưa cho mỗi người họ một khoản tiền để rời Minh Châu, trốn tránh điều tra và đe dọa họ không được vạch trần sự thật nếu không sẽ uy hiếp tính mạng người nhà họ. Giang giác, xem đến đây, Thiều Hải Hà chỉ cảm thấy mạch máu lưu thông nhanh chóng tăng lên, anh ta đập cái máy tính trong tay xuống đất. Ngay sau đó, anh ta phát ra một tiếng gào thét kinh trời động đất. Chu Hào, tôi phải chém ông thành nhiều mảnh. Bùm bùm. Thiều Hải Hà giống như phát điên, đập phá mọi thứ trong văn phòng tan tác thành từng mảnh. Thư ký tái mặt vì sợ hãi, hai tay ôm đầu ngồi xổm trong góc, không dám hé răng nửa lời. Chẳng bao lâu, văn phòng trở nên lộn xộn, sắc mặt của Thiều Hải Hà trở nên cực kỳ dữ tợn. Đôi mắt anh ta vằn lên tia máu, nhìn như đã không ngủ mấy ngày, răng phát ra những tiếng ken két, hận không thể ăn thịt uống máu ông ta. Anh ta cho rằng Chu Hào đã bị khống chế rồi nên sẽ trung thành với mình cả đời, không ngờ rằng ông ta lại đâm hai nhát dao vào thời khắc mấu chốt như vậy. Con dao đầu tiên lấy đi tất cả đoàn đội chủ chốt của xí nghiệp Long Đằng khiến Thiều Hải Hà sao không bột đố gột nên hồ. Sao không bột đố gột nên hồ nghĩa là không có cơ sở vật chất, không có cái cốt lõi để tiến hành công việc thì không thể đạt được kết quả mong muốn. Con dao thứ hai là hy sinh bản thân để công bố chân tướng sự kiện 316. Hai con dao này, một dao lại tàn nhẫn hơn một dao, hung hăng mà đâm vào trái tim của Thiều Hải Hà, quấy nát thịt băm trong anh ta, quấy, quấy, rồi lại quấy. Sau cơn tức giận là sự tuyệt vọng, sự tuyệt vọng sâu sắc. Cả người Thiều Hải Hà không có sức mà ngã phịch ngồi xuống ghế sofa, vẻ tức giận trên mặt đã bị hoảng sợ thay thế. Anh ta dùng cả hai tay giật tóc mình, sức lực mạnh đến mức trực tiếp giật ra mấy sợi tóc trong đáy mắt anh ta ánh lên sự sợ hãi đã đi sâu vào linh hồn trong miệng không ngừng tuyệt vọng lẩm bẩm kết thúc kết thúc tất cả kết thúc rồi giọng điệu run rẩy chất giọng nghẹn ngào mệt mỏi ầm uhm. đột nhiên cửa phòng chủ tịch bị xô mở ra một chủ quản bộ phận xông vào với vẻ mặt hốt hoảng hét lên chủ tịch không xong rồi có rất đông phóng viên Báo đài đã vây quanh đây muốn ngài đưa ra một lời giải thích về sự kiện 316. Cái gì? Nghe vậy, Thiều Hải Hà lập tức đứng lên, đến bên cửa sổ sát đất xem xét. Điều đầu tiên nhìn thấy là đám đông phóng viên liên tục xô đẩy, cố gắng lao vào tòa nhà quốc tế. "Chủ tịch, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tên chủ quản kia nhìn Thiều Hải Hà rồi đột nhiên bật khóc, tức giận gào thét lên với anh ta. "Nhân viên lòng đằng chúng tôi vô tội." tại sao lại vì hành động của anh mà bị liên lụy chứ ra ngoài anh đi ra ngoài cho tôi bị kích thích như vậy thiều hải hà cũng gầm lên với tên chủ quan kia đuổi anh ta đi sau đó anh ta lại nhìn thư ký cô cũng đi ra ngoài cho tôi thư ký cầu còn không được lập tức rời khỏi văn phòng đợi đến khi không còn ai trong văn phòng thiều hải hà mới ngồi lại trên ghế sofa suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo nhưng mà hoàn cảnh hiện tại khiến anh ta tuyệt vọng, cho dù có làm gì đi nữa thì cũng là con đường chết. Tức giận sao, tuyệt vọng sao, không cam lòng sao. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh nhạt vang lên sau lưng. Ai? Thiều Hải hà giật mình quay lại đột ngột. Huỳnh Nhân và Lưu An đẩy cửa ban công, lạnh lùng nhìn anh ta. mươi 134, Thu mua Long Đằng. Huỳnh Nhân, hóa ra là anh. Nhìn thấy Huỳnh Nhân với Lưu An thản nhiên bước vào với sắc mặt thoải mái, trong mắt thiều hải hà lóe lên sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, anh ta tỏ vẻ hung dữ. Anh tới đây làm gì? Tôi tới để giải quyết tình trạng khốn khổ của anh bây giờ đấy. Huỳnh Nhân nhìn quanh văn phòng bừa bãi, cười nói. Tôi thấy có vẻ bây giờ anh đang rất cần sự giúp đỡ thì phải. Anh nở nụ cười nhã nhận, nhưng trong mắt Thiều Hải Hà thì nụ cười ấy làm anh ta giận hết cả gáy. Nhà họ Thiều và nhà họ Liễu không đội trời chung, anh sẽ tốt bụng giúp đỡ chắc đáy mắt thiều hải hà toát ra vẻ cảnh giác nồng đập sau đó lại quay sang khinh thường Và lại một kẻ ăn hại không được gia nhập vào dòng họ như anh thì có thể giúp được gì cho tôi huỳnh nhân nghe thế cũng không tức giận khóe miệng hơi nhếch lên vẽ ra một vòng cung ý tứ sâu xa xem ra anh chẳng biết cái gì về tôi cả tôi quay về minh châu cũng đã được một thời gian rồi thiều gia nguyệt không thể nào không biết tung tích của tôi nhưng tại sao cô ta lại không đến tìm tôi không để cho Thiều Hải Hà cơ hội mở miệng, Huỳnh Nhân nói tiếp. Bởi vì cô ta đã bí mật điều tra tôi và biết được một số tình huống đằng sau của tôi, trong khi chưa hoàn toàn cầm chân được tôi, cô ta tuyệt đối sẽ không dám đối đầu với tôi. Huỳnh Nhân không nhắc tới thì thôi, vừa gợi lại, Thiều Hải Hà lập tức rơi vào im lặng, anh ta cũng lờ mở phát hiện có gì đó không đúng. Thế nhưng, anh ta vẫn diễu cợt cười. Vậy thì đã sao, chỉ vì em họ tôi không đến tìm anh mà anh cũng không biết tự lượng sức mình à. Huỳnh Nhân lắc đầu cười một cái, sau đó từ từ liệt kê ra từng tình hình khó khăn lúc này của Thiều Hải Hà. Bị phó giám đốc phản bội, cướp đi một loạt đội ngũ quan trọng, công ty hoàn toàn tê liệt, không thể hoạt động. Hơn nữa, nếu sự kiện 316 bị phanh phui ra ngoài ánh sáng, anh sẽ không chỉ phải đối mặt với nguy cơ công ty bị phá sản, mà còn có thể sẽ thân bại danh liệt. Nghe vậy, Thiều Hải Hà thay đổi sắc mặt, không thể tưởng tượng nổi, nhìn huỳnh nhân tại sao anh lại biết công ty phát sinh tình huống thay đổi anh ta đã lập tức yêu cầu thư ký dùng hết mọi cách để ém nhẹm tin tức tại sao mà huỳnh nhân lại biết được huỳnh nhân cười nhẹ chỉ cần là điều tôi muốn biết thì trong thành phố minh châu này không có cái gì mà tôi không biết được cả dừng một chút huỳnh nhân tiếp tục nói tốt nhất là anh đừng có đặt hết tâm tư vào công ty long đằng mà nên chú ý một chút tới tân giang hội đi tân giang hội sắc mặt thiều hải hà thay đổi ý của anh là gì chuông reo leng keng vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại di động của anh ta vang lên là người phụ trách của tân giang hội gọi tới bình thường nếu thiều hải hà không có mặt ở tân giang hội anh ta sẽ là người quán xuyến hết mọi công việc lớn nhỏ trong hội thấy tiếng chuông điện thoại vang lên rồn rập không ngừng nhưng lúc này thiều hải hà lại hơi do dự không dám trả lời cuộc gọi bắt máy đi huỳnh nhân cười ha hả nói thiều hải hà nghiến răng trả lời điện thoại cố hết sức làm ra vẻ bình tĩnh có việc gì ông chủ tân giang hội bị thu giữ rồi ngay sau khi điện thoại được kết nối giọng nói hoảng hốt của người phụ trách vang lên cái gì bị thu giữ thiều hải hà lập tức trợn to hai mắt phản xạ có điều kiện đứng lên tại sao lại bị thu giữ vì bị kiểm tra đột xuất giọng người phụ trách càng ngày càng nhỏ dần trong hội bắt được rất nhiều người đàn ông và phụ nữ đang thực hiện giao dịch bất hợp pháp. U u, -u. ngay lập tức, đầu óc Thiều Hải Hà trở nên choáng váng, hai mắt tối sầm lại, thậm chí đứng còn không vững, suýt nữa ngã nhào xuống. Tân Giang hội của anh ta mở cửa theo chế độ hội viên, chỉ cho phép những người có thân phận mới được vào, thử hỏi, những người như thế thì muốn tìm kiểu đàn bà nào mà chẳng được. Tại sao lại xảy ra giao dịch bất hợp pháp? Cúp điện thoại, sắc mặt của thiều hải hà trở nên khó nhìn hơn bỗng nhiên như chợt nhận ra được điều gì đó anh ta ngẩng đầu lên nhìn huỳnh nhân với vẻ mặt khó tin là anh làm nụ cười trên mặt huỳnh nhân rõ nét hơn cuối cùng anh cũng nhận ra soạt cả người thiều hải hà lập tức căng thẳng ngón tay run rẩy chỉ vào huỳnh nhân giọng nói đứt quãng chu hào anh cũng là người đã xúi giục ông ta tôi không thích bị nói như vậy đâu nụ cười trên mặt huỳnh nhân phai nhạt. Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Trong lòng mỗi người đều có mầm mống khao khát trả thù, anh và Diệp Thường Phong tự tay chôn nó xuống, còn tôi, chỉ là giúp nó mọc dễ nảy mầm sớm hơn mà thôi. Huỳnh nhân, tôi giết anh. Thiều Hải Hà hoàn toàn mất lý trí lao về phía Huỳnh Nhân với đôi mắt đỏ hoe. Anh ta dùng hai tay túm cổ Huỳnh Nhân, muốn bóp cổ cho anh chết. Thế nhưng, một bóng người màu đen dẫn đầu ra tay, đá anh ta một cái văng ra xa. Bịch, người thiều hải hà lập tức bay ra ngoài như diều gặp gió bị đứt dây. Chu Hào chưa nói cho anh biết à, nếu anh coi người khác là kẻ tầm thường, thì trong mắt họ, anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường không đáng để nhắc tới mà thôi. Huỳnh Nhân nhìn Thiều Hải Hà đang bò lổm nhổm trên đất như một con kiến, giọng điệu bình tĩnh. Thiều Hải Hà đập tay xuống sàn nhà để chút giận và bực bội trong lòng. Tuy nhiên, tôi không có hứng tới đây để xem mấy cái trò đùa của anh trái lại tôi có cách để giúp anh giải quyết tình hình lúc này đột nhiên huỳnh nhân đối giọng anh xem tình huống bây giờ đã không phải là vấn đề mà anh có thể giải quyết nếu như anh bán công ty long đằng cho tôi thì anh còn có thể vớt phát lại được một khoản tiền gốc thiều hải hà bình tĩnh lại một chút kinh ngạc hỏi anh tới đây vì muốn mua lại công ty long đằng sao đúng vậy huỳnh nhân dứt khoát thừa nhận Mày bị điên à?" Thiều Hải Hà hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Huỳnh Nhân. "Anh có biết giá trị thị trường của công ty Long Đằng là bao nhiêu không?" "Đấy không phải là những điều mà tôi quan tâm." Huỳnh Nhân lắc đầu nói. "Lúc đầu Thiều Gia Nguyệt bỏ ra 500 triệu để mua lại công ty Long Đằng, thì bây giờ tôi cũng sẽ mua lại Long Đằng với giá 500 triệu." "Không thể được." Thiều Hải Hà không cần suy nghĩ, lập tức từ chối thẳng thừng công ty Long Đằng không thể nào chỉ trị giá mỗi 500 triệu. Thiêu Hải Hà, tôi thấy có vẻ như anh không hiểu tình hình bây giờ thì phải. Huỳnh Nhân nheo mắt, giọng nói trở nên lạnh lùng. Chu Hào đã công bố sự thật của vụ án 316 cho công chúng, anh và Diệp Thường Phong không thoát khỏi liên quan, và lại bây giờ phần đông nhân viên Long Đằng đã nghỉ việc, cả công ty rơi vào tình trạng tê liệt, đưa cho anh 500 triệu, coi như là lấy lại được vốn rồi. Đương nhiên, nếu anh vẫn không đồng ý, thì cũng chẳng sao cả. Huỳnh Nhân dừng lại, sau đó cười nói. Tôi vẫn còn cách khác để thâu tóm công ty Long Đằng mà thôi, sở dĩ tôi ngồi đây nói chuyện với anh một cách bình tĩnh nhã nhặn là đã chọn cho anh một biện pháp nhẹ nhàng và lịch sự nhất trong số rất nhiều biện pháp rồi. Nếu như đàm phán không thành công, tôi cũng không ngại đổi sang biện pháp ít thân thiện hơn. Đe dọa. Quang Minh chính đại đe dọa. Khóe mắt thiều hải hà co giật kịch liệt, anh biết Huỳnh Nhân không phải đang nói đùa. Thế nhưng, anh vẫn một mực khẳng định, kể cả tôi có bán đi chăng nữa, anh có thể trả được 500 triệu chắc. Bây giờ, công ty áo Tân do anh ta làm chủ, vì vậy 880 triệu nhân dân tệ được tài trợ bởi 10 công ty lớn cũng thuộc về Thiều Hải Hà. Anh ta không tin Huỳnh Nhân có thể đưa ra 500 triệu. Huỳnh Nhân không nói gì, quay sang nhìn Lưu An một cái. Lưu An lập tức đi tới trước mặt Thiều Hải Hà, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm thẻ vàng, thờ ơ nói: Đi quẹt tấm thẻ này, sau khi giao dịch hoàn thành, tôi sẽ tự mình khấu trừ để chuyển cho anh 500 triệu. Vẻ mặt Thiều Hải Hà hơi thay đổi, nhưng vẫn cứ nghĩ Lưu An chỉ là vệ sĩ của huỳnh nhân, cô ta có thể có bao nhiêu tiền. Nhưng sau khi cầm lấy tấm thẻ vàng, Thiều Hải Hà hai mắt trợn trừng. Đây là thẻ vàng của Thụy sĩ. Mặc dù là con trai trưởng của nhà họ Thiều, thế nhưng anh ta cũng chưa đủ điều kiện để được nhận thẻ vàng của Thụy sĩ. Thấy Thiều Hải Hà không nhúc nhích, Đôi mày thanh tú của Lưu An nhếch lên. "Không dùng được à, thế để tôi đổi." Nói xong, cô ta lấy một tấm thẻ màu đen ra, mặt sau của thẻ có in hình đầu lâu màu đen. Nhìn thấy tấm thẻ này, Thiều Hải Hà suýt nữa trợn mắt ngất đi vì sợ hãi. Hội Khô Lâu. Thẻ này chỉ có các thành viên có thế lực ngầm lớn nhất thế giới của hiệp hội Khô Lâu mới có thể sở hữu, do hội trưởng nữ Hoàng Đích thân phát hành, trên toàn thế giới không tới 50 tấm rốt cuộc nữ vệ sĩ của Huỳnh Nhân có lai lịch gì. Thiều Hải Hà ngơ ngác nhìn Lưu An, không dám đưa tay ra cầm. Vẫn không dùng được à. Trong mắt Lưu An lóe lên sự không kiên nhẫn, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn về phía Thiều Hải Hà. Cuối cùng, cô ta lấy một tấm thẻ ngân hàng bình thường ra, hỏi. Thẻ tiết kiệm này lúc nào cũng có thể dùng được, đúng không? chương 135, bố tôi là Diệp Thường Phong, Vô Chi Vô Giác ký kết hợp đồng chuyển nhượng công ty, đại biểu Thiều Hải Hà lấy công ty Long Đằng ra để giao bán. Sau khi ký kết thành công, Thiều Hải Hà vẫn còn đắm chìm trong cú sốc do Lưu An mang đến, vẫn chưa thể thoát ra. Anh ta suy nghĩ đến vỡ cả đầu, nhưng mà vẫn không thể hình dung được rốt cuộc Lưu An có lai lịch như nào, không những có thẻ vàng thụy sĩ mà còn có cả thẻ của hội khô lâu. Tại sao một người phụ nữ có lai lịch khá lớn như vậy mà lại đi làm vệ sĩ cho cái thằng rác rưởi kia? hai mắt thiều hải hà đục ngầu tỏ vẻ mờ mịt như không còn biết mình là ai lưu an vừa nhìn thoáng qua đã biết thiều hải hà đang nghĩ gì sự khinh thường trong mắt cô ta càng trở nên mãnh liệt hơn chắc chắn là anh ta đang cho rằng hai tấm thẻ này là của cô ta nhưng thực chất hai tấm thẻ này không phải của cô ta mà là của thiếu chủ thẻ vàng do ngài thương si tặng cho thiếu chủ còn thẻ đen là do đích thân nữ hoàng hội trưởng của hội khô lâu gửi tặng như một ngoại lệ để bày tỏ lòng biết ơn của cô ta đối với thiếu chủ. Đấy là ngọn nguồn bắt đầu về câu chuyện của hai người họ, nhưng nếu mà nói sâu xa hơn thì có thể coi đó như là vật đính ước cho một cuộc tình đơn phương vậy. Nhưng mà, từ khi thiếu chủ xuất ngũ quay trở về Trung Quốc, liên lạc giữa hai người càng ngày càng ít đi. Huỳnh Nhân cất bản hợp đồng đi, liếc nhìn Thiều Hải Hà một cái, nói hình như anh vẫn còn quên cái gì thì phải thiều hải hà tức đến đỏ cả mắt giận dữ nói tôi đã trả công ty long đằng lại cho anh rồi anh còn muốn cái gì nữa vẫn còn hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng công ty áo tân huỳnh nhân nói kể từ khi anh lấy danh nghĩa công ty long đằng để thu mua lại công ty áo tân thì công ty áo tân đã trở thành một chi nhánh của công ty của long đằng rồi bây giờ tôi mua lại toàn bộ công ty long đằng dựa theo điều khoản đã ký kết công ty áo tân cũng sẽ thuộc về tôi. Mày! Hai con mắt của thiều hải hà trợn to, tức giận đến nỗi hít thở không thông. Phải đến tận giây phút này, anh ta mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trả thù! Huỳnh nhân đang trả thù việc anh ta đã ác ý mua lại công ty áo tân, ăn miếng trả miếng, bắt trước làm lại đúng việc anh ta đã từng làm để trả thù, trực tiếp thẳng tay mua lại công ty long đằng. Cho dù trong lòng kêu gào ẩm ý không muốn, Thiều Hải Hà vẫn buộc phải chuyển nhượng công ty áo tân cho Huỳnh Nhân. Ai bảo do anh ta không lấy danh nghĩa riêng ra để mua nó. Lần này giao dịch, Thiều Hải Hà không những không có được công ty áo tân, mà còn buộc phải vứt bỏ công ty Long Đằng. Nếu em họ của anh phát hiện ra thành tựu hôm nay của anh, tôi cá là cô ta chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với anh đấy. Sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, Huỳnh Nhân dừng dưng bỏ lại một câu như vậy, rồi rời khỏi công ty Long Đằng trong lúc thang máy đi xuống huỳnh nhân hờ hững hỏi công ty long đẳng đã lấy lại được thế còn công ty dược phẩm hồng thiên bên kia thì sao lưu an mỉm cười thiếu chủ xin anh cứ yên tâm diệp thường phong không thoát khỏi liên quan là bố đã tổ chức cuộc họp thành viên lên kế hoạch để trừng phạt diệp thường phong trong ngày hôm nay thôi công ty dược phẩm hồng thiên sẽ không còn tồn tại nữa cuộc họp thành viên à huỳnh nhân cân nhắc một lúc sau đó cười nhạt đi thôi, đi để còn quan sát. Vâng. 10 phút sau, Lưu An lái xe đến bãi đậu xe ngầm của tòa nhà đại thương, đi với Huỳnh Nhân đến cạnh cửa. Kéo kẹt, một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại ở trước mặt hai người, cửa xe mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, đi giày ra bước xuống. Ngay sau khi xuống xe, anh ta vội vã đi tới cửa chính. Đó là con trai của Diệp Thường Phong, Diệp Dạ Nguyệt. Huỳnh Nhân khẽ nheo mắt, cười nói. Tào Tháo chưa tới, nhưng con trai Tào Tháo thì lại đến trước rồi. Lưu An tỏ vẻ thờ ơ. Con trai Diệp Thường Phong thì đã sao, tòa nhà đại thương, không phải cứ có quan hệ người thân là sẽ được vào. Đúng thế, Diệp Dạ Nguyệt vừa định đi vào, một nhân viên an ninh mạnh mẽ ngăn anh ta lại với vẻ mặt lạnh lùng. "Đứng lại, anh định làm gì?" Nhìn thấy một nhân viên an ninh dám ngăn cản mình, Diệp Dạ Nguyệt lập tức nổi giận. "Ba tôi là thành viên trung cấp của thương hội Hồng Ưng." anh dám chặn đường tôi xin lỗi anh nhưng cho dù là người nhà của hội viên thì cũng không được đi vào nhân viên an ninh vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng nói đây là thương hội hồng ưng chi nhánh của khu vực minh châu chỉ có thành viên của thương hội và khách hàng mới có thể vào khách hàng ở đây đương nhiên là đề cập đến những nhân vật tai to mặt lớn từ mọi tầng lớp trong xã hội một tên thiếu gia ăn chơi trác táng như diệp giả nguyệt đương nhiên không được liệt vào danh sách đó ngay lập tức Diệp dạ nguyệt nóng nảy, vội vàng nói. Ba tôi thật sự là Diệp Thường Phong, tôi đang tìm ông ấy có việc gấp. Anh ta đã thấy trên mạng đang đưa tin về sự thật của vụ án 316, dưới tầng của công ty dược phẩm Hồng Thiên bây giờ một đống phóng viên chen nhau chật ních, vây kín đến nỗi nước cũng không lọt qua nổi, anh ta mới vội vàng đến đây để hỏi Diệp Thường Phong bây giờ rốt cuộc nên làm gì. Anh muốn đi vào cũng được, gọi ngài Diệp xuống đón anh. Nhưng mà, Nhân viên an ninh nhất quyết không cho anh ta đi vào. Diệp Dạ Nguyệt không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành phải lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Thường Phong, thế nhưng anh ta chỉ nhận lại được tin nhắn thông báo là số điện thoại bạn gọi đã bị tắt máy. Cuộc họp đại hội thành viên của thương hội Hồng Ưng yêu cầu tất cả các thành viên tắt điện thoại di động. Sắc mặt Diệp Dạ Nguyệt nhăn nhó khó nhìn, anh ta nhanh chóng nói với nhân viên an ninh. "Bố tôi đang họp ở trên, ông ấy không thể nghe điện thoại." anh cứ cho tôi vào đi. Nhân viên an ninh chế giễu cười khẩy, đến điện thoại cũng không liên lạc được, mà dám xưng bậy xưng bạ là con trai của Diệp Thường Phong, cái cớ này của anh, tôi gặp nhiều rồi. Tôi thật sự là con trai của Diệp Thường Phong, Diệp Dạ Nguyệt tức giận hét to. Huỳnh Nhân và Lưu An nhìn thấy vậy, lắc đầu một cái, sau đó đi qua Diệp Dạ Nguyệt. Huỳnh Nhân, sao anh lại ở đây, đồ rác rưởi? Diệp Dạ Nguyệt nhìn thấy Huỳnh Nhân, hai mắt trợn tròn không thể tin nổi, anh ta là con trai của Diệp Thường Phong mà không thể đi vào, Huỳnh Nhân chỉ là một tên ăn hại không được gia nhập vào dòng họ, anh ta dựa vào cái gì mà được đi vào. Ngài Huỳnh, khi nhân viên an ninh nhìn thấy Huỳnh Nhân, anh ta lập tức cúi đầu 90 độ, còn không quên gọi thêm những nhân viên an ninh khác ra. Trong nháy mắt, khoảng chừng 20 nhân viên an ninh được đào tạo bài bản và hùng hậu chia ra đứng thành hai hàng, kính cẩn chào hỏi. Kính chào Ngài Huỳnh, tiếng chào như sấm, đinh tai nhức óc ngày trước khi lần đầu tiên huỳnh nhân đến tòa nhà đại thương ngài la người phụ trách thương hội hồng ưng đi cùng với mã bách điền người giàu có nhất ở minh châu và một thành viên của thương hội thiên việt bân cùng với rất nhiều nhân vật có mặt mũi đích thân ra cửa tiếp đón mặc dù bọn họ không biết thân phận thật của ngài huỳnh là gì nhưng họ biết chắc rằng thân phận của ngài huỳnh không hề tầm thường cảnh tượng này khiến cho diệp dạ nguyệt càng thêm choáng váng ngơ người ra nhìn bọn họ gọi huỳnh nhân là gì TG ải nghiệm đọc TG huyện số 1 tải TG N.vn -E Ngài Huỳnh, Diệp Dạ Nguyệt cảm thấy tam quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Ba giây sau, hai gò má của anh ta lập tức xanh mét, đối xử bất bình đẳng mạnh mẽ như thế, tạo cho anh ta cảm giác tranh lệch rất lớn. Các người mắt mù hết cả đám à, tôi là con trai của Diệp Thường Phong, các người không cho tôi vào, thằng kia chỉ là tên rác rưởi ăn hại của nhà họ liễu hạng ba thôi thế mà các người gọi nó là ngài cầm miệng lại cho tôi nhân viên an ninh vừa lên tiếng là người đứng đầu của tất cả an ninh ở đây anh ta nhìn diệp dạ nguyệt bằng ánh mắt lạnh lùng trong giọng nói ẩn chứa sự chán ghét ác ý nếu anh còn nói xấu ngài huỳnh thêm một câu nữa tôi sẽ đập dụng từng cái răng một của anh đấy không chỉ một mình anh ta các nhân viên an ninh khác cũng lạnh lùng nhìn diệp dạ nguyệt ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Diệp dạ nguyệt giật mình, sợ mất mật, nhưng chỉ ngay sau đó thôi, anh ta tỏ vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Tôi biết rồi, chắc chắn là các người đã thu lợi ích gì của anh ta, dám đưa hối lộ trước mặt mọi người, tôi sẽ nói cho bố tôi biết chuyện này, đuổi hết các người đi. Bốp, ánh mắt của một nhân viên an ninh run lên, mạnh mẽ bước một bước, xông đến ngay trước mặt Diệp dạ nguyệt, ra tay tát một cái thật nặng lên mặt của anh ta bất kỳ ai muốn được làm an ninh trong chi nhánh của thương hội hồng ưng ít nhất cũng phải là một cựu quân nhân đã giải ngũ vừa tát một cái máu thịt văng tung tóe hai cái răng lung lay chảy đầy máu gắng gượng trụ lại tát xong nhân viên an ninh bước đến trước mặt huỳnh nhân cúi đầu ngài huỳnh để ngài bị giật mình rồi cứ để chúng tôi giải quyết anh ta cho ngài huỳnh nhân thờ ơ gật đầu ấn thang máy đi lên tầng cao nhất đánh đi các người muốn làm gì Tôi là con trai của Diệp Thường Phong đấy. A. À, không lâu sau, ngoài cổng bỗng vang lên tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Diệp Dạ Nguyệt. Anh ta bị 7, tám nhân viên an ninh vây quanh, đánh đập dã man. Mặc dù anh ta bị đánh cho sưng tím mặt mũi, nhưng vẫn cố vươn ánh mắt oán hận hét lên với Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân, anh chết chắc, bố tôi là Diệp Thường Phong, chờ khi nào ông ấy kết thúc cuộc họp, xem ông ấy sẽ đối xử anh như nào. Từ đầu đến cuối Huỳnh Nhân không thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Người đáng thương ắt sẽ có chỗ đáng giận, anh ta cứ một mực cậy danh bố mình, mà có lẽ vẫn chưa biết rằng, người mà anh ta luôn dựa vào, sau cuộc họp hôm nay, ông ta e cũng sắp phải gục ngã. Audio điện tử võ tấn bền chương 136, Ngài Thương Si Thang máy đi thẳng lên trên, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đây còn có tên gọi là Thương hội Hồng ưng, chi nhánh khu vực Minh Châu. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc vest, đi giày ra kính thần chào đón. Ngài Huỳnh, ngài tổng phụ trách sẽ đến ngay. Được rồi. Huỳnh nhân mỉm cười, đứng chờ với Lưu An ở cửa thang máy. Một lúc sau, là bố dẫn theo mã Bách Điền và Thiên Việt Bân đến. Ông chủ. Huỳnh nhân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi. Diệp Thường Phong có ở đây không? Là bố gật đầu một cái, đến rồi, đã vào phòng họp, còn 5 phút nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu. Sắp xếp hai vị trí cho tôi với Lưu An, tôi muốn lắng nghe toàn bộ buổi họp. Thân mình của Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân lập tức run lên, kinh ngạc nhìn Huỳnh Nhân, ông chủ rõ ràng đang muốn xem tiết mục ngã đài, tụt sốc của Diệp Thường Phong đây mà. Vâng, là bố biết thói quen khiêm tốn của sếp lớn nhà mình, đương nhiên không thể trực tiếp sắp xếp cho ngồi trong cuộc họp thành viên, vì vậy ông ta kính cần nói. Ông chủ, Phòng họp và văn phòng làm việc bên cạnh được kết nối với nhau, cả cuộc họp sẽ được phát trong máy tính của ngài. Rất tốt." Huynh nhân gật đầu, đi với Lưu An đến phòng làm việc bên cạnh. Chỗ này không thể nào chỉ là phòng làm việc được, phải gọi là cung điện thì đúng hơn. Bốn phía bức tường xung quanh được bao phủ bởi những bức tranh nổi tiếng trên toàn thế giới, kết hợp với một số đồ cổ có niên đại hơn 100 năm, nếu mà ở trong phòng này làm việc thì chẳng khác gì một vị hoàng đế cổ đại đang ngồi xử lý việc nước cả. Huỳnh Nhân ngồi lên trên chiếc ghế ở chính giữa, nhưng Lưu An không muốn ngồi xuống bên cạnh anh, mà lần đi trốn trong trong góc phòng như một cái bóng, cô ta không có thói quen ngồi ngang hàng với thiếu chủ. Rất nhanh ngay sau đó, cuộc họp bắt đầu. Thông qua màn hình máy tính, Huỳnh Nhân có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của mọi thành viên thương hội đang có mặt trong phòng họp. Những bộ vest, những đôi giày da tràn đầy năng lượng, tất cả những người đang có mặt tại đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn, quyền lực ở các thành phố khác nhau, hôm nay cùng nhau tụ tập lại một chỗ để tổ chức cuộc họp hồ nhất sơn tăng thiên tường cũng tham gia vào cuộc họp là bố ngồi chính giữa ánh mắt liếc qua từng người một đang có mặt trên khán đài cuối cùng ông ta bỗng dưng dừng lại trên người của một người đàn ông ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén ác liệt đó là diệp thường phong vào giờ phút này tuy rằng ông ta cũng là một thành viên trong cuộc họp thảo luận nhưng sắc mặt của ông ta lại đang vô cùng nhợt nhạt cả người âm ỉ run rẩy hoảng sợ không ngớt Chu Hào đến đồn cảnh sát tự thú, ông ta đã tiết lộ công khai sự thật của vụ án 316. Bây giờ toàn bộ mạng lưới Internet đang rầm rộ đưa tin về vụ việc này, Diệp Thường Phong không thể nào không biết. Là một trong những người đã tham gia vào vụ án 316, ông ta và công ty dược phẩm Hồng Thiên trực tiếp bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Là bố mở máy tính, ấn phát một đoạn video. Đó là video Chu Hào Trần thuật lại chân tướng vụ việc toàn bộ phòng họp lặng im như tờ tất cả mọi người ai nấy cũng nín thở tập trung cảm nhận dòng chảy hỗn loạn thành viên diệp sau khi xem đoạn video này ông còn điều gì muốn nói hay không khi video kết thúc là bố tắt máy tính giọng điệu bình thản hỏi ngay lập tức các thành viên khác trong hội cũng nhìn diệp thường phong bằng ánh mắt lạnh lùng diệp thường phong sắc mặt tái nhợt mồ hôi trên trán chảy đầm đìa quần áo sau lưng cũng ướt đẫm như thể vừa được vớt từ sông lên vậy Im lặng một lúc lâu, Diệp Thường Phong nói: "Hội trưởng La, tôi thừa nhận những tội danh này, nhưng đấy là do khoảng thời gian đó tôi bị ma quỷ ám ảnh, ngu muội tin vào những lời nói nhăng nói cuội của Thiều Hải Hà nên mới làm như vậy." "Thừa nhận là tốt." La Bố cắt ngang lời của Diệp Thường Phong, thờ ơ nói: "Nếu như ông không phải là thành viên của Thương hội Hồng Ưng, thì cho dù ông có làm những điều xấu xa cỡ nào đi chăng nữa, cũng không đến lượt tôi quản lý, thế nhưng ông lại là thành viên của thương hội, ở bên ngoài làm việc, đã là đại diện cho bộ mặt của thương hội Hồng ưng, thế mà ông lại dám làm cái chuyện tài trời như vậy, thật không thể chấp nhận được, ông đã làm cho tôi rất thất vọng. Diệp Thường Phong không dám nói lấy một câu. Kể từ khi sự việc này xảy ra, ông đã không còn tư cách gì để ở lại thương hội Hồng ưng nữa rồi. Bây giờ, tôi phát động bỏ phiếu về việc đuổi cổ Diệp Thường Phong, thành viên trung cấp của thương hội Hồng ưng, ra khỏi thương hội. Bốp bốp bốp, tất cả thành viên có mặt không một chút do dự lựa chọn đồng ý. Là một người bị đưa ra để người khác lựa chọn, Diệp Thường Phong mất quyền bỏ phiếu. Là bố đứng trên khán đài nhìn lướt qua một vòng, sau đó lớn tiếng nói. Tất cả đều đồng ý, vậy thì từ nay về sau, tư cách thành viên trung cấp của Diệp Thường Phong lập tức bị xóa bỏ, công ty dược phẩm Hồng Thiên bị cấm cửa hoàn toàn, ông ta sẽ không còn là một trong những thành viên của Thương hội Hồng ưng nữa. Tan họp. Là bố liên tục ra thông báo, khuôn mặt của Diệp Thường Phong lập tức tái nhợt như tờ giấy, cơ thể ông ta co giật dữ dội. Trên thực tế, từ giây phút Chu Hào vạch trần sự thật của vụ án 316 ra ngoài ánh sáng, ông ta biết chắc rằng đời mình cũng kết thúc rồi. Kinh hoàng, tức giận, sợ hãi và có một chút không bằng lòng. Người đã ở độ tuổi trung niên như ông ta, mất nửa đời người để gia nhập vào Thương hội Hồng Ưng, khó khăn lắm mới trở thành thành viên trung cấp tưởng rằng đã một bước lên mây, nào ngờ lại bước hụt, tụt chân rơi xuống, không còn cái gì cả. Ông ta không bằng lòng. Không bằng lòng. Dựa vào thân phận là thành viên trung cấp của thương hội Hồng Ưng, cơ hội để ông ta trở mình dễ như trở bàn tay. Vì vậy, dù ông ta có phải từ bỏ công ty dược phẩm Hồng Thiên đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể để mình bị đuổi cổ ra khỏi thương hội Hồng Ưng. Bộp. Diệp Thường Phong tuổi tác đã cao, hôm nay lại quỳ gối xuống đất cầu xin la bố hội trưởng la tôi cầu xin ngài đừng đuổi tôi đi về sau tôi nhất định sẽ làm tốt vai trò của mình trong kinh doanh không bao giờ đụng chạm đến danh giới của pháp luật cũng không bao giờ dám tái phạm nữa đâu nghe vậy nhưng vẻ mặt của la bố vẫn lạnh lùng mã bách điền thiên việt bân và tất cả các thành viên khác của thương hội cũng vậy mọi người lạnh nhạt nhìn ông ta trong mắt không hề có cảm xúc thương cảm hay đồng tình ông ăn xén tiền nguyên liệu, làm thuốc tắm giả, khiến cho người tiêu dùng bị ngộ độc, đổ mọi tội lỗi cho nhà họ liễu, chừng đó thôi đã là to gan lớn mật lắm rồi, còn dám đi uy hiếp gia đình bệnh nhân, tội ác tài trời, sau từng đấy chuyện, ông vẫn muốn ở lại thương hội hồng ưng. Là bố chế nhạo, cười cợt liên tục, nói. Chưa nói đến chuyện tôi không đồng ý, kể cả tôi có đồng ý đi chăng nữa, thì ông chủ cũng sẽ không đồng ý. Bùm! Ngay khi là bố nói ra những lời này, không chỉ con ngươi của Diệp Thường Phong co rút lại, mà cả những thành viên khác đang có mặt tại đây cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Người duy nhất có thể khiến hội trưởng la gọi là ông chủ, chỉ có thể là người đã sáng lập ra tám thương hội lớn, một trong bảy si của nước Hạ, Ngài Thương Si. Ngài Thương Si cũng đang ở Minh Châu hả? Ngay lập tức, tất cả thành viên quay sang nhìn nhau, xì si xào thảo luận. Chỉ có Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân là biết chuyện gì đang xảy ra ngài thương si đang ở nước ngoài xa xôi để thăm dò khai thác thị trường bên đấy làm sao tự nhiên có mặt ở minh châu được không thể nào là ngài thương si như vậy chỉ còn có một khả năng là nghĩ tới đây ánh mắt mã bách điền và thiên việt bân đột nhiên đông cứng lại nhưng không dám nói toạc ra la bố cười mỉa bước xuống sân khấu đẩy mạnh cửa phía sau cót két cánh cửa mở ra tất cả mọi người nhìn thấy một căn phòng làm việc nguy nga lộng lẫy ở ngay chính giữa căn phòng có một bóng người đang ngồi trên ghế thế nhưng do cái ghế bị xoay ngược lại nên không ai có mặt tại đây có thể nhận ra người đàn ông đang ngồi trên ghế là ai ông chủ xin mời ngài ra quyết định là bố cúi người thật sâu hạ giọng nói tất cả các thành viên có mặt thấy vậy cũng đứng dậy lớn tiếng nói kính chào ông chủ diệp thường phong quỳ dạp hai gối xuống trước mặt huỳnh nhân ưỡn mặt năn nỉ nói ông chủ tôi cầu xin ngài, hãy bỏ qua cho tôi. chương 137, Bệnh nhân tâm thần. Không ai ngờ được rằng ngài thương si sẽ đích thân tới cuộc họp, tất cả bọn họ đến cả thở cũng không dám thở mạnh, miệng câm như hến. Duy chỉ có la bố, mã bách điền và thiên Việt bân mới biết sự thật, người đó không phải là ngài thương si. Ông lớn này là người mà ngay cả ngài thương si cũng phải cư xử kính trọng. Nói xong, Diệp Thường Phong lập tức nín thở, ông ta nhắm mắt lại, không dám đứng dậy ông ta biết là chỉ cần ngài thương si tha thứ cho ông ta thì la bố cũng sẽ tha thứ nhưng mà khung cảnh hiện trường xung quanh như chết lặng chỉ có âm thanh tích tắc tích tắc của đồng hồ vọng lại như thể đang đếm ngược cho đến lúc lời phán quyết số phận của ông ta được vang lên ngài thương si không lên tiếng cũng không xoay ghế dựa lại lúc này tại hiện trường bắt đầu xuất hiện một tiếng cười châm chọc sau đó vang lên một giọng nói rất trầm ông muốn tôi tha thứ cho ông. Diệp Thường Phong chợt ngẩng đầu lên, trong lòng ông ta đang nhen nhóm một tia hy vọng, vội vội vàng vàng nói. Đúng vậy, ngài thương si, tôi đã biết lỗi của mình rồi, sau này tôi nhất định sẽ giữ khuôn phép kinh doanh buôn bán. Ông làm gì còn cơ hội nữa? Giọng nói trầm thấp lại vang lên, tuy rằng bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người ai cũng cảm thấy ác ý nồng đậm, cả người Diệp Thường Phong run lên bần bật. Từ lúc ông có hành động tấn công nhà họ Liễu, thì số phận của ông đã được định sẵn là sẽ như vậy rồi huỳnh nhân quay lưng về phía mọi người nhắm mắt lại chậm rãi nói trong lúc nhắm mắt trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh ba năm trước của liễu nham ông ấy mang theo tiếng chửi rủa của người đời đau đớn đến nỗi không muốn sống cả ngày uống rượu say xỉn ngay lập tức ác ý trong lòng anh dâng trào giọng nói lạnh như băng muốn ông chết là chuyện rất dễ dàng hiếm khi có cơ hội khiến cho ông hối hận đau khổ như vậy nên là tôi vẫn đang suy nghĩ xem tận dụng cơ hội này như nào đây bây giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ của ông như vậy tôi rốt cuộc cũng hiểu được giọng nói trầm thấp tự nhiên trở nên vui sướng khiến cho mọi người có mặt tại chỗ cảm thấy ớn lạnh ông là một người tham vọng sống vì lợi ích không từ thủ đoạn trong lòng của ông có một kế hoạch lớn vẫn chưa thực hiện được cho nên nếu để ông chết lại thành ra hời cho ông mất rồi để ông sống trở thành một người bình thường sống một cuộc đời tầm thường, người thân bạn bè của ông sẽ từ từ rời bỏ ông, sự nghiệp của ông cuối cùng sẽ rơi vào tay người khác, cho đến khi ông già rồi không còn nơi nào để đi, đến lúc chết cũng chẳng có ai đưa tiến, để rồi cơ thể của ông từng ngày từng ngày một dần thối giữa và bốc mùi. Đến lúc đấy, sẽ có người xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của ông trên thế giới này, sẽ không còn một ai nhớ về ông. Đấy mới là hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho ông. Giọng nói cao vút, giống như lưới hái của thần chết, thông báo về bản án tử hình cho Diệp Thường Phong. Mọi người chố mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao Ngài Thương Si lại ghét bỏ Diệp Thường Phong đến vậy. Bản thân Diệp Thường Phong thì sợ hãi đến mức khuỷu gối xuống nền nhà lạnh lẽo, hai tay ôm chặt lấy đầu, hệt như một con đà điểu đang sợ hãi, khao khát muốn vùi đầu xuống đất trốn đi. Ông ta vô cùng sợ hãi. Từng chữ huỳnh nhân nói ra sắc bén như dao, cứa thẳng vào nỗi sợ sâu thẳm trong lòng ông ta. Ông ta sợ phải tầm thường, sợ bị cô đơn, nhưng hơn tất cả, ông ta sợ nhất là sau này chết đi không ai đưa tiến. Đến cả dấu vết để chứng minh bản thân đã từng sống, từng tồn tại trên đời cũng bị xóa sạch, phải là người độc địa đến mức nào mới có thể làm được việc này. Kết thúc cuộc họp, Diệp Thường phong hồn siêu phách lạc đi xuống tầng, Huỳnh Nhân và Lưu An cũng rời đi theo. Ở cửa, Diệp Dạ Nguyệt vẫn đang đứng đợi với khuôn mặt sưng tím, hết lần này đến lần khác nước nhân viên an ninh với vẻ mặt phẫn uất anh ta vẫn nhớ rõ những tên nào đã đánh mình, chờ ba anh ta họp xong, chắc chắn anh ta sẽ sa thải hết cái đám này. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Diệp Dạ Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Thường Phong đi ra khỏi thang máy với vẻ mặt đờ đẫn, lập tức hưng phấn vẫy tay với ông ta. Ba, con bị bọn này đánh, cái bọn nhân viên an ninh hôi hám kia kìa, chúng nó dám đánh con. Nói xong, anh ta nhìn tất cả nhân viên an ninh với vẻ mặt khinh bỉ, mỉa mai cười. Các người chết chắc, bà tôi họp xong rồi, các người chuẩn bị viết đơn từ trước từ giờ là kịp rồi đấy, ha 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 ha. Thế nhưng, Diệp Thường Phong dường như không nhìn thấy Diệp Dạ Nguyệt, đi ngang qua vai anh ta với vẻ mặt đờ đần. Diệp Dạ Nguyệt lập tức ngây người ra, nhanh chóng đuổi theo Diệp Thường Phong. Ba, tại sao ba không để ý con, con bị người ta đánh đấy? Cút xéo đi cho tao. Đột nhiên, trong nháy mắt, biểu hiện trên mặt Diệp Thường Phong trở nên dữ tợn, ông ta đá Diệp Dạ Nguyệt một cái rất mạnh, khiến cho anh ta bay xa ra vài mét. Diệp Dạ Nguyệt sững sờ, bối rối nhìn Diệp Thường Phong với đôi mắt đờ đẫn. Tao không có nơi nương tựa, người đưa tiễn lúc chết cũng không có, ha 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 ha. Trên đường đang có người qua lại, nhưng giờ Diệp Thường Phong như đã phát điên, mặt mũi dữ tợn, cười ầm ý. Tiếng cười càng lúc càng điên cuồng, càng ngày càng giống như bị thần kinh, mọi người đi đường xung quanh bị ông ta dọa cho giật hết cả mình, bọn họ dối giết nhìn Diệp Thường Phong bằng ánh mắt kỳ quái, chửi rửa tới tấp. Ông ta bị dở hơi à? Ông nói cái gì vậy? Diệp Thường Phong túm lấy một cô gái đi đường đang mắng mỏ ông ta bị thần kinh, hai con mắt trợn lồi ra, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Mấy người trong thương hội hồng ưng ức hiếp tao, ngay cả cái con đàn bà như mày mà cũng dám ức hiếp tao, tao giết chết mày. Nói xong, hai tay ông ta dùng sức bóp mạnh cổ cô gái kia. Ôi, cứu người đi! có bệnh nhân tâm thần đây này, đột nhiên tiếng la hét và tiếng bước chân xung quanh hoảng loạn, nhún nháo hết cả lên. ba, ba đang làm cái quái gì vậy? nhìn thấy cảnh này, Diệp Dạ Nguyệt không thể tin nổi, trợn to hai mắt. người đàn ông với khuôn mặt hung dữ, mái tóc bù xù này là ba ruột của anh ta sao? tao giết chết mày! Diệp Thường Phong hét to, tóc tai bù xù như ma quỷ với ác ý dày đặc, trên tay không ngừng dùng sức khuôn mặt của cô gái lập tức đỏ bừng, sức lực phản kháng, giấy rụa của cô ta giảm dần, báo hiệu rằng cô ta sắp bị ông ta bóp cổ cho chết. Cứu người nhanh lên. Ngay lập tức, các nhân viên an ninh của tòa nhà đại thương chạy tới, cưỡng chế tách hai người ra. Cô gái được cứu, mạnh mẽ dùng sức hít lấy hít để bầu không khí trong lành, cô ta nhìn Diệp Thường Phong với khuôn mặt tái mét, sợ hãi hét lên. Ông ta điên rồi, điên rồi. Sau đó chạy mất dạng. Diệp Thường Phong bị bốn, năm người nhân viên an ninh vây quanh, nhe răng cười tâu tuét, dáng vẻ trông như thể muốn cắn chết ông ta vậy. Ba, ba đang làm cái gì vậy? Diệp Thường Phong vội vàng chạy tới, nhưng anh ta đã bị chặn lại trước khi kịp đến gần. Bây giờ tinh thần của ông ta đang rối loạn, là một người cực kỳ nguy hiểm, phải đưa đến bệnh viên tâm thần ngay lập tức. Cái gì? Diệp Dạ Nguyệt nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hẳn đi không ai để ý đến anh ta sau khi chế ngự được diệp thường phong người đứng đầu đám nhân viên an ninh lập tức gọi điện báo cảnh sát ba phút sau cảnh sát ở gần đó chạy đến hiện trường còng tay diệp thường phong lại và áp giải ông ta lên xe điều đang chờ đợi ông ta lúc này sẽ là thủ tục đưa vào bệnh viện tâm thần cảnh tượng này bị huỳnh nhân và lưu an nhìn thấy hai người cũng kinh ngạc đặc biệt là huỳnh nhân anh không ngờ rằng diệp thường phong sẽ phát điên nhưng ngay sau đó ánh mắt của anh lại bình tĩnh trở lại. Kết cục như ngày hôm nay, trung quy lại cũng là do lỗi của ông ta. chương 138, giấy không gói được lửa. Một ngày sau, hai tin tức này đã được lan ra khắp thành phố Minh Châu nhanh như vũ bão. từ những người đứng đầu giới thương nghiệp cho đến những người dân trong thành phố này đều đang bàn tán xôn xao. Chuyện thứ nhất là xảy ra vào ngày 16 tháng 3, một lượng lớn nhân viên của công ty Long Đằng xin từ chức. Chủ tịch Thiều Hải Hà cũng đã từ chức trước sức ép mạnh mẽ của dư luận, cả công ty Long Đằng đã được một người thần bí nào đó mua lại. Chuyện thứ hai xảy ra cũng do hiệu ứng cánh bướm của sự kiện hôm 16 tháng 3, công ty dược phẩm Hồng Thiên đóng cửa và phá sản, chủ tịch Diệp Thường phong tinh thần trở nên thất thường, hình như đã bị điên rồi, đi ra ngoài đường hành hung người khác, suýt chút nữa đã bóp chết một người vô tội đang đi ngoài đường. Hai chuyện này giống như hai hòn đá lớn, bỗng nhiên được ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gây nên ngàn lớp sóng lớn. Các đài truyền hình địa phương và báo chí ở Minh Châu đều đang rầm rộ đưa tin về vụ việc này, thậm chí còn có người đào ra được rất nhiều tư liệu đen của công ty dược phẩm Hồng Thiên trước đó, oan ức của nhà họ Lâm cuối cùng đã được rửa sạch đi. Chuyện này thậm chí còn dính líu đến người nhà họ Thiều, dẫu sao sự kiện ngày 16 tháng 3 kia, Thiều Hải Hà cũng có tham dự vào, chính ông ta cũng đe dọa người nhà của những người bị trúng độc, bắt buộc họ phải rời khỏi Minh Châu. Đối với chuyện lần này, Thiều Gia Nguyệt, chủ tịch tập đoàn nhà họ Thiều cũng không có bất cứ động thái đáp trả nào, chỉ để cho thư ký của anh ta là Thiều Nghiêm trả lời một số câu hỏi của phóng viên. Hành động lần này của Thiều Hải Hà không đại diện cho cả tập đoàn nhà họ Thiều, hơn nữa lúc này đây ông ta đã đi du lịch nước ngoài rồi. Mới đổi được các nhà báo, giới truyền thông đi. Những lời này nói ra thật có hàm ý, có ý nghĩa là Thiều Hải Hà giờ đã không liên quan đến nhà họ Thiều, hơn nữa Thiều Hải Hà đã thật sự ra nước ngoài du lịch rồi sao? Không một ai tin điều đó cả. Thứ ba, Bệnh viện Tâm Thần. Đây là bệnh viện tâm thần duy nhất của thành phố Minh Châu, đồng thời cũng là nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất ở thành phố này. Ở đây có những người nhìn thì trông rất bình thường, nhưng thần trí của họ lại hoàn toàn không bình thường. Chính vì vậy mà bảo vệ ở đây canh gác rất nghiêm ngặt, đến nỗi một con ruồi cũng không thể nào bay qua được. Trong khu phòng bệnh an tính, có một người đàn ông gầy gò đang chăm chú xem TV, mà trong TV đang có người đưa tin về sự phá sản của công ty dược phẩm Hồng Thiên, chủ tịch Diệp Thường Phong nổi điên, đã hành hung người trên đường. Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, có vẻ như tâm tình rất tốt. Số 87, ra ngoài ăn cơm. Lúc này, giọng nói lạnh lẽo của người bảo vệ từ bên ngoài vang lên. Tới đây, người đàn ông tắt tivi và ra ngoài một cách tự nhiên. Anh ta có khuôn mặt thật đẹp, trông không giống những bệnh nhân khác ở đây, lại mặc một bộ âu phục màu trắng, nhìn có vẻ là người giàu có. Anh ta rất lịch sự, sẽ mỉm cười và nói lời cảm ơn đối với người đã mang bữa ăn đến cho mình. Hình như tâm trạng anh ta tốt, lập tức đến một góc yên tĩnh mà ngồi xuống, tay cầm dao nĩa, bắt đầu ăn cơm. Những người tâm thần xung quanh nhìn anh ta có vẻ sợ hãi, khi thấy anh ta đi đến, họ đều chủ động nhường đường. Đinh! Đúng lúc này cửa bệnh viện tâm thần được mở ra, một bệnh nhân khác được đưa vào trong đây tất cả mọi người đều nhìn về phía cổng để xem xem lính mới này như nào người đàn ông kia cũng ngẩng đầu lên để nhìn bệnh nhân mới này hơi sững sờ sau đó bắt đầu cười diệp thường phong cũng nhìn thấy người đàn ông này sau đó ánh mắt của ông ta bắt đầu trở nên kinh hãi người đàn ông để giao dĩa xuống đi tới trước mặt diệp thường phong sau đó mỉm cười một cách vui vẻ ba người cũng vào cùng con đi thông tin về việc công ty Long Đằng đổi chủ, chủ tịch công ty dược phẩm Hồng Thiên trở thành bệnh nhân tâm thần rất nhanh đã được truyền đến tai nhà họ Liễu. Mẹ, mẹ có nghe nói không? Công ty Long Đằng đã đổi chủ. Liễu cảnh nhiên nhìn bản tin trên TV với ánh mặt kinh ngạc rồi thở dài nói. Liên Thúy Na cũng nhìn với vẻ mặt khó tin. Chúng ta vừa mới trở về nhà họ Liên một chuyến, không nghĩ tới lại xảy ra một chuyện lớn như vậy. Vào thời điểm xảy ra tai nạn đó ở công ty Long Đằng hai ngày trước, đám người Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên, Chu Mỹ Linh không đi làm ở công ty Long Đằng mà trở về nhà họ Liên. Không biết chủ tịch mới là ai mà có thể ra tay lớn đến như vậy. Sau khi đã hết khiếp sợ, Liên Thúy Na tự mình lẩm bẩm, đồng thời liếc nhìn Liễu Nham cũng đang kinh ngạc, có chút ghét bỏ. Nhìn đến người ta một chút, đã thu mua được Long Đằng rồi, lại nhìn đến ông, rảnh rỗi ngồi ở nhà, Long đằng vốn dĩ là do một tay ông sáng lập nên, bây giờ chỉ có thể là khách xem qua thôi. Với giọng điệu châm biếm này, có lẽ bà ta đã hoàn toàn quên mất rằng chính mình là người đã đề nghị bán công ty này cho Thiều Hải Hà. Đúng lúc này Huỳnh Nhân bước vào nhà họ Liễu, nói với Liễu Nham. Ba, đi với con, con sẽ đưa ba đến một nơi. Ở đâu, Liễu Nham ngạc nhiên hỏi. Ba sẽ biết khi đến nơi thôi. Huỳnh Nhân đang định cùng Liễu Nham rời đi, đột nhiên Liên Thúy Na cười đến kỳ quái. Nó có thể đưa ông đến chỗ nào tốt chứ? Huỳnh Nhân cũng không hề tức giận, kéo Liễu Nham rời khỏi nhà họ Liễu mà không nói một lời nào. Mẹ con Liên Thúy Na cùng không hề ngăn cản hai người bọn họ, đằng nào bây giờ mẹ con họ cũng là chủ của ngôi nhà này. So với chuyện ở Long Đằng, chúng ta hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề kia trước đi. Liên Hồng Vân giống như là nghĩ ra điều gì đó nói. Vì vậy Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên bọn họ không nói gì nữa, bắt đầu rơi vào trầm tư. Mọi người trở về nhà họ liên bàn luận về hai vấn đề kia. Thứ nhất, là kế hoạch cải tạo xây dựng đô thị bên bờ sông Minh Châu đã chắc chắn được thực hiện, do một trong bốn nhà giàu nhất ở đây chịu trách nhiệm, nhà họ Đồng phụ trách sửa đổi thượng nguồn sông ở Minh Châu, còn hạng mục sửa đổi hạ lưu sông vẫn chưa biết sẽ do ai phụ trách. Nhà họ Liên cũng có chút gắn bó với nhà họ Đồng có thể đi theo họ để được hưởng thêm chút lợi ích, nên tìm một khoảng thời gian nào đó thích hợp đến nhà họ đồng thăm hỏi một chút. Thứ hai, mọi người trong nhà họ liễu đều có chút khó xử, đó chính là lễ mừng thọ 80 tuổi của lão gia nhà họ trịnh. Tất nhiên cả gia đình nhà họ Lâm cũng phải đi để chúc thọ, nhưng cách đây không lâu hai nhà họ đã có ý kết đôi giữa Liễu Cảnh Nhiên và Trịnh Hạo, mà giờ đây Trịnh Hảo đã chết. Trước mắt, nhà họ Trịnh còn chưa biết tin tức này, nhưng mà, giấy không gói được lửa về phía nhà họ trịnh bên kia, chỉ có thể đem tên phế vật kia ra mà định tội. Trong mắt liên túy na thoáng hiện lên sự ảm đạm nói. Sự hợp tác giữa nhà họ trịnh và nhà họ chu đang vào thời kỳ tốt đẹp, nhất định không thể vì một tên huỳnh nhân mà để xảy ra chuyện. Không sai, liễu đồng quân cũng tán thành mà gật đầu đồng ý. Nhưng bất ngờ quá, chỉ sợ nhà họ trịnh bên kia sẽ hơi khó để giải thích. Với cái chết đầy thương tâm của đứa cháu thân yêu, ông trịnh chắc chắn sẽ vô cùng tức giận và việc nợ máu phải trả bằng máu là điều không thể tránh khỏi nếu không thể giấu được chuyện này chúng ta nhất định phải để cho nhà họ trịnh thấy được tấm chân tình của chúng ta liên hồng vân cũng nói coi như ông trịnh bên kia muốn giết chết tên phế vật kia chúng ta cũng không hề có chút do so dự không sai chính xác là như vậy những người khác cũng tán thành và nhanh chóng đạt được sự đồng thuận nhìn thời gian một số thành viên cốt cán của nhà họ Lâm như Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na đột một đứng lên. Chúng ta đến công ty trước, Long Đằng đã bị một nhân vật thần bí nào đó thu mua, chắc chắn nhân sự trong công ty sẽ bị thay đổi, chúng ta phải đi một chút để xem chủ tịch mới là ai. Nói xong, bọn họ đều lái xe đến tòa nhà quốc tế. Cùng lúc đó, hai người Huỳnh Nhân và Liễu Nham cũng đã đến tòa nhà quốc tế. Nhìn mọi người ra vào bên trong tòa nhà, Liễu Nham khó hiểu mặt đầy nghi ngờ. Huỳnh Nhân, còn đưa ta đến tòa nhà quốc tế để làm gì vậy? Huỳnh Nhân cười một cách thần bí. Ba vào thì sẽ biết thôi. Nói xong, anh lập tức bấm thang máy đi lên. Thang máy không hề đi lên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế mà đi lên đến tầng giữa. Thang máy vừa mở ra, mấy chữ tạo uốn lượn như rồng bay phượng múa lập tức hiện ra, đập vào mắt hai người. Nắm giữ cổ phần tập đoàn Long Đằng. chương 139, tên đầy tớ ba mặt khi nhìn thấy sáu chữ lớn này liễu nham cảm thấy rất bối rối vì thế trong lúc nhất thời ông ấy cũng không biết nên nói cái gì sau một lúc im lặng ông ấy mới yếu ớt thở dài một hơi rồi nói con đưa ba đến đây làm gì huỳnh nhân không nói một câu anh cứ vậy mà đi vào sắc mặt liễu nham thay đổi huỳnh nhân con không thể đi vào ông ấy biết rất rõ mặc dù công ty long đằng là do một tay ông ấy sáng lập nhưng hiện tại công ty này đã bị nhà họ thiều cướp đi. Hơn nữa, sau khi xảy ra một chuyện lớn như vậy, công ty Long Đằng cũng bị bán cho người khác, vì vậy ông ấy không có tư cách để đi vào. Tuy vậy, Huỳnh Nhân đã đi vào. Liễu Nham gấp đến mức chỉ có thể đi theo vào. Cạch cạch cạch. Lúc này, bên trong công ty có tiếng bước chân rồn rập, có khoảng 50 đến 60 người đi ra từ hai bên hành lang. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Nham cảm thấy vô cùng sợ hãi, ông ấy coi bọn họ như những người tới đuổi mình đi. Lúc ông ấy vừa có ý định đưa Huỳnh Nhân rời đi thì nhìn thấy khóe miệng Huỳnh Nhân nhếch lên, anh chỉ cười nhạt một cái khi nhìn thấy cảnh này. Sau đó, 50, 60 người mặc bộ vest chỉnh tề đó đứng ở trước mặt Huỳnh Nhân và Liễu Nham rồi lớn tiếng nói. Chào Tổng Giám Đốc Liễu. Liễu Nham nhất thời bị lời chào này làm cho ngây người. Một lúc lâu sau ông ấy vẫn không kịp phản ứng, ông ấy quay đầu lại nhìn Huỳnh Nhân với vẻ mặt kinh ngạc huỳnh nhân rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra huỳnh nhân cười cười rồi nói ba bắt đầu từ hôm nay một lần nữa công ty long đằng sẽ do ba đứng tên tất cả mọi chuyện trong công ty đều do ba quyết định chuyện này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy liễu nham mở to hai mắt nhìn những người đang đứng thành hàng trước mặt với vẻ không thể tin nổi ông ấy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua chân tướng của vụ án 316 đã bị phơi bày rồi trận đại loạn ở Long Đằng, công ty dược phẩm Hồng Thiên sụp đổ rồi đến việc công ty Long Đằng trở lại dưới danh nghĩa của ông ấy. Ngay sau đó, ông ấy dường như đã hiểu ra điều gì đó, sắc mặt của ông ấy lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Huỳnh Nhân, mấy chuyện này đều là do con làm sao? Huỳnh Nhân nghiêm nghị gật đầu. Con đã từng nói, công ty Long Đằng nhất định sẽ trở lại, con nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Nghe vậy, Liễu Nham xúc động đến bật khóc, ông ấy nắm chặt tay Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân, con thật sự đã thực hiện được giấc mơ của ba. Huỳnh Nhân mỉm cười, anh đưa tay lên rồi nhẹ nhàng vỗ vào bả vai Liễu Nham. Công ty Long Đằng là do một tay ba sáng lập, ông ấy coi nó như một đứa con mình, tuy lúc trước mất đi nhưng bây giờ lại lấy lại được, sao ông ấy có thể không kích động được chứ? Nhưng ngay sau đó, ông ấy lại bình tĩnh rồi thở dài một tiếng. Huỳnh Nhân à, con là người đã mua được công ty Long Đằng, vì sao ba lại là người đứng tên được chứ? Huỳnh Nhân lắc đầu. Ba, công ty Long Đằng vốn là tâm huyết của ba, con trả lại cho ba cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mặt khác, con cũng chỉ là một người lính, con đâu biết quản lý công ty, vì vậy, công ty Long Đằng này vẫn nên để ba quản lý thì hơn. Ngoài ra, mọi việc liên quan đến công ty Áo Tân và tất cả các quyết định hợp tác kinh doanh với tập đoàn Lệ Tinh đều sẽ do ba quyết định liễu nham cười khổ một tiếng con thật sự định trở thành ông chủ bỏ mặc công ty của mình sao huỳnh nhân chỉ vào những người này rồi nói đây đều là những thuộc hạ cũ của ba cách đây ba năm trước lúc công ty long đằng bị nhà họ thiều thu mua bọn họ chính là những người buồn nhất ánh mắt liễu nham đảo qua những nhân viên này cả người bọn họ đều đứng thẳng và nhìn ông ấy với đôi mắt đỏ hoe sau khi hít một hơi thật sâu liễu nham mới chậm rãi nói nếu công ty Long Đằng đã mất, nay lại lấy lại được, vậy thì tôi nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Tôi sẽ dẫn dắt Long Đằng đi tới thời kỳ huy hoàng một lần nữa. Huỳnh Nhân hài lòng gật đầu, sau đó, anh lấy một bản danh sách ra rồi đưa cho Liễu Nham. Ba, đây là danh sách bọn tay chân của Thiều Hải Hà, lựa chọn sa thải hay cách chức đều do ba quyết định. Trong mắt Liễu Nham chợt lóe lên vẻ lạnh lùng, ông ấy nói nếu đã là tay chân của Thiều Hải Hà thì sao có thể giữ lại được chứ? Tuy nhiên, hiện tại công ty Long Đằng đang rối loạn, cho nên bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp cho việc cắt giảm nhân sự. Thế nhưng ngay sau đó, Liễu Nham lại nhướng mày. Huỳnh Nhân cười ha ha. Về điểm này thì ba không cần lo lắng. Chu Hào đã đưa nhóm nhân viên tinh anh, nòng cốt đi, vài ngày nữa bọn họ sẽ trở về nhậm chức. Việc Long Đằng rơi vào tình trạng hỗn loạn vốn là chủ ý ban đầu của anh anh làm vậy chỉ là vì muốn đuổi Thiều Hải Hà ra khỏi Long Đằng mà thôi. Nếu đã vậy thì sa thải tất cả bọn họ đi. Nghe Huỳnh Nhân nói như vậy, Liễu Nham lập tức quyết định mà không chút do dự nào. Ông ấy cẩn thận nhìn danh sách phía trên, liếc mắt một cái rồi lập tức nhìn chầm chầm một cái tên. Tên đầy tớ ba mặt này vì giàu sang mà bán đứng ông chủ của mình, sao cậu ta vẫn còn mặt mũi mà ở lại Long Đằng chứ? Huỳnh Nhân nhìn thư ký một cái, thư ký kia hiểu ý của anh rồi lập tức gọi Phượng Tư Sở đến văn phòng chủ tịch. Trước khi bước vào cửa, vẻ mặt Phượng Tư Sở còn có chút kích động. Không ai biết chủ tịch mới nhậm chức là ai, vậy mà lúc này chủ tịch lại triệu kiến ông ta, có phải là muốn nói để chuyện đề bạt ông ta hay không? Tuy nhiên, khi vừa bước vào cửa, Phượng Tư Sở lập tức nhìn thấy Liễu Nham đang ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của chủ tịch, còn Huỳnh Nhân thì đang ngồi trên ghế salon. Trong nháy mắt, sắc mặt của ông ta trở nên đờ đẫn. Rất nhanh sau đó, sắc mặt của Phượng Tư Sở chợt trở nên tái nhợt, thốt ra: "Liễu Nham, Huỳnh Nhân, hai người đang làm gì ở đây?" Vừa dứt lời, ông ta lập tức hối hận. Vừa rồi, thư ký còn nói với ông ta, chủ tịch mới có việc tìm ông ta, mà trong văn phòng này chỉ có hai người Liễu Nham và Huỳnh Nhân. Vậy, chủ tịch mới là ai, đến kẻ ngốc cũng có thể đoán ra. Nghĩ đến tất cả những việc mà bản thân mình đã làm lúc trước, Phượng Tư Sở nhất thời sợ tới mức hồn bay phách tán, cả khuôn mặt đều trắng bệch. "Liễu, Chủ tịch Liễu." Ông ta nói với giọng điệu run rẩy, ông ta cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. "Tôi ở đây làm gì, chẳng lẽ ông còn không đoán ra sao?" Ngồi ở ghế chủ tịch khiến cho giọng điệu của Liễu nham lạnh như băng. Ông ấy hơi nheo mắt lại rồi lạnh lùng quan sát ông ta. Điều này càng khiến cho cơ thể Phượng Tư Sở run rẩy hơn khi ông ta nhìn thấy Liễu Nham ngồi ở vị trí chủ tịch, ông ta lập tức hiểu được kết cục của mình sẽ như thế nào. Cộc cộc, ông ta quỳ dạp xuống trước mặt Liễu Nham rồi liên tục dập đầu. Chủ tịch Liễu, xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Tôi biết trước đây tôi đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng xin ngài hãy buông tha cho tôi. Ánh mắt của Liễu Nham lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lẽo. Phượng Tư Sở, trước đây tôi có lòng tốt muốn nâng đỡ ông, nhưng ông lại vì giàu sang mà bán đứng ông chủ của mình đem chuyện cơ mật của công ty tiết lộ cho người ngoài. Ông có biết, chỉ vì ông mà nhà họ liễu tôi đã suy bại đến mức nào không? 3. Phượng Tư sở sở tới mức cả người run lên, ông ta tự tát vào mặt mình một cái tát nặng nề rồi vừa tát vừa cầu xin tha thứ. Chủ tịch liễu, tôi cũng chỉ là nghe phải lời dèm pha của Thiều Hải Hà nên mới làm như vậy. Trong nhà tôi còn có ba mẹ già phải phụng dưỡng, vì thế tôi không thể không có công việc này được. Hừ, tên đầy tớ ba mặt kia, đã có lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, một kẻ ăn cây táo rào cây sung như ông thì giữ lại để làm gì chứ? Liễu Nham tức giận nhìn Phượng Tư Sở rồi giận dữ quát lớn. Khí thế trên người ông ấy làm cho cả người Phượng Tư Sở run lẩy bẩy. Từ đầu đến cuối, Huỳnh Nhân cũng không lên tiếng nói câu nào, anh chỉ lạnh lùng nhìn mọi việc. Dưới ánh mắt lạnh như băng của hai người, cuối cùng Phượng Tư Sở cũng suy sụp, lảo đảo chạy trốn khỏi văn phòng sau đó liễu nham lập tức đuổi cổ toàn bộ thân tín thiều hải hà mà không có chút do dự nào người ba một tay đưa công ty long đằng vào quỹ đạo đã trở về rồi chủ tịch cuộc họp nhậm chức chủ tịch sắp bắt đầu rồi lúc này thư ký lại đi vào báo cáo hầu hết các cổ đông lớn nhỏ của công ty đều đã đến đông đủ ngoặc kép liễu nham gật đầu được tôi sẽ đến ngay huỳnh nhân và liễu nham đứng dậy đi về phía phòng họp Đinh, cửa thang máy mở ra, đám người liễu cảnh nhiên, Liên Thúy Na và Liên Hồng Vân đều giật mình khi nhìn thấy Huỳnh Nhân và Liễu Nham. Trường 140, ba việc quan trọng. ba Huỳnh Nhân, đây là công ty Long Đằng đó, hai người ở đây làm gì? Liễu Cảnh Nhiên là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cô ta nhìn hai người với vẻ mặt kinh ngạc rồi nói. Huỳnh Nhân và Liễu Nham cũng không ngờ sẽ gặp được mấy người Liễu Cảnh Nhiên trong thang máy, nhưng mà kinh ngạc trong mắt rất nhanh trở về bình tĩnh liễu nham đang định nói chuyện thì liên thúy na đã có phản ứng lại bà ta dùng ánh mắt quỷ dị nhìn huỳnh nhân đây là nơi mà cậu muốn dẫn liễu nham đi sao tuy huỳnh nhân không biết liên thúy na muốn nói gì nhưng anh vẫn gật đầu đúng vậy tôi còn tưởng cậu muốn đưa ông ấy đi đâu liên thúy na giống như hiểu được cái gì đó ánh mắt của bà ta trở nên khinh thường cậu dẫn liễu nham tới đây để tìm việc đúng không Nói xong, bà ta còn nhìn về phía Liễu Nham với ánh mắt trách cứ. Ông cũng thật là, nếu ông muốn tìm việc thì ông có thể nói với chúng tôi, nơi này cũng không còn là của ông nữa, không phải sao? Cậu ta cũng không phải là cổ đông của công ty Long Đằng, không phải sao? Chúng tôi sẽ sắp xếp cho ông một công việc, như vậy không tốt hơn sao? Sao ông cứ nhất định phải đi phỏng vấn cùng tên phế vật này chứ? Làm vậy thì ông sẽ tìm được một công việc tốt hơn sao? Đúng vậy, ba, con là quản lý của bộ phận nhân sự. Nếu con muốn sắp xếp cho ba vào công ty, không phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Liễu cảnh nhiên cũng lên tiếng. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Liễu Nham. Bọn họ gần như chắc chắn 100% việc hai người đến đây là để tìm việc. Sắc mặt Liễu Nham thay đổi. Mấy người đều hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì, ngoặc kép. Liên Thúy Na trực tiếp cắt ngang lời Liễu Nham. Hiện tại công ty Long Đằng đang trong giai đoạn hỗn loạn, đến cả chủ tịch cũng thay đổi, cho nên dù có thế nào cũng không thể để xảy ra sai sót. Vậy mà cậu ta còn đưa ông đến đây tìm việc, nếu chuyện này bị người khác nói ra bên ngoài, mặt mũi của chúng tôi còn để đâu được nữa. Lên keng. Đúng lúc này, đến tầng cần đến, cửa thang máy mở ra. Cuối cùng, Liên Thúy Na cảnh cáo một câu rồi lập tức cùng đám người Liễu Cảnh Nhiên và Liên Hồng Vân đi vào phòng họp huỳnh nhân nhìn bọn họ rời đi với sắc mặt lạnh như băng liễu nham cười khổ một tiếng rồi nói huỳnh nhân để con phải chịu oan ức rồi sự lạnh lẽo trên mặt huỳnh nhân gần như biến mất anh chỉ cười nhạt xem ra việc trở thành cổ đông của công ty long đằng đã khiến bọn họ quên mất chính mình có cần giáng chức bọn họ không huỳnh nhân lắc đầu cũng không cần phải giáng chức đâu ba con nghe nói công ty long đằng và tập đoàn đại chu có quan hệ hợp tác đúng không đúng vậy liễu nham gật đầu tập đoàn đại chu là tập đoàn đứng dưới danh nghĩa nhà họ liên từ sau khi đám người liễu cảnh nhiên và liên thúy na lên nắm quyền bọn họ đã có những quan hệ hợp tác cùng với công ty của nhà họ liên huỳnh nhân cười lạnh bọn họ muốn nhà họ liên kiếm tiền từ long đằng liễu nham trầm ngâm một lúc lâu nếu như là mối quan hệ hợp tác đứng đắn liễu nham ngược lại sẽ không tính toán chi ly như vậy mọi người có thể cùng nhau kiếm tiền nhưng nếu như lấy sự tổn hại đến giá trị của công ty Long Đằng ra làm cái giá phải trả, vậy thì đây lại là một chuyện khác. Ba sẽ hủy bỏ quan hệ hợp tác giữa Long Đằng và tập đoàn Đại Chu. Liễu Nham nói với giọng điệu dứt khoát. Ba, chỉ một mình ba thì vẫn chưa đủ. Huỳnh Nhân thản nhiên nói. Việc ba trở thành chủ tịch của Long Đằng chỉ làm tăng sự kiêu ngạo của bọn họ thôi, phải có một người đến hỗ trợ ba mới được. Nhưng mà, phải đi đâu mới tìm được người này đây? Liễu nham cau mày. Huỳnh Nhân cười với vẻ thần bí rồi nói: "Bà yên tâm đi, người này sẽ đến ngay thôi." "Giám đốc Liên, bà đã nghe nói chưa, chủ tịch mới mua lại công ty Long Đằng muốn tổ chức một buổi hội nghị cho nhân viên chung và cao cấp sao?" Bên kia, đám người Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên đã đến phòng họp. Ngay lập tức, lãnh đạo của các phòng ban khác đi tới, nhỏ giọng nghị luận với bà ta. Liên Thúy Na gật đầu. "Đã nghe nói" nhưng tôi cũng không biết chủ tịch mới này là người như thế nào người này đã trực tiếp mua lại công ty long đằng đó một người có thể ra tay hào phóng như vậy nhất định phải là một nhân vật lớn trong giới kinh doanh người phụ trách bộ phận bên cạnh cũng kích động nói bây giờ đúng là thời điểm quan trọng quản lý liên bà cũng là bậc lão thành của long đằng lại còn biết cơ cấu và mô hình của long thành như nắm trong lòng bàn tay chủ tịch mới nhất định sẽ trọng dụng bà bị nói như vậy trên mặt liên thúy na rộ ra vẻ kích động. Nếu được như vậy thì tốt quá. Tất cả mọi người đều không kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng trong khi chờ chủ tịch mới tiến vào. Cộc cộc cộc. Lúc này, bên ngoài phòng họp truyền đến tiếng bước chân vừa mạnh mẽ lại vừa trầm ổn. Xuyệt, tới rồi, tới rồi. Tất cả các nhân viên chung và cao cấp đều ngồi ngay ngắn, với tinh thần tốt nhất để chào đón chủ tịch mới. Chẳng bao lâu, cánh cửa đã được đẩy ra và có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi vào. Tất cả các nhân viên đều đồng loạt đứng lên rồi chào người đàn ông này với vẻ cung kính. "Chào chủ tịch." Người đàn ông kia tỏ vẻ hơi kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười. "Các vị, mọi người hiểu lầm rồi, tôi không phải là chủ tịch mới, tôi chỉ là trợ lý của ông ấy. Tôi họ Trần, mọi người có thể gọi tôi là thư ký Trần." Liên Thúy Na Liễu Cảnh Nhiên và các lãnh đạo cấp trung và cấp cao khác đều quay mặt nhìn nhau. Trợ lý của chủ tịch sao? Thư ký Trần hơi nheo mắt lại rồi quét mắt quanh phòng họp một lượt. Tầm mắt hơi dừng lại trên người đám người Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên cũng nhanh chóng rời đi. Sau đó, anh ta cao giọng nói. Các vị, hiện tại tôi có ba việc quan trọng muốn tuyên bố. Việc đầu tiên, chức vụ chủ tịch của công ty Long Đằng sẽ do Liễu Nham, ông Liễu đảm nhiệm. Mọi người phía dưới hãy nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch Lâm lên bục phát biểu. Tin tức này vừa được nói ra đã khiến toàn bộ phòng họp xôn xao. Nhất là đám người Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Hồng Vân. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt giống như gặp ma giữa ban ngày vậy, muốn có bao nhiêu sự đặc sắc thì sẽ có bấy nhiêu sự đặc sắc. Mẹ không nghe lầm đấy chứ? Liên Thúy Na cảm thấy không thể tin được mà nhìn về phía Liễu Cảnh Nhiên, hỏi: "Cô ta nói ai cơ?" liễu nham sao mẹ không nghe lầm đâu là tên của ba liễu cảnh nhiên vẻ mặt kích động nói tuy cô ta cũng không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra nhưng cô ta biết nếu liễu nham điều hành công ty long đằng một lần nữa vậy người thuộc dòng chính của nhà họ liễu là bọn họ sẽ được thăng chức đó là chuyện chắc chắn không phải trùng tên đấy chứ vẻ mặt của liên thúy na vẫn còn chút nghi ngờ căn bản là bà ta cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra trong ánh mắt kinh ngạc mà kích động của vô số người liễu nham ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng họp huỳnh nhân cũng đứng ở cửa phòng họp cười nhìn cảnh tượng này đúng là ba rồi liễu cảnh nhiên thốt lên một tiếng với vẻ mặt kinh ngạc trời ạ à, mình không nhìn nhầm đấy chứ sao ông ấy có thể biến thành chủ tịch của long đằng được chứ liên thúy na lẩm bẩm với sắc mặt quái dị công ty áo tân đã được bán cho long đằng theo lý mà nói phí tài trợ 880 triệu kia cũng thuộc sở hữu của Long Đằng, ông ấy lấy đâu ra tiền mà thu mua Long Đằng chứ? 3. Liễu Cảnh Nhiên kích động đến mức vẫy tay với Liễu Nham. Liên Thúy Na và Liên Hồng Vân cũng lần lượt phục hồi tinh thần từ trong sự kinh ngạc rồi dùng ánh mắt kích động nhìn Liễu Nham. Nếu chủ tịch là Liễu Nham, vậy đây đúng là một chuyện vui đối với nhà họ Liễu. Nhưng mà, ngay cả nhìn, Liễu Nham cũng không thèm liếc mắt lấy một cái ông ấy vẫn cứ như vậy mà phát biểu cảm ơn màn phát biểu của chủ tịch liễu tiếp theo tôi sẽ tuyên bố chuyện quan trọng thứ hai thư ký trần cao giọng nói sau khi chủ tịch liễu nhậm chức ngài ấy sẽ lựa chọn một vị lãnh đạo chủ chốt đảm nhiệm chức phó chủ tịch ầm um, lời vừa được nói ra đã khiến đám người liễu cảnh nhiên liên thúy na và liên hồng vân hoàn toàn trở nên điên cuồng trong mắt bọn họ đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt nhất là liễu cảnh nhiên và liên thúy na trong số bọn họ, một người là vợ của Liễu Nham, còn một người là con gái của Liễu Nham, vậy thì cái chức phó chủ tịch này chắc chắn sẽ thuộc về một người trong hai người bọn họ. Tuy nhiên, thư ký Trần không công bố ứng cử viên cho vị trí phó chủ tịch là ai, anh ta lại mà tiếp tục công bố việc quan trọng thứ ba. Bắt đầu từ hôm nay, công ty Long Đằng sẽ cắt đứt quan hệ hợp tác thương mại với tập đoàn Đại Chu. Audio điện tử Võ Tấn Bền Hết chương 140